thì các bạn sẽ được gặp gỡ một cặp đôi rất là dễ thương. Không biết là bạn bên kia dễ thương hay không, nhưng mà cái bạn nữ bên đây đã hơi hơi dễ thương rồi. Mời bạn nam. Mời bạn ngồi. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia ạ. Chào bạn. Rồi, em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Mộng Tuyền ạ. Nay thì em 27 tuổi. Nghề gì, làm nghề gì Tuyền? Dạ, em làm giáo viên của trường Quang Trung ở huyện Củ Chi á anh. Bạn là từ xưa giờ sinh ra lớn lên Củ Chi luôn hả? Hồi xưa thì em ở dưới Tiền Giang, rồi năm lớp 7 thì em mới lên Củ Chi, rồi em ở Củ Chi từ đó tới giờ luôn ạ. Tuyền ở Củ Chi đó, bạn trai giới thiệu về mình đi. Bạn trai giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em 34 tuổi, em tên Lộc, quê Bến Tre. Làm nghề gì Lộc? Dạ, em làm bên công nghệ thông tin. Bến Tre lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, hơn 10 năm. Mấy mối tình rồi? Dạ, được 2 mối tình chính thức, còn râu ria thì cũng quen 3-4. Vậy sao mình không tìm cho mình một đối tượng để đi chung con đường mà phải râu ria hoài vậy? Thì nói chung là cũng có tìm nhưng mà không có hợp tính nên chia tay sớm, bắt đầu khổ. Chia tay sớm là sớm bao lâu mới chia tay? Có thể là quen 1-2 tháng, 3 tháng gì đó, thấy tính tình nó không có hợp nên kết thúc sớm. Sơ yếu tình trường sơ sơ đó. Dạ. Còn bạn nữ có thể Mộng Tuyền thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Tính đến nay thì em có 2 mối tình chính thức chị. Rồi cũng có râu ria nữa hả? Dạ. Nghĩa là yêu song phương á chị. Còn những cái chuyện tình đơn phương thì nó cũng nhiều. Em nói luôn cái lý do mà em tới giờ này vẫn chưa tìm được bạn trai. Dạ, đó là bởi vì em cảm thấy là em thích công việc. Cái người yêu đầu tiên á thì anh ấy chia tay là bởi vì em đam mê cái nghề làm MC quá. À, có làm MC nữa hả? Dạ. Rồi xong cái người bạn trai thứ hai thì lúc đó là em cũng 25 tuổi rồi. Và anh ấy thì nghĩ rằng là thôi em nghỉ dạy đi, nghỉ làm MC đi, rồi về nhà chỉ làm công việc nội trợ thôi. Thì em không chấp nhận được điều đó. Bởi vì phụ nữ hiện đại thì cũng phải cần có cái sự đúng rồi, phải có công việc, có sự nghiệp của mình nữa chị. Và em cảm thấy là hai người không hợp nhau. Ủa rồi bây giờ mình còn làm MC không? Dạ còn, em là MC sự kiện của mấy cái sự kiện của ngành. Bây giờ làm thử đoạn bạn muốn hẹn hò nghe coi chơi. Đúng rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì các bạn sẽ được gặp gỡ một cặp đôi rất là dễ thương. Không biết là bạn bên kia dễ thương hay không, nhưng mà cái bạn nữ bên đây đã hơi hơi dễ thương rồi. Bên đây là cực kỳ dễ thương luôn. Đúng rồi. Dạ, trong trường mình dạy môn gì Tuyền? Dạ, em dạy ngữ văn á chị. Tính tình của em thì em có thể gom mình lại trong 3 tính từ. Thứ nhất là em là một đứa rất là lãng mạn. Bởi vì em học văn nên em khá là lãng mạn. Em viết thơ, em làm văn. Chết rồi, em khô khan. Sắp tới em cũng sắp xuất bản tập thơ. Vậy hả, xuất bản luôn hả? Nhưng mà chị đừng kêu em đọc thơ. Sao vậy? Em không nhớ thơ em. Em không nhớ thơ em rồi làm rồi thơ em sao người ta nhớ? Tại em làm nhiều quá nên em không nhớ thôi, nhưng mà em làm tại chỗ xuất khẩu thành thơ một bài thơ đi. Hôm nay bạn muốn hẹn hò, em đang chờ đợi chuyến đò đời em. Cuộc đời lắm nỗi truân chuyên, chỉ mong ghé bến cho yên lòng mình. Hay. Cũng được. Chưa bằng lắm nhưng mà cảm giác như thế nào? Ừ. Rất là hay, giỏi là em thích người giỏi giang lắm, lãng mạn lắm chị. Bây giờ bạn nam có cái khả năng gì mình phải đáp lại bạn nữ chứ? Thôi em tra một đoạn thôi. Rồi. 2-3. Sáng hôm nay trên đường quê có một đám cưới rước dâu về thôn sớm khác. Cô dâu áo hồng khăn tía, chàng rể xinh xinh ôm chặt chiếc khai trầu. Dạ thôi được. Tiếp đi đó. Hỏi cô em gái cùng thôn sao dội giả đi lấy chồng, bỏ lại giường cao còn non trái, với mấy luống trầu chưa kịp khai mương. Giường nhà em nhờ anh qua làm thế, em lấy chồng là theo lệnh của mẹ cha. Em lấy chồng vào cả xóm mừng vui, chỉ có mình anh là ngẩn ngơ buồn ba. Đó. Em hát cải lương được nữa. Hả? Thiệt. Bên đây hát cải lương được nè, giờ anh Linh ơi. Làm luôn cho nó vui. Đúng rồi. Em hát đầu đoạn của bài Con Gái Của Mẹ.
Mẹ ơi phận gái 12 bên nước biết bến nào trong biết sông nào đục. Biết rủi hay mai một ngày con xuất giá theo chồng. Cặp này quá dữ. Trời ơi cô giáo. MC làm gặp thơ. Anh rồi. Gặp chưa? Gặp ở đâu? Có lần anh về trường em quay Vượt Lên Chính Mình. Phải không? Dạ. Bây giờ anh này anh miền Tây cũng dễ thương lắm, nhìn thấy anh làm mặt rất là hậu. Cho em coi. Coi ai vậy? Từ từ. Muốn chồng chưa? Hơi hơi à anh. Hơi hơi rồi hả? Dạ. Em muốn chồng như thế nào? Em thích người đó cao hơn em. Rồi. Phải hiểu cái công việc, hiểu cái đam mê của em. Hiểu hai người này hát chung cải lương là hiểu rồi đó. Phải là một người chung thủy, không có lăng nhăng. Em không thích hút thuốc. Nói chung là phải biết nghĩ cho gia đình nữa. Rồi nha, anh thấy được á, anh này cũng dễ thương lắm. Bây giờ cái điểm nào em không thích ở người bạn nam nữa? Em không thích là anh ấy không có cầu tiến, nghĩa là không có cái niềm say mê trong công việc. Về ngoại hình thì em cũng không thích người nào mà bụng bự quá. Có cái mẫu người lý tưởng giống ai không? Dạ giống anh Quý Bình. Bụng bự. Dạ chào chị. Có cái bụng bự. Trời hát ngọt quá ha. Nhỏ mà chị. Bụng vậy mà hơi dữ vậy hả? Dạ. Mình có tật xấu gì không? Dạ tật xấu nhiều lắm. Ví dụ? Chắc là hay lì. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Dạ em không thích bạn như là đua đòi quá. Như là trang điểm nó lè lè quá. Trang điểm mà nhiều quá thành trang trí mất rồi nó không đẹp. Vậy là trang trí hay trang điểm? Trang trí đó. Muốn vợ không? Dạ. Muốn. Cho nói là anh này là trang điểm. Bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ em nghĩ chắc 3 tháng rồi lên. 3 tháng đến 5 tháng rồi tìm hiểu. Nhanh dữ vậy? Đã chuẩn bị gì? Dạ muốn vợ rồi chị. Nhưng mà chuẩn bị gì cho việc lấy vợ chưa? Dạ, chuẩn bị hết rồi, thiếu con dâu, cô dâu thôi. Hết là cái gì ví dụ? Như vòng vàng nhà cửa thì được nửa cái rồi. Vòng vàng thì có nhà cửa ở đâu mà được nửa cái? Cửa nửa cái chuẩn bị sẵn mua chị. À có nghĩa là tiền trong túi là được nửa cái rồi phải không? Tiền đặt nhà hàng đồ có chưa? Dạ cái đó chắc phải vài tháng nữa đi. Vài tháng nữa ha. Coi như giờ ráng xoay sở được cái gì. Xoay sở được. Dạ dạ. Có chỗ mượn nợ đúng không? Dạ. Mượn anh Nguyễn Linh kìa. Được. Yên tâm. Miền Tây kế bên tôi ở Bến Tre gần Tiền Giang mà. Dạ đúng rồi. Hôm nay mình đi có người thân đi theo ủng hộ mình không? Có em họ của em á chị. Dạ em kính thưa chú Nguyễn Linh và cô Cát Tường. À. Em là em họ của chị Tiền. Bình thường chị ở nhà có kén lắm không? Sao cũng nhiều tài vậy mà chưa có bạn trai? Dạ chị cũng không kén lắm, chị chỉ lo công việc nhiều quá rồi hết thời gian rồi cũng không có thời gian để mà tìm bạn trai của mình. Thấy anh bên kia sao, hợp với Tiền không? Dạ nhìn anh cũng được, cũng vui tính. Còn chuyện mà chị Tiền có bấm nút hay không thì em để cho chị tự cảm nhận rồi quyết định. Em muốn chị Tiền bấm nút không? Dạ muốn. Muốn hả? Được rồi, vậy được rồi. Bạn trai thì sao? Mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có hai bé làm chung. Em thấy chị này cũng được, cũng hiền đó anh. Nhưng mà anh Lộc của em hiền hơn đó. Nên chị đừng có ăn hiếp mà Lộc của em mà được. Kéo màn lên đi. Nôn hai người này quá. Về hai người cứ suốt ngày hát cái lương rồi ăn cháo luôn. Hả? Rồi kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút gặp mặt trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào anh. Dạ em chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Mèo Kitty. Lần đầu gặp thì cũng có ấn tượng. Em rất là năng động. Dạ. À, nói chung là cũng người đáng tin tưởng. Nhưng mà cổ làm MC đó, có cho cổ làm MC không hay là cấm cổ làm? Dạ đúng rồi. Dạ cái đó đam mê chắc chấp nhận được. Tại cổ vì em nói chuyện cũng dở lắm nên cần người phải chia sẻ hơn nữa. Cổ làm MC có đâu nói chuyện như em, nói chuyện người khác không á. MC thì em sẽ phải trang điểm rất là nhiều mà nãy em nghe anh nói trang trí là... trang điểm giống như trang trí thì em lại sợ. Thì nói chung là mức độ chấp nhận được thì tốt thôi. Dạ. Chứ đừng có nhiều quá. Giống vậy được không anh? Dạ ok rồi. Bạn ấy nãy có nói là 3 tháng quen 3 tháng cưới luôn. Em có đồng ý không? Em nghĩ là nếu mà để tìm hiểu thì phải hơn cái thời gian đó. Nhưng bạn giờ bạn yêu bạn quá bạn cưới luôn thì được sao? Phải tìm hiểu cho kỹ chứ anh. Thí dụ giờ bạn yêu luôn nè, bạn nói được cưới luôn thì em chịu không? Chưa. Chị ý em muốn bao lâu? Ít nhất cũng phải tìm hiểu khoảng 1 năm. Tại vì là em sợ
mình phải kỹ lưỡng để coi là em có thật sự phù hợp với anh hay không. Lộc thấy sao? Dạ, nói chung là cũng bạn nói cũng đúng, là tìm hiểu thì tại em nói đại khái cái thời gian thôi, chứ còn 3 tháng hay 5 tháng thì cũng là cũng hơi ít, để nhưng mà ở gần thì không nói gì, gặp nhau thường xuyên thì có thể dễ biết, còn như xa xôi thì nó lại khác. Thôi được rồi, hết thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ có những khoảnh khắc để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 3 tiếng đếm, nếu các bạn không đồng ý hẹn hò thì đừng bấm. Đồng ý hẹn hò là chúng ta đang nghĩ đến điều gì đó nó xa hơn nữa. Quyết định 3 2 1. Có vẻ bạn Lộc cũng nôn nao quá đúng không? Dạ cũng hồi hộp. Nắm tay nhau cái đi hai bạn. Đấy. Cảm giác sao? Mềm ấm. Hồi nãy chưa có điện gì, giờ thấy có điện gì chưa Tuyền? Để chờ thời gian nữa coi sao chị. Trời sao khó vậy? Điện không xâm nhập được hả? Thì không biết nữa. Cảm nhận của anh là hai người rất là hợp lý với nhau ha. Nào, hãy đi xem phim và dạ, hiểu nhiều dạ, hơn. Cảm ơn anh. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Chúc hai bạn sớm có một mái ấm gia đình, dạ, tràn ấp tiếng cười và tiếng hát. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn anh Quyền Linh và cảm ơn các bạn khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy nắm tay được lấy đi xem phim. Công nhận. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé. Thì em quen 9 tháng. Mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình của con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Để có sự lòng tin đó. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Mời bạn nữ. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh, em chào quý khán giả. Em tên là Lê Thị Thùy Trang, em năm nay 34 tuổi. Em là chủ shop nước hoa Dubai. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời nhà trai. Vâng, trước tiên thì xin chào chương trình và chào anh Quyền Linh cũng như chị Ngọc Lan. Thì mình tự xin giới thiệu là mình là Đào Văn Tốt. Thì năm nay 33 tuổi, quê mình ở Bình Định. Thì đến với chương trình thì mình cũng xin chào nhà gái và có cái món quà tặng anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn em, để đây luôn. Cũng như chị Ngọc Lan. Rồi, em để đây đi, chúc mình qua mình tặng chị Ngọc Lan ha. Em là làm công việc gì? Vâng, thì hiện tại cái công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do. Hiện nay mở quận mấy? Hiện nay thì mình ở trong Bình Định. Bình Định luôn, ở tại Bình Định luôn hả? Dạ, dạ. Ừ, vâng. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh em chắc là em hiền, hòa đồng, biết lo gia đình. Còn nhưng mà điểm yếu em chắc là em hơi dễ tin người á. Với lại em thích sạch sẽ, em mà thấy dơ là em sẽ khó chịu lên. Nói chung phụ nữ nào cũng vậy, lúc nào cũng thích sạch sẽ hết á. Rồi còn nhà trai. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Thì mình xin nói cái điểm yếu của mình trước là không thích hút thuốc hoặc là uống rượu. Vậy điểm mạnh đó. Đó là cái điểm yếu vâng của em. Vâng, điểm yếu với bạn bè nhưng mà điểm mạnh với phụ nữ đó. Vâng, cái còn cái người yêu nữa. Cái điểm mạnh của mình là tự tin giao tiếp. Bởi vì cái ngành của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do đó. Cho nên có thể là mình đi giao tiếp rất là nhiều. Cái điểm mạnh của mình nữa là biết nấu ăn, biết quan tâm phụ nữ. Rồi, và cũng như là lắng nghe phụ nữ. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em có 4 mối tình. 4 mối tình. Cái mối tình của em, cái mối tình nào sâu nặng nhất nè? 4 mối tình đó thì cái người đầu tiên em quen 4 năm á. Trong vòng 3 năm là người ta có con 1 tuổi. Nghĩa là người ta lưu với mình á. Xong rồi còn mối tình thứ hai thì em quen 9 tháng. Mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình của con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Trời ơi, hai mối tình nào em cũng bị lừa dối hết. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại á.
giống như là lúc đó em mới sắp cái chuyện người thứ ba xong á, em giống không còn bình tĩnh nữa. Em nghĩ là tự nhiên cuộc đời mình nó cứ lặp tới lặp lui hoài á, thế em thành ra em chán, em muốn quen một người đó để em lấy chồng luôn á. Thì em mới gặp ảnh. Lúc đầu anh nói với em là anh ly dị rồi. Cuối cùng em quen thì em mới biết là anh ly dị rồi, nhưng mà vẫn qua lại với vợ cũ. Hai người cũng ăn ở với nhau rồi đó. Xong cái lúc mà em biết thì em cũng kết thúc luôn. Nhưng mà lúc đó em có baby. Ôi trời ơi, tức là em muốn mối tình thì không ra gì. Trời ơi, sao mà cuộc đời khắc nghiệt với em quá vậy? Đấy, nhiều khi em cũng không tin là mình bị lặp lại quá nhiều lần như vậy á. Nếu mà em cứ tự tìm thì em cứ sợ em cứ bị hoài vậy á. Nên em, nên là em cần nhờ chương trình. Đúng rồi. Em muốn tìm một người đàn ông nhưng mà phải có đạo đức đàng hoàng, lý lịch rõ ràng. Đúng rồi, không có lừa dối em nữa. Em quá sợ. Muốn bên là kia... không có lý lịch rõ ràng. Bà mối của phỏng vấn có lý lịch rõ ràng để tôi qua bên nhà gái thôi. Rồi, cô gái dễ thương ha. Dạ, chào bạn. Bên kia người ta chỉ có một cái yêu cầu rằng là đừng lừa dối, đừng giấu giếm. Trước thì mình cũng có một cái cũng đã ly hôn rồi đấy. Mình ly hôn năm 2019 thôi. Vợ thì cũng có đi lái người khác rồi, cũng có con rồi. Rồi anh có em bé chưa? Cũng có một cháu. Rồi hiện tại cháu ở với ai? Thì hiện tại thì cháu ở với mẹ luôn, bà ngoại luôn. Dạ, là mấy tuổi rồi anh? Thì cũng được 4 tuổi. Thật ra bây giờ mình ở một chuyến đò thì mình tìm một chuyến đò khác hợp với mình đi thôi. Vậy là cả hai người đều đã đổ vỡ hôn nhân và đều có một đứa con. Bây giờ là em muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Em cần một người đàn ông của gia đình á. Của gia đình? Không có dạng như lăng nhăng, với lại sạch sẽ. Sạch sẽ nữa hả? Thôi. Em thích sạch. Hỏi bên nhà trai coi. Dạ, bây giờ cái tiêu chí để tìm bạn gái của anh là gì? Tiêu chí của em thì cũng không có vấn đề đâu, chủ yếu là vui vẻ là được, chung thủy, hạnh phúc. Rồi, bây giờ rồi. Thì gặp người thân đi. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với em gái em. Dạ, con xin chào chú Quyên Linh, chị Ngọc Lan và anh trai bên này và khán giả trên trường quay. Em tên là Như, 28 tuổi. Thì theo em nhận xét anh trai bên này thì nhìn ảnh hiền, cũng dễ thương. Nhưng mà còn sự lựa chọn là do chị của em nữa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà trai đi với ai nè? Vâng, thì mình đi với bố ruột. Chào chú. Con chào chú. Chú bình định vô chú. Dạ, tôi là bố của Đào Văn Tốt, hiện đang ở là huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Dạ. Qua cái chương trình này thì là con nó có tìm hiểu, thì nó đăng ký trong ban tổ chức, thì ban tổ chức được biết thì hôm nay tôi đến đây thì không có gì hơn xin cầu mong cho con và hai cháu tìm được mối tình mà của nó, chúc cho hai con là gặp nhiều may mắn, được cái tâm đầu ý hợp. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Tiến đến xây dựng tương lai trăm năm hạnh phúc, thì điều đó là hai gia đình bố mẹ nào cũng là điều thương hết. Cũng dạ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc chú khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm, dạ, ơn, cảm chú. Ơn chú. Rồi thôi mở rào cho hai bên tâm sự đi. Dạ. Mở rào. Tặng em cái, dạ, cái đặc sản của Bình Định á. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái đây là tặng cho chị Ngọc Lan. Dạ em cảm ơn anh. À, em cũng có quà tặng anh. À, em cũng có quà chị tặng chị Lan. Trời ơi, cảm ơn em. Em cũng có quà tặng cho mình. Trời đất ơi. Thôi, cảm ơn em gái nha. Cảm ơn hai bạn đã có những món quà cho chúng tôi. Rồi bây giờ mình ngồi đó mình nói chuyện đi. Hai bạn cứ thoải mái nha, có gì mình cởi mở ra hết đi. Anh gặp em rồi thì anh thấy nhờ. Thì nói chung em thì là cũng là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Thì lúc nãy em có nói rồi đó, là em đã bị 4 lần vậy rồi. Nên là hiện tại thì em cần một người là thật, với lại là phải yêu thương em, kiểu như là không có lừa dối bất cứ chuyện gì nữa hết. Không được lăng nhăng, tại vì em rất sợ điều đó rồi. Anh nghĩ em có làm được không? Cũng được, anh thì có tật là nói chung là sợ vợ lắm. Lắng nghe vợ lắm. Vợ mình thì mình sợ đâu sao đâu. Vâng. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được, rồi kết hôn tương lai, rồi mình dự định là thì, mình ở đâu thì ở nói chung là mình ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bàn rồi, ba anh cũng bàn rồi, cho nên là hiện tại bây giờ là anh cũng nói chung là cũng rảnh. Cái mục đích của anh là đến chương trình này thì cũng cảm ơn cái chương trình rồi, để gặp em bàn cái ngày để là mình tổ chức luôn. Nói thì nhà trai tổ chức, nhà trai nhà gái tổ chức, nhà gái
Nói như vậy thì hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin đó. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Nói chứ trong cuộc sống á, cần phải có niềm tin em. Không có niềm tin sống không được đâu. Cái nào tin ít tin nhiều, cái nào không tin thôi. Chứ không phải là ai cũng làm cho mình mất lòng tin hết. Thí dụ như bây giờ hai người tiến xa hơn đi, thì mình ở đâu nè? Ở Bình Định hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè? Em có tính với ba chưa? Cưới vợ là ở đâu? Ở đâu cũng được, vợ ở đâu thì em ở đấy. Ở nhà trai cũng được, mà ở nhà gái cũng được. Cũng được đúng không? Vâng. Vợ ở đây thì ở đây luôn đúng không? Càng tốt. Càng tốt luôn. Dạ. Đó. Em có đồng ý không? Dạ, tại vì em không hề quyết định đi đâu á. Tại vì em ở trong đây với gia đình, với mẹ em á. Quen dạ. Rồi, công việc em cũng trong đây, shop em cũng trong đây á. Hiện nay em ở với ai? Em ở với mẹ với lại em trai. Vậy là nếu mà bắt rể về được không? Cũng được ạ. Cũng được đó. Thí dụ như có điều kiện như vậy ở đây, em vừa làm du lịch vừa bán nước hoa luôn đó. Cái kênh mà du lịch là sale ngon lành luôn á, giỡn hoài lịch. Một cái lượt khách đi nước ngoài hay đi đâu thí dụ như thế, một cái đoàn mấy trăm người bán mấy trăm chai, tôi nói đúng bán rồi. Mấy năm là giàu luôn á. Rồi thôi bây giờ hai bạn tiến lại gần nhau và nắm tay nhau giao lưu cảm xúc một chút xíu, để xem làm cái người đó nó có thực sự là chạm đến trái tim của mình hay chưa. Vâng, thì anh xin nắm tay em. Thì lúc nãy em có nói là cái niềm tin á, thì là anh thì cái quan điểm của anh là nói chung là chung thủy bình, chung thủy hết hạnh phúc. Cảm ơn cái chương trình đó, thì giới thiệu cho em là một người là biết trang điểm đấy, về mọi mặt đấy thì anh rất là thích. Đến đây thì anh mục đích của anh là kiếm vợ đấy, thì là mấy anh chị anh thì cũng hối, nếu được là bên nhà gái là báo ngay thì anh bên anh xuống liền. Nhà gái báo cái nhà trai xuống liền. Rồi giờ nhà gái thấy sao? Thì như em đã nói rồi á, em cần thêm thời gian, em cần thêm cái niềm tin á. Nếu anh tạo được cho em niềm tin thì mình sẽ tính tới chuyện đó sau. Thôi giờ bạn Nam hát bài cho nó giải tỏa căng thẳng đi. Hát bài niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng thì là nhìn anh là biết là niềm tin rồi. Đấy cho nên là gửi cho bạn gái với chương trình cái bài hát là Đà Lạt Hoàng Hôn. Đà Lạt Hoàng Hôn. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, biết chăng ai giữa không gian hoàn hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá bua, biết ai thường bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Vâng, hát chỉ nhiêu đó thôi. Hai, vào ghế đi nào. Bấy giặc Toshiba, điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Và bây giờ hai bạn hãy lắng lòng mình lại. Niềm tin xuất phát từ trái tim của mình, có hay không, bấm hay không là do các bạn. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Bấm, cả hai cùng bấm. Hãy tin vào ngày mai tốt đẹp. Hãy nắm tay nhau. Phải cố gắng tạo niềm tin cho nhau. Niềm tin phải xuất phát từ trái tim nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc ha. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Giữ lấy nước ba, nước hoa, để về mình xịt nước hoa mỗi ngày, để mình nhớ đến người yêu ở Dubai. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Mời hai bạn. Cảm ơn hai món quà của hai em nha. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý hẹn hò. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Sao tức mà? Là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, cũng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố. Thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch nên phải tự đi chợ, tự chọn và tự nấu thứ. Thế có hai người sau này mình cùng nấu chứ, để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là
Mời nhà trai. À, xin mời ngồi ạ. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn gái ở bên kia, xin chào tất cả khán giả. Chương trình thì rất là chu đáo, do đó tôi cũng soạn cái chương trình của tôi một tí cho nó ngắn gọn cho nó. Dạ. Tôi xin đọc tất cả các cái thông tin của bên tôi trước. Dạ dạ dạ. Nhất tôi tên là Trần Văn Niềm. Giấy khai sinh thì là sinh năm 1954 nhưng mà thật sự là sinh năm 1955, tức là tuổi Mùi mạng Kim. Quê quán Thái Bình. Tôi là giảng viên đại học ở trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ở đường D2 này. Cái ưu điểm của tôi là tự lực cánh sinh từ bé, vì nhà chỉ có 4 anh em trai. Tôi là thứ ba. Cái ưu điểm thứ hai là thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Cái thứ ba là vui vẻ hòa đồng. Cái thứ tư là có lòng tôn trọng, tự trọng trong cái tình bạn cũng như trong tình yêu. Đặc điểm thứ năm là tôi yêu thích môn bóng bàn và cái dòng nhạc cụ dân tộc. Thế còn về nhược điểm, tôi bị hơi bị ít nói. Và trong các cái quan hệ cuộc sống thì nhiều khi nó lại là một cái tác động tiêu cực. Về hôn nhân của tôi, năm 30 tuổi tôi lấy vợ và 9 năm sống ở Hải Phòng ấy, thì các cái mâu thuẫn của hai vợ chồng hầu như là ít, nhưng mà tôi cũng không để ý đến nó. Nhưng khi vào Sài Gòn được 3 năm và sau khi xây được căn nhà thì hai vợ chồng cãi lộn và vợ tôi đã viết đơn ly dị 2 lần nhưng tôi không ký. Vì lúc đó cháu trai lớn là 11 tuổi, cháu trai thứ hai là 7 tuổi. Thế sau đó thì các cái mâu thuẫn nó ngày càng nhiều và tôi cố sống nhẫn nhục, chịu đựng để cho gia đình êm ấm. Và đến lúc về hưu thì tôi không chịu được nữa, tôi viết đơn ly dị. Trước đó thì cô viết đơn ly dị tôi lúc khi ở Hải Phòng vào đây mới được 3 năm. Và giờ đây tôi muốn tìm một người bạn gái. Ngoài cái sự chung thủy ra thì trong cuộc sống phải có tự tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và biết chia sẻ, sống vì nhau để cho cuộc sống nó vui vẻ hơn cái giai đoạn này. Dạ. Chú còn xin, chú còn xin văn bản luôn ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Đây là văn bản của chú, con sẽ giữ để con làm y chang về chú ha. Dạ. Trời, chú viết thành văn bản luôn á hả? Có văn bản luôn. Tôi gửi cho nhà gái để nhà gái có thể thực hiện theo văn bản của chú. Dạ. Rồi. Dạ, chào chị. Đây văn bản của nhà trai gửi nhà gái ạ. Dạ. 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 Văn bản đó mình giữ nha. Dạ. Rồi nếu cuối cùng nếu được thì mình cùng ký vô văn bản giùm cái. Dạ. Có gì không đúng đem ra nói chuyện. Dạ, cháu chào chú ạ. Cô Ngọc Lan chị Sáu. À, dạ, cảm ơn chú. Dạ, chị Sáu. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi tiếc quá con không biết hỏi sao. Hả? Thử coi. Anh bịt kín lỗ vào, ba lỗ này bịt kín, ba lỗ, sáu lỗ này là sáu ngón. Thấy lỗ nào cũng như lỗ đó. Nó chỉ khác nhau khoảng cách thì nó sẽ tạo ra âm. Ví dụ như bịt kín là đô, rê, mi, pha, son, la, si. Dạ. Từ từ mình sẽ tìm cách, mình thổi từng lỗ nó cũng kêu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ. Xin chào hai MC Kiều Linh và Ngọc Lan và chào bạn anh trai bên kia hàng rào. Chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi tên đầy đủ là Phan Thị Thuận, sinh năm 1959, hiện nay đang ở tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là tôi từng làm bệnh viện tại quận Tân Bình 33 năm và tôi cũng đang nghỉ hưu, đang hiện nay đang hưởng chế độ hưu trí của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Về hưu thì tôi là nội trợ, hiện nay không có làm hưởng chế độ hưu và có những cái việc phụ khác thôi. Cô hơi rung, cô rung lắm, cô nói chuyện giọng rất là rung. Có Ngọc Lan ở đây rồi, cô đừng run nha. Nè, gia đình mình có mấy cái người con rồi? Tôi lập gia đình từ năm 86. Nhưng mà thật sự hai vợ chồng không có hợp nhau, cho nên là cái sự gần gũi không có nhiều. Cho nên là bản thân tôi cũng chưa có con. Không có luôn. Dạ. Nhưng mà cô và chú ly hôn với nhau khi nào ạ? Ly hôn năm 2003. Chắc là thôi, chuyện cũ mình cũng bỏ qua. Dạ. Ha. Nó cũng trở thành những cái ký ức rồi. Mà mình nay cũng lớn tuổi rồi, mình chắc mình cần một cái người bạn tri kỷ ha. Yeah. Một người bạn tri kỷ như thế nào ạ?
Dạ, cái thứ nhất thì bản thân tôi thì là người sống rất trung thủy, giàu tình cảm và biết chan hòa, biết chia sẻ. Cũng mong muốn là tìm được người bạn trai ở đây là cũng là trung thủy là cái đầu tiên. Vì ông chồng trước tôi cũng không trung thủy nên là trừ với đó cho nên hai vợ chồng bị tan vỡ. Thứ hai là biết chia sẻ, thấu hiểu, không gia trưởng, không thuốc lá, không rượu bia. Mình có thuốc lá, rượu bia gì không? Không có thuốc lá nhưng bỏ mười mấy, hai chục năm này. Giờ hút cũng không tốt đâu. Vâng, không tốt thế nào. Rồi mình có gia trưởng không? Không gia trưởng. Dạ. Không rượu bia, không thuốc lá, không gì hết. Mình có trung thủy không? Có trung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không trung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Tuổi này thì mình muốn tìm một người tri kỷ, dạ, tâm sự với nhau, nương tựa vào nhau lúc trái gió trở trời. Dạ. Thật ra tuổi này nói chuyện yêu đương thì nó hơi quá, nhưng mà thật ra là mình cần một cái tình, đúng không nhà gái? Dạ. Mình cần một cái tình, cái nghĩa để cùng gọi là nắm tay nhau, cùng nhà nhau, về chăm sóc tuổi già lẫn nhau. Nhà gái coi thử coi có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhà trai. Nhà trai cẩn thận lắm, là làm nguyên cái văn bản luôn ạ. Nói chung thì cơ bản thì cũng đáp ứng được trên 50%. À, trên 50% hả? Nhưng mà nhà trai muốn hỏi nhà gái có ưu điểm, khuyết điểm gì không ạ? Ưu điểm thì là người sống tình cảm, là nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý mọi tình huống trong gia đình. Thì là nói chung là người đùm bọc, chia sẻ với tất cả các chị em trong gia đình. Cái khuyết điểm thì nói chung là cũng hơi nóng tính và cũng không được khéo léo lắm trong vấn đề cư xử, nói lời ăn tiếng nói đó, cái cách nói của mình đó, dạ, không được khéo léo lắm thôi. Dạ. Thật ra thì cũng rất là hay, tại vì con rất là ít nghe một người mà tự nhận xét về bản thân mình là không khéo léo lắm trong lời ăn tiếng nói. Yeah. Nhưng mà cô lại tự nhận xét về mình như vậy là chứng tỏ là cô rất là hay đó, hơi khéo đó. Mình biết nhận ra cái lỗi của mình là người không bao giờ để xảy ra lỗi đó. Đúng rồi. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Tức là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, cũng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố, bằng khen của và mấy năm liền chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ôi, hay quá. Vậy là quá khéo léo luôn. Dạ. Rồi đó. Khéo léo lắm luôn á. Hôm nay nhà gái mình đi với ai ạ? Dạ, đi có đứa em gái với đứa cháu gái ngồi đây ạ. Dạ. À, trời. Rồi mời đại diện nhà gái ơi. Trước tiên cho con xin chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Chào chú với chào tất cả khán giả trường quay. Con thấy chú ở đây cũng khá ok á. Hợp với cô lắm luôn á. Cô con thì rất là dễ thương, rất là nhanh nhẹn. Chỉ có một cái là cô hơi nóng tính chút xíu thôi. Có gì về chú thuyết phục cho cô chút xíu. Nhưng mà cô rất là dễ thương. Dễ thương đúng không? Dạ. Cháu cũng dám nói gì nhiều không? Cháu chỉ nói như đó thôi. Rồi thôi mình mở rào. Dạ. Đi. Dạ mở rào. Xa nhà gái này đặc biệt lắm, mở rào. Mời chú ạ. Anh thăm em bộ hoa. Dạ. Để thể hiện tình yêu. Dạ, em chào con chút quà ạ. Em cũng có rút quà tặng anh. Ở đây là một cái chai dầu nóng gia truyền để bảo vệ sức khỏe xương khớp. Dạ, em có tuổi. Dạ. Bây giờ trước khi mình giao lưu kết nối đó, mình làm tiết mục văn nghệ lấy cái gọi là niềm vui ban đầu. Dạ. Cái này không thổi được hả? Không thổi được. Cái này tôi quen rồi. Cái này tôi đua, cái này tôi rê. Cái tặng là không thổi được. Không phải. Ông nói chơi rồi chứ. Hồi hộp lắm nhưng mà hỏi cố gắng. Đúng rồi. Tiết mục văn nghệ của nhà trai bắt đầu. Tôi xin thổi một đoạn bài Lý Hoài Nam của tác giả Nguyễn Văn Thương, như là do bác Đinh Thìn bác cái phổ nhạc. Dạ. Vâng. Hụt hơi, hụt hơi. Nói chung là dậy từ 4 giờ sáng nên bây giờ nó nhịp tim nó thay đổi liên tục, thành ra hơi nó cũng thay đổi. Nhịp tim thay đổi đúng không? Anh cười lên sao chú? Dạ. Thôi giờ mình hát tặng nhà gái được không? Rồi, tôi cố gắng hát một đoạn. Ủa, có luôn văn bản? Có luôn. Có văn bản.
Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi, cảm ơn chương trình. Không cất lên được. Cô có thể đứng lên đáp một bài nào đó với chú. Thật lòng mà nói, bản thân tôi thì rất là yêu văn nghệ, yêu thể thao, nhưng mà lại không có năng khiếu về hát. Cho nên là xin khất được không ạ? Vậy mình về chờ ngồi mình giao lưu một tí ha. Dạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi tâm sự nha. Không gian này là của cô chú đó. Xin lỗi, em nhìn anh thấy thế nào? Dạ, thấy anh cũng chững chạc mà cũng rất là ok. Biết nói sao. Nhìn em anh cũng thấy cảm tình và cũng ok luôn. Dạ. Ừ. Cũng muốn là cái điểm là người bạn và người tri kỷ về tuổi già, cho nhau trên thuốc trên thành cháo, lúc hủ hỉ tâm sự với nhau, rồi lúc đi chơi du lịch đó đây thì tôi cũng thích đi du lịch. Thế anh có thích du lịch không anh? Có thích du lịch. À. Cố nhân người ta có nói câu là về lúc già đấy, đừng nên sống lủi thủi một mình, yeah, nên có một người vợ tri kỷ, yeah, sống để cho cuộc đời nó vui vẻ hơn. Vâng. Anh muốn chúng ta sau này ta sẽ hỗ trợ nhau cho trong cuộc sống cái nửa còn lại của tình yêu này. Anh có gia trưởng anh hả? Anh không gia trưởng. Tôi sợ gia trưởng lắm. Mình là tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau trao đổi cái gì chưa hiểu thì hoặc là ai đúng ai sai thì mình phân tích cho nhau hiểu. Nếu mà biết lắng nghe nhau, biết chia sẻ thì cái sự gia trưởng nó cũng hết. Yeah. Hiện nay là anh đang sống bình thạnh cũng một mình ạ. Một mình. Yeah. Một mình đi chợ, một mình nấu cơm đủ thứ. Thật sự mà nói anh có siêng nấu ăn chưa, tôi làm biếng nấu lắm. Nấu thì nấu được, nhưng mà nấu một lần ăn cả ngày. Mình phải đặt vấn đề là sức khỏe của mình sức là khỏe, chính. Yeah. Sức khỏe mình chính. Yeah. Và phải ăn, thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch, nên phải tự đi chợ, tự yeah, chọn, tự nấu thứ. Yeah. Thế có hai người sau này mình cùng nấu chứ, để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là... Hôm qua đây là cũng là cái duyên. Anh em mình gặp nhau trao đổi như thế vậy thì có dịp để mình tâm sự cũng như tìm hiểu kỹ hơn nhau. Mục đích của em là muốn là có một người bạn thật sự là tri kỷ, vui buồn chia sẻ trong cuộc sống, thì lo tri kỷ lo cho nhau về cái tuổi già, viên thuốc viên men hay là chén cơm chén cháo khi bệnh khi đau. Và ngoài ra thì kinh tế của thì mình không hề khó khăn. Đúng ra là không hề khó khăn, quá đủ và có thể đi du lịch đó đây, không ngại. Bên nhà gái thấy nhà trai vậy hợp lý không? Nói chung là cơ bản là cũng hợp. Dạ. Yeah. Cũng hợp ha. Dạ, yeah, trên 70%. Thôi 70%, giờ chú thấy nhà gái sao? Chú cảm nhận được là 90%. 90%. Thôi bây giờ mình liên tới mình nắm tay mình nói một câu gì đó. Nếu mà hợp nhau mình gì đó. Muốn nắm tay em. Anh cũng rất hy vọng vào chương trình hôm nay. Yeah. Bởi vì đây là số trời để cho duyên chúng ta gặp nhau. Dạ. Yeah. Sau chương trình thì anh cho số điện thoại đôi bên để hai bên có thể liên lạc. Tôi muốn tí nữa thuê xe ấy xong chở cô về luôn. Thật lòng mà nói đi cho cháu với đứa em là cũng thuê taxi đi từ sáng giờ. Cũng từ Tân Phú chốc nó cũng phải đi cùng chị em với nhau về. Với hai nó về có việc. Vậy hẹn ngày mai đi. Ngày mai cái nhớ mình hỗ trợ cho chú nha. Hỗ trợ chú với cô. Ngày mai đó mình hẹn ở đâu đó. Rồi chú tự đi tới. Rồi cái mình qua thăm nhà gái trước đi. Gặp nhà gái xong cái mình bàn. Xong cái mời nhà gái về nhà trai luôn. Rồi cái mình làm buổi tiệc luôn. Được không chú? Được. Được ha. Ok. Vậy là ok ha. Ok. Dạ. Chúc cho cặp tri kỷ hôm nay sẽ mãi mãi bên nhau, chăm sóc cho đến gọi là trọn cuộc đời vậy luôn. Chú thấy sao? Cảm ơn chương trình. Được hả chú ha? Nhất trí. Bây giờ mình có làm thủ tục bấm nút không nha? Mình vẫn phải làm đúng thủ tục. Và hôm nay là con với lại nhà chú Quyền Linh sẽ thay cô chú để bấm nút. Xin hỏi chú là chú có đồng ý không ạ? Đồng ý. Cô có đồng ý không ạ? Dạ, đồng ý ạ. Bấm.
Thật ra rất là xúc động trước cái tình của cô chú. Hy vọng rằng cái tình cảm này nó sẽ gắn chặt với nhau, để chúng ta cùng có một người bạn tri kỷ với nhau suốt cuộc đời nha cô chú ha. Cảm ơn chương trình. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho cô chú. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Con rất là xúc động khi mà ngày hôm nay cô chú đã rất là mạnh dạn đến đây để mà tìm cho mình một người bạn đời, một người bạn tri kỷ, để lấp những cái khoảng trống, những cái mất mát của mình trước đây. Con xúc động là bởi vì mẹ con cũng cỡ tuổi chú. Mẹ con sinh năm 1956. Ba con mất từ lúc mà mẹ con chỉ có 30 tuổi thôi. Mẹ con sống tới bây giờ mẹ cũng không đi bước nữa. Và một phần cũng là do con. Con không đồng ý chuyện đó, cho nên là con thấy rất là tiếc khi mà con không để cho mẹ có một người để có thể đồng hành với mẹ. Bởi vì bây giờ thì cái gì mẹ cũng chỉ làm một mình thôi. Mẹ không có người nào. Con cái thì mỗi người sống riêng hết rồi. Sau câu chuyện ngày hôm nay thì hôm nào đó mẹ Ngọc Lan cứ lên ngồi đây nha. Rồi Quyên Linh sẽ kiếm một người ngồi bên cạnh thôi. Không lo gì cả. Vấn đề chúng ta đã nhận ra điều đó. Người lớn tuổi thực ra họ cần một người tri kỷ lắm. Trái gió trở trời, con cái đâu có nằm bên cạnh họ đâu. Thật ra đây là những giây phút rất cần một người bên cạnh. Thôi, chúc cô chú sẽ có những ngày thật là tuyệt vời bên nhau nha. Vâng, xin cảm ơn. Dạ. Chúc mừng cô chú. Chúng ta vừa đến với một câu chuyện tôi cho là rất là nhân văn trong cuộc sống này. Đến tuổi này thì chúng ta cần rất rất cần một người bên cạnh để chia sẻ những ngọt bùi, chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống. Rất là đau lòng khi mà buồn vui gì mẹ cũng chỉ tâm sự với bàn thờ của ba thôi. Đừng, mình cũng vậy, cũng đi kiếm người, đừng để lúc tới với tuổi này rồi đi kìm nha. Đừng để đến tuổi này đi tìm là mệt đó nha Lan. Hãy tìm cho một người đồng hành. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Ít nói, chứ lợi kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Không hề hói, em ơi, tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa, không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lùi chứ chú Quyền Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quyền Linh là rất là ok luôn. Đàn ông con trai á thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Mời nhà trai. Mời em trai. Dạ. Mời nhà gái. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Rồi giới thiệu về mình đi em trai. Dạ em xin tự giới thiệu. Em tên là Thông, Đỗ Hanh Thông, đến từ Bình Phước. Em hiện tại dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh. Dạ. Dạy Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Thông là sinh năm mấy? Em năm nay sinh năm 90 anh. 90, 32 tuổi ha. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em tên là Hoàng Thị Huyền, em năm nay 25 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Phước ạ. Ủa Bình Phước luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. À hay quá. Vậy là hai bạn cùng ở Bình Phước luôn, hợp lý rồi. Mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Ưu điểm của em á, thì em tự nhận thấy bản thân là một người chủ động, tích cực và khá là mạnh mẽ trong công việc. Còn điểm yếu của em á, thì đôi khi em còn đang hơi nóng tính, chưa có kiềm chế được cảm xúc. Và em nấu ăn không có được ngon lắm, chỉ ở mức độ nấu ăn gia đình thôi. Chứ còn nếu mà nhà có khách á, thì vẫn là mẹ vào bếp. Ừ. Nhà gái chỉ đơn giản vậy thôi nhà trai ơi. Mời nhà trai điểm mạnh điểm yếu cho nhà gái nghe. Dạ điểm mạnh của em là em khi mà tìm hiểu vấn đề nào đó thì em chịu khó tìm hiểu đào sâu. Còn cái điểm yếu của em là ít nói, với lại kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Thầy giáo dạy tiếng Anh lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi anh. Mình dạy trong trường hay là đang dạy trong trung tâm? Dạ hồi trước em dạy trung tâm nhưng mà sau này em tự mở lớp rồi làm riêng ở nhà. À dạ. Em có mấy mối tình rồi Thông? Trước giờ em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì cách đây khoảng 8 năm, lúc đó còn chắc là con còn non nớt cho nên là không có giữ bạn gái được. Còn mối tình thứ hai thì gần đây năm 2019 á, bên đàn gái thì có lẽ là có vẻ là sùng đạo quá thì em không có theo đạo á, không cùng tôn giáo ha. Đúng rồi. Mối tình nào dài nhất vậy Thông? Cái mối tình đầu tiên. Đầu tiên hả? Mấy năm? Khoảng gần năm. Gần năm vậy cũng không dài lắm, hai mối tình cũng chưa sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Nhà trai tôi có hai mối tình đi qua cuộc đời thôi.
mà nhẹ không sâu sắc thôi. Lắm. Ừ, không sâu sắc lắm. Mình nghe về tình trường của nhà gái nè. Em đã trải qua 4 mối tình, nhưng mà chỉ có một mối tình đầu tiên thời sinh viên là nó được lâu, là khoảng tầm 2 năm. Còn những mối tình còn lại thì nó chỉ được vài tháng thôi. Thì cảm thấy là hai bên không hợp á, thì tụi em dừng lại. Bên này cũng không có gì gọi là nặng nề hết trơn á. Trời ơi Bây giờ mình sẽ đến với cái mối tình này. Hy vọng là nó sẽ đậm đà ha. Nó sẽ kéo dài cho suốt cuộc đời luôn. Rồi bây giờ nhà gái mình nói luôn về cái tiêu chí của cái người bạn trai sắp tới của mình là như thế nào. Dạ, hôm nay em đến với chương trình với tiêu chí là 40. Không hói, không hô, không hôi và không được quá trắng. Để chị qua bên kia chị coi coi được bao nhiêu không nha. Chào nhà trai. Không có hói. Không hề hói em ơi, tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa? Không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Không có hôi nha. Qua đây hôi nè, qua đây chút. Thôi, từ sáng giờ là biết rồi. Bên kia tiêu chí tới 40 đó, mà chị thấy em là ba cái là ngon rồi, còn cái cuối cùng thôi. Không trắng gì kỳ vậy? Tại em sợ bạn nam trắng hơn em. Sợ trắng hơn bạn ấy à? Thì vậy đó, dễ mà chị, phơi nắng. Phơi nắng. Bạn bên đây thì da bình thường, không có trắng cũng không đen. Ừ, em thì chỉ có 4 cái đó thôi hả? Về tính cách á, thì em mong muốn bạn nam là một người mạnh mẽ, có chính kiến. Rồi có cái điều gì mà em không thích không? Em thì em không muốn bạn nam là quá ghen tuông hoặc là quá kiểm soát cái cuộc sống hoặc là cái công việc của em. Và em mong muốn là bạn nam đừng quá bừa bộn, bày hay quá là được. Không có hay kiểm soát bạn gái không? Dạ, dạ không, không, không có. Mà mỗi người thì có cái quyền tự do của mình. Thì ví dụ như bạn gái muốn chia sẻ thì mình sẵn sàng lắng nghe kiểu vậy thôi, chứ chuyện riêng của bạn, bạn không muốn xen vào thì mình cũng hạn chế. Bạn nam bên này trông có vẻ hiền. Hiền. Mà mới hỏi coi tiêu chí của bạn trai bên này thế nào? Dạ, muốn tìm bạn gái xinh xinh, dễ thương, tính tình hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Bạn bên này là có hết mấy cái đó luôn mà chỉ có cảm giác là bạn bên này là hơi kỹ, hơi khó tính đó. Dạ. Cái người con gái có cái tính nào mà em không thích nhất? Ví dụ như nhiều chuyện nè. Kiểu tò mò tọc mạch chuyện người khác thì em cũng không thích gì. Dạ. Có cái điểm gì đặc biệt ở người con gái mà em không thích nữa không? Kiểu sổ sàng quá. Ví dụ như sổ sàng quá, mất lịch sự. Gái ai đâu sổ sàng. Ai đâu mà sổ sàng. Có mình đâu. Chị hay sổ sàng nên chị ấy nè. Cô bên đây rất là nhẹ nhàng đó, dịu dàng luôn á. Đúng rồi. Giờ tôi hỏi nhà trai, tôi hỏi nè. Không thích hói đúng không? Dạ. Không thích hôi. Hồi đó gặp đàn ông hói hôi nhiều lắm hả? Dạ không, tại vì con là một người khá là kỹ tính đó, nên là con không muốn bạn trai nó có những cái điểm đấy. Làm gì bạn trai nào có hôi, tại nó quên tắm thôi. Rồi không trắng nữa. Con sợ con trắng không bằng bạn trai thì con sẽ hơi tự ti. Ủa, mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lùi chứ chú Quỳnh Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quỳnh Linh là rất là ok luôn. Con mà... thấy nước da của chú đàn ông con trai á, thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Bên đó cũng gần hói rồi nha. Hói đâu mà ra. Như chú Quỳnh Linh thì con không tính là hói đâu ạ. Tôi thấy hai bên đưa ra như yêu cầu á là cũng tương xứng với nhau á. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi nha. Mình hỏi người thân đi. Bạn trai đi với ai cưng? Dạ em nay đi có mình rồi chị. Không sao, có anh Quỳnh Linh. Để tôi lo. Bên nhà gái đi với ai? Dạ con đi với lại một người anh và cũng là đồng nghiệp của con luôn ạ. Rồi chào anh. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan ạ. Thiền có nhiều chàng trai đeo đuổi lắm đúng không? Dạ đúng ạ. Mà sao cổ không chịu vậy? Em cũng cảm thấy là Huyền có những cái tiêu chuẩn riêng của mình nè. Người đó có hợp với tính của Huyền không? Hiện tại thì em thấy rất là hợp tính với Huyền. Thấy anh này hiền không? Dạ em đã hiền rồi mà ảnh còn hiền hơn em nữa. Hiền quá rồi có hợp với cổ không? Thấy cổ hơi khó đó, khó không? Dạ thì có nhu có cương ạ. Thì một người này nhu, một người kia phải cương ạ. Nói chung là thấy hợp ha. Dạ trước mắt là em đã thấy hợp rồi ạ. Rồi, cảm ơn em trai. Thôi được rồi. Gặp nhau đi cái đã rồi tính. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Thông. Dạ, chào em. Hôm nay có sách hả bạn em? Mà sống nhau với vậy. Chào em, không biết lần đầu em gặp anh em cảm thấy như thế nào?
Cảm nhận đầu tiên về anh á, thì em cảm thấy anh là một người khá là hiền, kiểu người điềm đạm. Thì cái tính này em rất là thích ạ. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng giống như vậy, lại rất là xinh. Em cảm ơn anh. Hiện tại nay anh đang sống ở đâu ạ? Anh đang sống ở Bình Phước, em ở Trân Thành. À, anh ở Trân Thành hả? Em ở Lộc Ninh. Lộc Ninh. Khoảng cách cũng rất là gần. Ôi, có gì sao chương trình rồi. Nếu có dịp thì mời em đi uống nước hay ăn uống gì đó. Dạ. Em làm bên gì lần em? Hiện tại thì em đang làm quản lý của siêu thị ạ. Ôi, giỏi quá. Bây giờ mình đi sâu chút xíu nữa là quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên đi. Về quan điểm hôn nhân của em á, thì em mong muốn người bạn đời của mình phải là một người chung thủy, tin tưởng lẫn nhau. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có những mối quan hệ nó phức tạp hoặc là nó mập mờ. Mặc dù là chúng ta không có ý gì, nhưng mà cái điều đó nó tạo cho đối phương một cái cảm giác nó không an toàn. Thì điều đó là em không muốn. Em muốn mọi thứ nó phải rõ ràng. Thì anh cũng quan điểm như vậy. Kiểu quen, xác định là đi tới hôn nhân thì chỉ quen một người thôi, chứ ngoài ra là không có kiểu lăng nhăng bên ngoài. Anh cũng không có thích cái đó. Và em mong muốn là nếu như em và anh có duyên và đến với nhau, thì trong những lúc mà xích mích á, thì anh có thể là bỏ qua cho em những cái điều mà có thể là em đã sai. Nhưng mà trong giây phút nóng nảy như vậy á, thì em mong là anh sẽ chiều chuộng em một chút. Em sẽ cảm thấy là em được che chở hơn. Mấy cái đó không có sao. Dạ. Kinh tế gia đình, ai là người quyết định? Em nghĩ như thế nào? Về kinh tế á, thì em nghĩ là mỗi người thì đều có công việc và có những mối quan hệ xã hội cần phải xã giao. Em không bắt buộc là anh phải đưa toàn bộ kinh tế cho em, mà chỉ cần là chúng ta cùng nhau bỏ một phần nào đó trong cái thu nhập vào một cái quỹ chung để lo cho tương lai, cho cuộc sống sau này. Mỗi người thì vẫn sẽ phải có giữ lại cho mình để có thể phục vụ cho công việc hàng ngày, những chi tiêu hàng ngày. Em suy nghĩ chu đáo quá. Con cái. Tính kết hôn đi. Ai thích trai gái như thế nào đó? Anh không có quan trọng trai hay gái gì hết. Anh cho em hỏi lại là hồi nãy em nghe không rõ họ của anh á. Họ anh à, Đỗ à. Đỗ, à, Đỗ hả? Còn em họ tên là gì? Em tên là Hoàng Thị Huyền. Huyền, tên đẹp quá. Em rất là thích cái tên Đăng Khôi. Đăng Khôi. Thì em có tạo một cái nick Facebook tên là Nguyễn Hoàng Đăng Khôi. Nó là nick Facebook của con trai em sau này. Tại sao mà em lại đặt họ Nguyễn? Bởi vì là cái tỷ lệ mà người họ Nguyễn ở Việt Nam á, nó rất là cao, nên là em đặt họ Nguyễn. Nhưng mà cái họ của em á, thì nó lại rất là hợp với những cái họ còn lại khi mà ghép vào. Nên là em nghĩ là Đỗ Hoàng Đăng Khôi thì cũng rất là hay. Chưa có gì là nghĩ ra tên con luôn rồi đó. Là tại nghĩ rất là xa luôn, thấy chưa? Tại con thấy cái tên nó đẹp á, con sợ là sau này có người ta đặt mất á thì mình không đặt được, nên là con tính trước. Được chứ, thiếu gì. Giờ đợi nói ra kiểu này là người ta đặt rồi đó nghe, cho nên là lẹ cưới, lẹ đẻ con mới lấy được cái tên đó. Bây giờ đó. Bây giờ thầy giáo tới nắm tay Huyền nha. Dạ. Thông Huyền, Huyền Thông. Đó, nắm tay Huyền. Đây đúng, sắp đây. Chị Lan giữ cho. Được nắm tay. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Nắm hai tay luôn. Đó. Khoảng bao lâu là mình tiến tới được hôn nhân? Đối với em á, thì nếu như cả hai cùng hòa hợp và hiểu nhau và mong muốn được tiến xa thì khoảng thời gian nó không quan trọng. Còn nếu như mà để đưa ra một con số thì em nghĩ là khoảng 1 năm hoặc 1 năm hơn thì có thể là tiến tới hôn nhân. Anh cũng nghĩ vậy, phải có cái thời gian để mình xác định. Anh thấy em là một người mà anh đang tìm kiếm, hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu xa hơn. Nếu mà mình đi xa được với nhau thì anh hứa anh sẽ đi với em tới cuối con đường. Trở về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình xem có thật sự rung động với người đối diện hay không. Nếu đúng, chúng ta cho ngay một cơ hội bằng cái nút bấm đó. Nếu chưa đúng, mình không cần bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm chặt tay nhau nào. Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau để vượt qua những cái giông bão trong cuộc sống. Chúc các em hạnh phúc nha. Chúng ta sẽ có những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là... Và nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta đã nói gì với người bạn của mình nha. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh Hồng Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chị.
Ủa, em đợi anh chị. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Thứ ba nữa là có chuyện gì nữa thì tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ cái đó đúng hợp ý em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Dạ. Ở nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Sao hú dữ vậy? Mời nhà gái. Đẹp. Wow. Thôi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào chị nữ bên kia, thì em tên là Vinh. Em 28 tuổi, thì quê ở Cà Mau, hiện tại ở Gò Vấp. Vinh làm gì Vinh? Dạ hiện tại là em làm bên công ty mỹ phẩm. Vinh là quê Cà Mau nhưng mà ở Gò Vấp. Dạ đúng rồi. Ở với ai Vinh? Dạ em ở với bạn. Bạn trai hay bạn gái nè? Dạ bạn trai. Ở với bạn trai. Dạ. Hai chúng tôi ở với nhau được chưa? Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào MC Ngọc Lan và MC Quỳnh Linh và tất cả các vị khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Em cũng chào bạn nào ở bên kia ạ. Em tên là Vũ Thị Ngân ạ. Năm nay thì em vừa mới chớm tuổi đôi mươi ạ. Hiện tại thì em vẫn còn đang là sinh viên khoa báo chí và truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời ơi. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Nhưng mà nhìn em có vẻ rất là chững chạc luôn á. Thật ra thì em cũng ra đời từ sớm lắm ạ. Từ năm lớp 9 thì em đã bắt đầu ra đời và rời xa gia đình tự độc lập rồi. Cho nên là em nghĩ chắc là vì vấn đề đó nên là chị Ngọc Lan thấy em chững chạc hơn đúng không ạ? Em ra đời từ lớp 9. Dạ. Thế em sống với ai? Em dạ lớp 9 thì em đi làm hè á chị. Thời gian rảnh thì em sẽ rời xa gia đình và em đến những cái chỗ mà cần nhân viên đi làm ấy ạ. Thì em sẽ làm và kiếm tiền. Quá độc lập. Tôi nghe ra đời từ lớp 9 tôi qua liền luôn. Xinh quá trời luôn vậy đó. Ra đời sớm quá ha. Dạ. Mình là quê đâu? Dạ theo giấy tờ thì em là quê Nam Định. Nam Định. Thật ra thì em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai và từ nhỏ đến giờ em chỉ ở Gia Lai thôi. Anh có nghe thấy câu mà nhất gái Gia Lai nhì trai Đắk Lắk chưa? 2K2 ra đời từ 9 tuổi á. Dạ. Lớp chín. Ở đâu mà 9 tuổi mà đi đâu sớm vậy? Đi học. Đi học trường đời. Tôi thấy bên nhà gái tôi thấy được lắm rồi đó. 2K2 mà nói như người lớn luôn vậy đó. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc chăm chỉ. Điểm yếu của em là lâu lâu em bị stress với lại nghiện mua sắm anh. Nghiện mua sắm mua gì? Đồ đạc trong nhà anh. Thích nghiện là mua thôi, không có suy nghĩ nhiều. Vậy nửa giờ thích thì mệt rồi nha. Dạ. Không có cản giờ được á. Kinh tế của mình nó có ổn định không mà mình thích cái gì là mình mua cái đó ngon lành vậy? Dạ, kinh tế em thì khá ổn chị. Khá ổn luôn. Bên đây đẹp trai, kinh tế khá ổn. Muốn mua gì mua, nghiện mua luôn, được chưa? Cái đó là nhược điểm luôn á hả? Ưu điểm. Cái đó em nghĩ là nhược điểm á. Tại vì đàn ông mà xài tiền nhiều quá thì sẽ... Thế sao? Sẽ ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Đâu có, đàn ông xài tiền nhiều tốt chứ. Mình có xài nó mới vô chứ, mình có ra nó mới vô chứ. Nhưng mà xài mình có mục đích chứ không phải mình đụng đâu mình xài đó. Dạ. Mình nghe ưu điểm khuyết điểm của người con gái tự lập từ năm lớp 9 nè. Em nghĩ thì ưu điểm của em đầu tiên đó là khả năng nói ạ. Ước mơ của em cũng là trở thành một biên tập viên truyền hình để dẫn chương trình thời sự. Em không biết là mọi người muốn nghe em dẫn thử một đoạn không ạ? Muốn em. Dạ em nói một câu thôi nha. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của buổi tối ngày hôm nay. Dạ vậy thôi ạ. Trời ơi, em run quá nên là em đọc không được tốt lắm. Mọi người bỏ qua cho em nha. Nghe gì giọng vậy? Thấy hay, hấp dẫn. Lan qua bên đây ngồi để bé qua đó ngồi đi. Mình đổi vị trí. Ừ, chắc phải vậy đó. Mời em qua đây ngồi. Qua đó ngồi mai làm mai cho chị Lan. Làm mai cho chị Lan chứ chị Lan ấy lắm. Em mới 20 tuổi rồi em lo gì. Ừ. Trời ơi. Ừ, đâu mới ấy đó. Trời ơi, giọng hay đó nha. Giọng này dễ nhớ lắm á. Được đó. Đúng rồi, bạn này là có quá nhiều ưu điểm luôn. Quá nhiều ưu điểm luôn á. Thì mình có khuyết điểm không? Con người thì không ai hoàn hảo rồi. Nên là chắc chắn cũng phải có khuyết điểm. Em nghĩ khuyết điểm lớn nhất của em đó là hơi nóng tính một xíu. Nóng tính. Đấy là em, mọi người thì em rất là dễ gần hòa đồng. Mọi người nói chuyện với em thì luôn luôn nói là em là một người rất rất là nhiều năng lượng. Nói chung là em làm sai hay em làm đúng thì mọi người chê chắc em hay cái gì thì em cũng cười. Không phải là kiểu cười cợt nhả mà là em sẽ dùng nụ cười đó để làm hòa dịu. Quá mà. Ai như bà Lan mà tới bà mết nên bà quạo năng lượng nó xuống liền. Mình có sai thì mình cười tích cực cho người ta vui. Còn bà sai bà tá quả bùng binh mặt quạo. Sao? Nhờ dẫn chương trình chung có vui vẻ không?
Hết vui. Hết vui, nghỉ luôn, khỏi luôn. Thấy Nam Định vô thấy bên đây hết vui. Giỡn đó mọi người ơi, cái đó giỡn đó chứ không có gì hung dữ gì đâu. Sao, mình có nóng tính không? Dạ, cho em hỏi xíu là nếu mà bạn nữ nóng tính á, thì bạn nữ sẽ tìm cái biện pháp nào để giải quyết? Quýnh này đương đương mặt. Quýnh này đương đương mặt. Đúng rồi, nóng quýnh thôi, chứ nói năng gì. Rồi sao, được không? Em cũng có nóng tính nhưng mà khi em nóng lên em không nói. Em sẽ im lặng rồi em uống cà phê với bạn bè rồi em đi về nhà thôi chứ. À, không, không, bên đây nóng quýnh à, chịu được không? Chịu cũng được thôi à. Em nghĩ chịu đòn được anh. Được. Dạ. Để khỏe. Nói thôi chứ ai đâu vậy đúng không? Tôi gài á mà không được thôi. Bên đây người ta kiên nhẫn lắm. Đó, người ta hỏi em kìa, giờ nóng tính quá đi làm sao? Dạ, nhưng mà em cũng không thích người đàn ông nếu mà giận nhau thì im lặng. Bởi vì em muốn là nếu mà hai người mà giận nhau thì cùng nói chuyện để hòa giải cái câu chuyện đó. Chứ em không muốn là cả hai im lặng. Thì nếu là em thì em sẽ cảm thấy là em sẽ dồn nén cái ấm ức đó vô, lâu dần sẽ trở thành một cái gì đó không thể nào mà xóa giải đi được nữa. Em ơi, hai đứa thì một đứa nói thôi. Em có khả năng ăn nói rồi, người ta không có khả năng ăn nói rồi, thôi người ta im lặng. Dạ, ý là hai người giải thích cho nhau hiểu ấy ạ. Ví dụ như là có xảy ra vấn đề gì đó. Nhiều khi đàn ông á, họ nóng quá họ im lặng là đúng á. Họ hết nóng thì họ sẽ họ nói. Nóng nhiều hơn nữa. Đừng có bắt người ta phải nói, nhiều khi ta bực quá ta nói, nhiều khi quạo lên. Em tìm được cái người mình nhịn trong lúc em nói là chị thấy là cũng may mắn lắm rồi đó thiệt á. Đây mấy mối tình rồi anh trai? Dạ em có hai mối tình chính thức anh. Chính thức hả? Râu ria là nhiều lắm hả? Giống như gặp gỡ nhau, gặp uống nước cà phê thôi chứ. Vậy đâu phải mối tình đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, hai mối tình đó lâu không? Một mối tình 5 năm và một mối tình 1 năm. 5 năm sau chia tay? Mối tình đầu tiên của em lúc 5 năm là thường là hai đứa giận nhau xong rồi hòa hợp lại. Như vậy nó kéo dài 5 năm. Cái khúc cuối mối tình là hai người giận nhau 1 tháng. Lúc đó thì em vẫn chưa quen ai. Nhưng mà người đó thì có qua lại với bạn bè. Vô tình thì nó nảy sinh tình cảm. Nhưng mà em không biết. Nên em tưởng nó hai người giận nhưng mà vẫn hàn gắn lại. Nhưng mà sau thời gian đó em quay lại thì em phát hiện là quay đó có người khác. Có người khác, đó là bạn của bạn. Đó là tại vì em dại. Dạ. Ai mượn em im lặng trong suốt cái khoảng thời gian giận nhau đó. Làm chi người ta con gái mà người ta còn ngời ngời kiểu đó là biểu làm sao. Mình đàn ông phải tranh thủ liền. Mình giận nhau rồi mình làm lành liền tại chỗ. Có cái gì thì nói liền. Dạ. Tương lai của người ta đâu có ngồi người ta đợi em im lặng được. Dạ em cũng thấy mình sai. Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị. Tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Dạ. Nên là mai mốt mình phải rút kinh nghiệm không? Đừng nghĩ là giận nhau im lặng rồi cái im luôn. Rồi cái mình bắt người ta là cũng phải im lặng và chờ đợi như vậy là không được. Với cô gái này em không có cơ hội im lặng đâu. Dạ. Bà nói chừng em chịu trả lời thôi đó. Dạ, em cũng thích những người nói nhiều chị. Tại nhiều khi em cũng có tâm sự nhưng mà em lại ít nói. Đừng thích nói nhiều, mệt lắm. Càm ràm suốt mệt lắm em ơi. Dạ, dạ. Mà nó vui. Nó vui nha. Dạ. Nhiều khi phụ nữ mà càm ràm riết nó cũng không có vui nha. Nhưng mà vui. Mà thôi, kệ cũng phải vui bởi vì càm ràm cũng là bản tính rồi. Không càm ràm nhớ. Đó, dễ gì có ai mà có được cái đức tính càm ràm như người phụ nữ. Đúng không mấy chị? Nói thôi chứ mấy người đàn ông nói trời ơi tôi không thích càm ràm. Không thích cũng không được. Nghe từ từ nó quen. Quen từ từ rồi nó sẽ thích. Nghe như hát vậy thôi. Đúng rồi. Nếu một cái coi nghe càm ràm ngồi cười thôi. Cười từ giống như đây nè. Chắc chưa có mối tình nào đúng không? Dạ có một mối ạ. Trời ơi. Ra đời cũng hơi sớm. Đúng rồi. Lớp 9 rồi ra đời. Ý đúng rồi. Mối tình nó kéo dài lâu không? Dạ giữa lớp 10 là biết yêu lần đầu tiên luôn ạ. Cũng là mối tình đầu luôn ạ. Yêu được nhiều không? Dạ. Lâu không? Dạ được hơn 1 năm ấy ạ. Ồ cũng lâu quá hả? Lâu đậm đó. Dạ. Vậy là có kinh nghiệm trên trường luôn đúng không? Dạ có một mối thôi nhưng mà em nghĩ là em sẽ đủ khả năng để khiến tiếp các bạn... mối thứ hai. Dạ đúng rồi. Dư khả năng tiếp mối thứ hai. Bây giờ mình muốn có người yêu lý tưởng thế nào nè? Dạ thật ra thì người yêu cũ của em thì kiểu là không được chung thủy lắm anh. Nên là em luôn luôn đặt cái vấn đề chung thủy lên hàng đầu. Mới lớp 10 thì chung thủy gì nói. Nhiều khi nó còn không biết cái đó là ngoại tình. Đúng nữa. Rồi, nó còn biết đó là cái gì nữa. Bây giờ bé bên này lớn rồi, nó hiểu chung thủy là gì. Bé này còn chưa biết chung thủy là gì luôn. Trời. Trời ơi trời. Cái gì nữa? Biết quan tâm một xíu thôi. Quan tâm, đúng dạ. Rồi. Kiểu em thích là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ là được ạ. Bên đây là gọn. Gọn. Body săn chắc. Ôm fit vô trong người không ạ? Dạ. Một mẫu hình lý tưởng, một ngôi sao điện ảnh nào không? Em nghĩ là Song Luân ạ. Song Luân. Này Song Hành á. Song Hành với em luôn á.
Cũng được, đây ngon á, đẹp trai đó. Nãy giờ nói mẫu hình lý tưởng của mình chưa? Dạ em, thì đầu tiên của em là một phụ nữ đầu tiên phải trung tình nè. Thứ hai là phải có ngoại hình một chút. Ngoại hình hả? Xinh lắm. Em có nghe bài có ai trung tình được mãi không? Em cũng nghe, em nghe hay nghe lắm anh. Mình mới ngơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Nó không phù hợp với chương trình trên này. Mình phải nhìn thấy cái điều đó. Thôi đi, đừng nói tránh những cái điều tiêu cực cho bọn trẻ nó sợ. Không, mình thực sự cái bài hát đó nó an ủi cho những người bị người khác bỏ rơi anh. Giống như mình bị người khác bỏ rơi, như cái bài đó nó nghe nó cổ vũ mình. Mình phải sống tốt hơn mỗi ngày anh. Đúng rồi à. Thành ra mình cứ nhìn những cái tiêu cực đó mình tránh thôi. Nhưng mình phải trung tình nha. Dạ, đừng dạ nói có gì cái nói tôi không trung tình được mãi là không được nha. Tôi giống bài hát. Tôi chỉ giống bài hát thôi mà. Trung tình nè, xinh đẹp nè, rồi gì nữa. Siêng năng chút chị. Bên kia là thừa siêng năng luôn. Lớp 9 là đi ra ngoài, đi ra đời là kinh tế tự đúng lo rồi. Năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn, năng lượng, tích cực. Dạ. Em nghĩ là như vậy là khá tốt rồi chị. Tốt. Vậy là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quá được. Dư, bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ, em đi với lại đồng nghiệp của em. Tập gym chung luôn ha. Dạ, em là lời đầu tiên thì em xin chào tất cả mọi người ở trường quay. Em xin, con xin chào chú Nguyễn Linh. Chào chị Ngọc Lan. Em là đồng nghiệp của Vinh. Về nhận xét cá nhân của em về phía bạn nữ, bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Em thấy là bạn nói là bạn rất là thích nói, mà bạn của em thì lại là ít nói. Cho nên là bạn nhiều thì bạn cũng có thể là bù trừ ạ. Bù trừ, dạy cho bạn nói cũng được. Dạy nói luôn á hả? Dạy dạy nói luôn, tại nhiều khi bạn ít nói á, phải cạy miệng bạn nói luôn mới được. Thôi thôi, làm như nó mới thôi nôi vậy, dạy nói. Vinh à, bạn ở bên này thì rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ là chỉ có chờ kéo rèm qua rồi hốt bấm chuông thôi, chứ giờ không còn nói gì nữa hết. Làm như Lan và Điệp vậy, bấm chuông. Rồi. Cảm ơn em. Được. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ, tại vì nhà em ở Gia Lai hết, có một mình em ở trên này. Rồi, có chị Lan. Bé này sao? Tự tin lắm, bé rất là xinh, rất là bản lĩnh. Nào, mở rào. Bắt đầu đi. Wow. Wow. Chào em. Dạ, em cũng gửi anh thịt. À, cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em rất là lanh lợi. Xinh đẹp nữa. Dạ. Nói chung em rất là good. Quý nói gì? Đẹp đôi ha. Rất là đẹp đôi luôn á. Em có lời gì muốn nói với anh không? Dạ, đúng gu em chị. Dạ, đúng gu em chị. Em chỉ một câu thôi, gu em. Gu em. Gu rồi đó. Cái mà anh ít nói thì về em sẽ bù trừ lại được hết. Tất cả những thứ mà anh thiếu thì em sẽ bù trừ. Nhưng mà em mong là những thứ mà em còn thiếu thì anh cũng sẽ bù trừ lại cho em. Ok. Rồi, bây giờ về ghế ngồi đi ha. Hẹn hò sao nè, mỗi tuần gặp bao nhiêu lần? À, em thấy tuần mình gặp nhau khoảng mấy lần. Em nghĩ là tùy tính chất công việc của anh. Dạ. Tại vì em không yêu cầu nhiều quá. Nhưng mà cái giai đoạn đầu thì em nghĩ là mình cũng nên gặp nhau nhiều một chút để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Okay. Còn sau này nếu như mà mình tiến xa hơn một chút thì em nghĩ là tùy vào tính chất công việc thì mình có thể thông cảm cho nhau. Bởi vì tại vì em phải tự trang trải tài chính cho bản thân, cho nên là em cũng đi làm khá là nhiều ấy. Nhưng mà nếu mà trong chuyện tình cảm thì em vẫn luôn có thể sắp xếp được thời gian để mình có thể dành thời gian cho nhau. Một tuần mình gặp nhau hai lần thì em nghĩ thế nào về cái thời gian đó? Dạ, nếu mà công việc của anh bận rộn thì em nghĩ hai lần cũng được ạ. Còn nếu mà gặp được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Anh nói là anh nghiện mua sắm không sao ạ, tại vì em cũng thích mua sắm. Nhưng mà em có thể kiềm chế được cái sự mua sắm của bản thân, cho nên em nghĩ là em sẽ dùng được cái kinh nghiệm mà kiềm chế cái sự mua sắm của bản thân để giúp anh kiềm chế lại cái điều đó. Thực sự lúc những lúc anh chết á, anh hay đi sắm, tại vì nó sẽ quên đi những cái áp lực trong cuộc sống. Anh ngày mai sẽ sống tốt hơn và làm việc tốt hơn thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Nếu vậy thì em nghĩ là chắc sau này anh không cần phải đi mua sắm nữa đâu. Tại vì em sẽ trở thành cái khiến cho cái stress đó của anh sẽ biến mất. Mỗi lần mà anh stress thì em nghĩ là em sẽ hát cho anh nghe, đúng không? Anh có thích nghe hát không? Lúc trước anh có học viễn thanh thời gian. Trời ơi. Thì thời gian gần đây thì anh không có hát nữa nên như anh hát không được hay. Anh Lệ Thanh, chắc em nghĩ anh hát hay, anh có thể tặng em một bài hát được không ạ? Ờ, thực sự là anh hát trai không có hay lắm. Dạ không. Okay. Sao em thích thì anh có thể hát cho em một đoạn. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tống sò bên dèm, lòng ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, vườn hoa vẫn chưa mở lối. Em xin hát.
Rồi bé Ngân hát đi bé Ngân. Em thì muốn không khí sôi động hơn nên em sẽ hát một bài hát mà hiện tại thì em nghĩ là khá là hot, bài hát của Trúc Nhân ạ. Có không giữ mất đừng tìm. Bất ngờ anh nói chia tay, dù lúc tôi đang yêu anh đắm say. Và thế rồi anh mất tăm hơi, mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi. Hết hôm nay anh nhắn cho tôi và nói anh đang mong thương nhớ tôi. Thế quái nào anh không để tôi yên, trái tim tôi nó phải công viên. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Em nghĩ tình yêu đơn giản lắm ạ. Chỉ là hai người yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Kiểu em chỉ cần là bạn trai biết quan tâm em một chút. Bởi vì em cũng đi làm, em nghĩ là bạn nam đi làm, bạn nam cũng cảm thấy mệt mỏi. Ví dụ sau một ngày làm về mệt mỏi thì em hỏi han quan tâm bạn nam, thì em nghĩ là nếu mà bạn nam quan tâm hỏi han lại em thì cảm thấy là một ngày đó đã xua tan được khá là nhiều mệt mỏi rồi. Quan niệm về tình yêu của anh á, cái điều quan trọng nhất trong tình yêu á, hai người phải thủy chung với nhau. Thứ hai nữa là hai người phải san sẻ, phải yêu thương nhau và biết là nương tựa vào nhau. Thứ ba nữa là có chuyện gì nữa thì tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp ý em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Anh thấy em với lại anh có nhiều điểm bù trừ, với lại có nhiều cái sở thích giống nhau á. Em có nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội để chúng mình đến với nhau không? Thật ra thì ngay cái lúc mà anh chia sẻ những câu nói đầu tiên, cái chất giọng anh ấy nó ấm áp đó, thì em cũng cảm thấy là khá là ấn tượng rồi. Cho nên là em nghĩ là nếu mà anh cũng cảm thấy là có một chút ấn tượng với em ban đầu thì mình cho nhau cơ hội cũng được ạ. Bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái ha, nhìn sâu vào mắt nhau để cảm nhận xem đây có phải là người mà chúng ta có thể hợp với nhau, cùng nắm tay nhau để hỗ trợ nhau cùng tiến bộ hướng tới một tương lai tốt đẹp hay không. Em xin lỗi Dung đúng không ạ? Bàn tay em rất là ấm áp. Anh có sao ạ? Tại em thấy tay anh hơi lạnh. Anh lạnh là tại vì máy lạnh nó lạnh quá em. Hai bạn nói với nhau đi, những cái gì trong lòng mình đang suy nghĩ và mình mong muốn cái điều gì một lần nữa rồi chúng ta đến với phần bấm nút nào. Thôi em nghĩ là bấm nút luôn đi ạ. Mình đến luôn nút bấm nút đi ạ. Vậy hai bạn đứng đó đi để chúng tôi bấm nút cho. Bấy giặc Toshiba, điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Tôi sẽ hỏi và hai bạn trả lời nha, rồi chúng tôi bấm nút nha. Bây giờ bạn gái có đồng ý bấm nút không? Dạ em đồng ý ạ. Bạn trai có đồng ý bấm nút hay không? Dạ có. Thế thì bấm. Mình nắm nó ngược cái tay quá, anh nắm lại. Dạ. Em đợi hoài đó. Em đợi. Hôm nay mình chính thức hẹn hò nha em. Dạ. Gia đình của bạn gái là đang xem chương trình. Nói với bố mẹ, xin phép bố mẹ là cho con được làm quen, được chăm sóc và sẽ bảo bọc cho em khi em ở Sài Gòn không có ai hết. Chào gia đình và hai bác, thì em hứa là sẽ quan tâm chăm sóc em và dành nhiều tình cảm cho em. Nếu có thời gian thì em sẽ ra ngoài Gia Lai thăm gia đình. Em xin cảm ơn hai bác. Em xin cảm ơn hai bác. Có lẽ Ngân rất xúc động đúng này đúng không? Ngân có nói gì? Dạ em chỉ nói một câu thôi ạ. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Hai bạn rất là đẹp đôi thật sự. Dạ. Một nụ hôn. Xin hôn lên nha em. Em có sợ không? Hãy cố gắng lên chăm sóc cho bé Ngân. Cô gái này có thể làm được tất cả mọi chuyện. Đúng không rồi. Cần ai hết. Nhưng em hãy làm hết tất cả những gì cô ấy đã từng làm. Đừng để cô ấy phải tự làm. Khi cô ấy đã tự làm thì cô ấy không cần em nữa nha. Dạ, em cảm ơn chú Mùa Linh cùng chị Ngọc Lan. Dạ, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai đứa quen nhau. Cảm ơn và đặc chất ạ. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Hai đứa cứ nắm tay đi suốt cuộc đời đi các bạn. Từ từ đi thôi. Nhớ nắm tay thật chặt bạn gái nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện thứ hai.
không hút thuốc, không cờ bạc, biết nấu ăn, biết lắng nghe, không gia trưởng, biết người biết ta lắm. Hay quá. Và trọng nghĩa khinh tài. Thích cái đó, sống với tình cảm, nặng tình cảm. 60-70 tuổi hay 80 tuổi mà phụ nữ mà lớn tuổi thì không được, phụ nữ trẻ thì sánh sánh được. Chứ có em mà sinh hết được rồi đó. Em có mong muốn sẽ có một đứa con không? Ba mẹ thì mất rồi. Đó, thì nhà bây giờ có cái nhà nhỏ. Có một trái tim vàng thôi. Giờ thêm đang kiếm một trái tim vàng á. Anh dễ nuôi lắm. Bữa cơm miếng tàu hũ là xong. Anh không quan trọng về miếng ăn. Xin mời nhà gái. Bây giờ là sự xuất hiện của nhà trai. Xin mời. Tiếng kèn nó già diết ha. Đây hơi khớp bị vấp. Nồng nàn bị vấp, đúng không? Bị vấp nốt. Không sao, chúc mình thổi lại. Ở nhà thì nhuyễn lắm. Dạ. Mà lên đây thì vấp quá. Xin chào anh Linh, xin chào chị Hồng Vân. Linh vẫn đẹp như xưa. Dạ. Xin chào người đẹp kế bên. Và xin chào quý vị. Dạ. Anh tên là gì? Em tên là Nguyễn Văn Đại. Dạ. Năm nay 57 mùa xuân. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nghề nghiệp thì làm bảo vệ. Nhưng bảo vệ mà thổi kèn nồng nàn quá nha. Thì mình thích chơi văn nghệ. Trời ơi anh ơi, nghe tiếng kèn của anh là phải chạy qua đây là ngó mặt nhà trai trước. Hôm nay bị vấp rồi. Vấp nhưng mà vẫn nồng nàn say đắm. Bên đây nhà gái là thổn thức nè. Sao nè, bây giờ cô gái bên đây giới thiệu về mình đi. Xin chào hai MC. Xin chào khán giả. Chào em. Em tên Phan Thị Mỹ Tiên, 43 tuổi, ở quê ở Cà Mau, mua bán ở Cà Mau luôn. Em bán gấu bông. Bán gấu trời bông ơi, nai quá, nai vậy đó hả? Bây giờ em nói cho anh Đại em nghe cái cảm xúc của em khi mà em nghe cái tiếng kèn coi. Nghe cũng vui. Kèn nó nồng nàn nồng quá, quá không? Người đẹp cái bên nghe thì tiếng kèn thì khi không quen. Dạ. Thôi giờ mình em hát đi. Ôi vậy hát cái lời. Rồi, hát luôn. Lấy là cái nốt nhạc, bây giờ hát lời. Dạ, hát rồi. Luôn, hát luôn. Dạ. Hát luôn ha. 2, 3. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Hơi khớp. Nhà gái cho nhà trai biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em biết nấu ăn, mua bán giỏi. Điểm yếu thì hơi quên. Nhưng mà cái cửa hàng mình ngon lành không? Có dạ. Khá thu nhập ngon lành không? Dạ ngon. Cái chợ đêm á. Chợ đêm đúng chợ không? Đêm, dạ. Rồi ngon rồi, vậy là quá ngon rồi. Còn anh? Điểm điểm mạnh của em là không hút thuốc, không cờ bạc, biết nấu ăn, biết lắng nghe, không gia trưởng, biết người biết ta lắm. Hay quá. Và trọng nghĩa khinh tài. Thích cái đó, sống với tình cảm, nặng tình cảm, biết lắng nghe. Dạ đúng rồi. Nên không thể nào mình đưa cái mình ý kiến mình ra được. Có gia đình hay như thế nào chưa? Về gia đình thì mới ly hôn. Gia đình thì 16 năm rồi. Mà lý do mình... Lý do là dầm cái về tiền bạc, sống không trung thực. Anh có mấy người con rồi? Một đứa con thôi, 16 tuổi. Trai hay gái anh? Trai. Rồi, bên đây nè, mình nè. Mình nói về mối tình của mình coi nè. Em có một lần đò, không có con. Mình sống bao lâu thì mình chia tay? Dạ, 8 năm. 8 năm, lý do? Lý do nhậu quá. Rồi là chủ động, em chủ động chia tay luôn. Dạ. Bây giờ nè, anh đi muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái người đó phải ra sao? Bây giờ mình cần cái người là... Cái tính tình là hòa đồng, tế nhị. Dạ. Và sống chân thật. Thôi yêu cầu như đó thôi.
Dạ. Đơn giản như thế con đàn gái. À, em muốn cái người tình của em là người chồng của em là biết lo gia đình, lo cuộc sống, không có cuộc sống ổn định. Em cũng không có gia trưởng. Dạ, không thích nhậu. Không thích nhậu ngán rồi đúng không? Không có luôn, anh cũng không có luôn. Không, có chứ. Một hai lon thôi. À, mà sao? Giờ này bỏ lâu quá rồi. Tại vì đúng rồi, nói là nhậu thì cũng có bạn hiền. Bây giờ mình cái sự mình xảy ra mình buồn á. Mà cái tính của anh hay nè, bạn lánh đây nè. Bây giờ em đang nhậu 5 lon kêu uống lon. Không lệ thuộc, bạn lánh lắm. Giờ hút thuốc kêu không hút thuốc. Em hơn người ta là cho đó. Hơn người ta là chỗ bạn lánh đó. Tại vì mình mê hát lắm. À. Thầy nói chứ muốn hát hay là không hút thuốc thì bỏ liền, bỏ cái là xong luôn. Cứ sợ là hút vô hát không hay, thế là bỏ thuốc tới giờ luôn. À, vậy là được rồi. Anh ơi, nhưng mà bây giờ á, nếu mà lấy vợ nữa thì anh có muốn có con không? Cũng tùy thuộc thôi, phụ nữ chứ. Không có, phụ nữ đàn ông. Tại vì người ta nói là ông lớn tuổi, giờ có 60-70 tuổi hay 80 tuổi mà phụ nữ mà lớn tuổi thì không được, phụ nữ trẻ thì vẫn sánh được. Dạ, chứ cỡ em mà sinh hết được rồi đó. Em có mong muốn sẽ có một đứa con không? Nếu có thì cũng được. Cái tuổi của em vẫn còn xanh bình thường. Dạ. Em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với em trai. Lời đầu tiên cho em xin nói là em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Chào bên nhà trai. Rồi như giờ em thì cũng vậy, nhưng nghe nói thì nãy giờ em cũng được, không sao hết. Như giờ anh chị sẽ chọn bấm nút cho là được hai người được sống nhau là được rồi. Rồi đơn giản vậy ha. Cảm ơn em trai. Còn anh đi với ai? Mình đi của mình thôi. Rồi được rồi. Ủa? Mở rào đi. Mở rào rồi. Mở rào. Nhiệm vụ của anh đó nha anh trai. Nhiệm vụ của anh đó. Chào em. Anh có món quà tặng em. Quà. Dạ em có cái tiền. Dạ cảm ơn em. Em biết sao không? Trên đường đi đó, anh cứ suy nghĩ về em á. Chạy hoài riết có quên tầm việc mua ông luôn. Ở nhà thì nhớ ông. Bánh thì mua hên quá mua hôm qua. Có hộp thì mua hôm qua. Cái đi đường cái nhớ kiếm bông hồi cái nghĩ tới em, hồi cái hồi chạy tới đây luôn. Quên luôn ha. Lúc mà gửi xe nó chết cha. Thấy ta có bông mình nó không có bông. Nhưng mà trong đây là gì? Trong này là gì anh? Kiếm bông. Em bà thử coi. Hộp bánh. Chocopai. Anh thì chị hát đi. Giao lưu cho nó vui vui nào. Dù cho mưa, anh xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn ngày, dù sao đi nữa, anh vẫn yêu thương em. Dù sao đi nữa, anh vẫn yêu thương em. Thôi chị hát quá, khớp quá. Sao ở nhà hát hay ghê mà sao đi hát dở quá. Ở nhà hát ngọt lắm. Nên nó rung được mà. Được không? Hát tặng anh đi. Anh đến quê em đất biển Cà Mau, biển xanh bao la, cánh đồng muối trắng. Gì quên à? Hay. Nhưng mà giọng này hay à nghe. Hay, giọng hay. Đúng rồi. Em thích hát hả? Mốt về anh giờ cho thì anh học nhạc không biết mà. Đó. Sao giờ nếu nói với em mới xuống Cà Mau á thì anh cũng xuống được. Thì anh có người bạn ở dưới, người thân quen ở dưới Cần Thơ đó. Một tháng anh xuống được mấy lần? Một tháng á. Bây giờ mình nói một tháng mấy lần á thì cũng khó nói, vì đi làm anh, giờ anh làm công tác bảo vệ đó, ngày làm ngày nghỉ, ngày làm ngày nghỉ. Mà nếu mà nghỉ một ngày là phải làm 3 ngày. Vậy hơi bị khó ha. Hơi bị khó. Còn tháng hè, tháng Tết là được phép. Mà cái khu của em ở có phức tạp không? Không. Ngay chợ trung tâm là. Anh em có thích võ thuật không? Thích võ thuật để bảo vệ mình không? Anh là người dạy võ đó. Em gửi hồ sơ cho ban tổ chức được mà. Tháo gỡ nhẹ nhàng, bất cứ ai mà đụng chạm tới mình là văng ra hết. Nói có sách bắt có chứng thử liền luôn. Giờ thử với dạ dạ đúng rồi. Không ai mà thử với đây. Quên tên. Nhớ tên gì. Anh làm vài đường. Tên gì quên rồi. Tên gì quên rồi. Chết cha mới quên tên rồi. Hả em tên gì anh? Em tên Tiên. Tiên hả? Anh tên gì em cũng quên luôn rồi. Quên rồi. Không sao. Anh nói tên anh đi. Anh tên Đại. Em đứng lên đi. Sao buổi giờ nó phức tạp. Nhiều khi chặn đường xin tiền này cái, ví dụ người ta nắm tay đó mở anh sao? Giờ đó anh nắm em mở anh sao? Không thể nào được.
Nên dậy xuống người ta cũng đi theo vậy xuống. Chắc không biết đâu hả? Dạ. Mà suy nghĩ xíu đi. Ông suy nghĩ giải thích luôn đi. Giải thích luôn, làm luôn, chỉ luôn. Rất đơn giản thôi. Mình phải nhu nhẹ nhàng, mình nắm. Nếu mình gồng á, ví dụ mình nắm đi, nắm chắc cho đi. Mình gồng đó là mình tự là điểm tựa cho người ta rồi. Thành cái cây chúng ta cựa rồi. Anh như em ha, em gồng thì nó cây mới anh thả lỏng. Thì đâu còn có gì đâu. Đó là thôi. Còn mình tháo mở nè, nắm tay nè, nắm chắc cho. Chỉ cần như là xoay nè. Xoay vô nè, à đó xoay, thử xoay coi. Anh thấy không, thấy khác liền không? Đó. Dạ, còn nếu thôi. Mà trường hợp nữa, nắm áo, nhưng sao mình gỡ? Rất đơn giản thôi, để em nắm. Rồi mình bước ngang qua đây. Bình thường đó, vậy là thế mà đấu sức. Lấy cái tay này, để đây nè. Để thẳng ra là thôi, đứng lên tại chỗ, không cách nào tới đó. Là la lên, là cú, là đứng chỗ, là địch thủ là đứng một chỗ đây này nè. Dạ. Thôi mai mốt vậy chi, anh về anh bảo vệ bà luôn đi. Thì nói về con cái thì không phải là mình không muốn có, nhưng mà mình cứ để cái kinh tế cái đã. Kinh tế là chứ cái chính trước, không có nhiều phải có ít, không có là không được. Còn mà phần mà thăm hỏi thì chắc là anh phải xuống em rồi. Tại vừa rồi anh cũng đi xuống Cần Thơ chơi, xuống Cờ Đỏ chơi. Đó, anh đi xe bằng xe Honda chứ anh không có xe hơi nha. Yeah. Ủa, chị gái có muốn lên thành phố Hồ Chí Minh không? Nếu lấy nhau mà lên chẳng có công việc làm thì cũng được, mà giờ em ở dưới em cũng làm nữa. Cũng mua bán nữa. Trên đây em biết là em làm gì giờ? Đúng rồi, em có nghề buôn bán, tại chỗ đó quen thì em cứ buôn bán đi đó thôi. Không sao, có chuyện ở sao? Bây giờ anh thì ta, giờ anh em thì có 2-3 người thôi. Ba mẹ thì mất rồi. Đó, thì nhà bây giờ có cái nhà nhỏ. Có một trái tim vàng thôi. Giờ thêm đang kiếm một trái tim vàng á. Anh dễ nuôi lắm. Bữa cơm miếng tổ hũ là xong. Anh không quan trọng về miếng ăn. Cái quan trọng là sống thật với nhau. Lương tháng anh được nhiêu? Mình đi rồi. Lương như nước anh bây giờ nó em có lương có 7-8 triệu à. Nếu mà cưới nhau thì ở đâu cũng được hay sao? Thì ở đâu cũng được thôi. Anh lên Sài Gòn được không? Sài Gòn được thì ở với anh cái nhà ở Sài Gòn. Rồi bây giờ là anh chị đến đứng nắm tay nhau đi, truyền cảm xúc với nhau đó. Coi hai người nói thẳng là có nên cho nhau cơ hội đúng hay không? Đúng rồi. Thì anh thấy anh sao, thấy em sao? Thì em biết ấy, anh thì rất đơn giản thôi. Nếu mà em muốn cho cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu thêm nữa. Em hỏi là sau này anh có bảo bọc được cho em không? Bảo bọc thì giờ sống thì mình có gì anh ấy thôi. Khả năng của anh có như đó thôi. Nếu mà ví dụ như em muốn ăn thịt cá thì nhường thịt. Em ăn anh em ăn trai. Anh nói rồi mà. Anh không quan trọng về anh uống. Tiền bạc đó thiệt á, cũng không quan trọng. Em biết quan trọng là gì không? Quan trọng là sức khỏe đó. Đúng rồi. Sức khỏe. Vậy mình tập hoài. Lúc nào đi hít mấy năm nay. Thật ra mình tập. Anh hít tất á hả? Có, vô phòng gym mấy ông kia nói, ô ông tập ghê gớm này. Ông làm gì tập bự vậy đấy? Tôi hít ghế không à, lấy hai ghế mụ á, hít không á. Đâu anh hít cái cho tiên nó hết hồn đi anh. Hít hả? Tôi chừng tăng xong anh ơi. Trời ơi, ngon lành. Rồi anh, được rồi anh, thế quá đẹp luôn. Rồi. Còn nếu mà không mắc cỡ anh mở coi con ngực anh. Hết. Thôi được rồi anh, được rồi. Bà cũng báo em luôn là vừa rồi mình tập á, gan nhiễm mỡ hay gì đó, hết rồi. Không có đường huyết gì hết. Có muốn hỏi gì anh không? Như thế. Và anh nói em nghe nè, nếu ví dụ mà em mà đồng ý sống chung với anh á, không để em buồn. Anh là người biết sống. Giờ Tiên nói cái cảm nhận của Tiên về ảnh coi sao nè. Không biết nói gì giờ. Thôi giờ mình có duyên thì bấm, không có duyên thì cũng làm bạn. Vậy là hiểu rồi đó, là bấm được rồi đó. Để tao rút bấm đi anh chị. 1 2 3 hết thời gian. Trời ơi, bấm một lượt luôn mới ghê chứ. Bấm mà bấm đồng điệu luôn á. Rồi nắm tay nhau đi. Bắt đầu mình hẹn hò có duyên đó. Á anh, có duyên á. Được không? Đâu, hai người hôn nhau cái rồi cũng lớn rồi. Chứ là em trai hả? Dạ đúng rồi. Xin phép. Đó thì xin phép chứ. Xin phép em trai. Rồi xin phép em hôn ha. Rồi. Nhá. Rồi. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh chị. Tạm biệt khán giả. Con cũng thấp cho nên anh đứng mai mốt mà ví dụ về mà có ấy là nòi giống nó cũng cải thiện chứ. Cải thiện nòi giống đúng không? Dạ. Thành nghe chữ anh trai mưa Thành bị thốn tim không? Cảm giác sao nè? Cảm giác còn có cái gì đó suy nghĩ ạ. Suy nghĩ đúng không? Dạ vâng. Chút xíu hỏi nha, chút xíu mở rào cái mình hỏi liền. Mở rào. Nếu như mà em học xong rồi á thì định hướng công việc của em như thế nào? Em ở đây hay là về quê? Hay là theo anh? Hay là theo anh? Đó đúng rồi đó. Mời nhà trai.
Rồi, mời em trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Trời ơi, cô bé xinh xắn quá. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên đến với chương trình thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ phía bên kia cùng toàn thể các khán giả ở trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Mai Duy Thành, sinh năm 1993, năm nay 27 tuổi. Thì cấp bậc hiện tại là trung úy, chức vụ là chính trị viên đội xe tổng hợp. Hiện đang công tác tại trung đoàn 935, sư đoàn 370. Hiện tại đơn vị đóng quân tại địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì về quê quán của tôi thì tôi sinh ra tại Quảng Bình, lớn lên tại Lâm Đồng và hiện đang công tác tại Biên Hòa. Bây giờ mình hết rung chưa nè, mình tự giới thiệu về bản thân mình. Dạ, dạ con chào cô, con chào chú Quyền Linh, con chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây và chào anh bên kia nhé. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Hoàng Anh. Năm nay con 20 tuổi, hiện tại con đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành dược. Con đang học tập tại Bình Dương và quê quán của con thì dạ, con ở Quảng Trị. Quảng Trị á? Dạ. Quảng Trị. Nhưng mà cô hỏi nè, lý do gì mà hôm nay con lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Mới có 20 tuổi thôi mà. Dạ, tại lúc mà con đăng ký thì con nghĩ là sẽ khoảng 3 đến 4 năm mới tới lượt mình, thì con đăng ký trước kiểu là dành chỗ cô. Dành chỗ. Cái may mắn sao chương trình gọi và con cũng đăng ế nữa. rồi ngày hôm nay á, là lúc mà khi mà con có biết là mình đăng ký là mình sẽ đăng ký ở cái số đặc biệt dành cho các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam không? À dạ con biết, con biết. Con cũng thích về. Nguyện vọng của con là con yêu chú bộ đội đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Lý do? Điều đầu tiên con thấy là trung thủy, làm việc kiểu nghiêm túc. Ông qua đây đi, tôi nói ông nghe nè. À, qua bản coi đi nha mặt, gái luôn hả? Trời ơi, bé gái đúng không? Bé gái 20 tuổi và rất là đáng yêu. Trời ơi, xinh xắn. Đẻ dữ vậy con, quá xinh luôn vậy đó. Đó. Mặt nét lắm nha. Con cảm ơn chú. Nhưng mà sao hồi đó giờ con có người yêu chưa? Dạ, con cũng nói thiệt là tính tại hiện tại là con cũng được 20 năm là độc thân FA. 20 năm FA hả? Đó, 20 tuổi là con chưa có người yêu luôn. Dạ đúng rồi, chưa cờ rớt hay là kiểu đồ này kia luôn. Thực sự mấy chú nhìn đó. Hôm nay tôi rất là tự tin về được cái bên rồi. Đàn gái nhà tôi ha. Chú bộ đội đây để coi tình yêu chú thế nào. Em trai, có mấy mối tình rồi? Thưa anh Quỳnh Linh thì em trải qua được 2 mối tình rồi. 2 mối rồi. Mối thứ nhất là mấy bao lâu? Dạ, mối thứ nhất thì được khoảng hơn 1 năm. Mối thứ hai? Trải qua được khoảng 6 tháng. Lý do chia tay vậy? Dạ, về lý do chia tay thì thật ra là cơ bản là vì khoảng cách xa nhau. Thì đối với mối tình thứ nhất thì cô gái đó thì ở tại Lâm Đồng, còn em thời gian đó thì học ngoài Hà Nội. Trời ơi, sao mà cách lòng hả? Gái ở đâu vậy? Con ở đâu con? Dạ, con ở Quảng Trị. Tức là quê là ở Quảng Trị. Nhưng mà hiện nay con ở Bình Dương. Bình Dương chỗ nào? Thủ Dầu Một. Thủ Dầu Một có gần không? Dạ cũng không xa lắm ạ. Rồi vậy được, vậy khỏe re rồi. Chào cưng. Trời ơi, nhìn em như vậy nghĩ em cỡ 22 tuổi thôi. Thật sự chàng trai rất là trẻ trung luôn ha. Em tưởng tượng cô bạn bên đây như thế nào? Dạ vừa rồi thì em có nghe giọng nói thì em thấy giọng nói bạn khá là dễ thương ạ. Quê gốc em ở đâu? Dạ, quê gốc của em ở Quảng Bình ạ. Quảng Bình. Ồ, bên kia Quảng Bình Trị. Với Quảng Trị gần nhau không? Dạ, sát nhau ạ. Sát nhau luôn hả? Dạ vâng ạ. Ồ, vậy là hay quá. Em có điểm mạnh điểm yếu gì thông báo cho bà mối biết đi. Dạ, về điểm mạnh của em thì mang tính chất đặc thù công việc thì em có trách nhiệm cao đối với công việc. Hai là tỉ mỉ cẩn thận. Về tính cách cá nhân của em thì luôn lạc quan, vui vẻ, hòa đồng, ghen đúng lúc đúng chỗ và có lý do của nó. Vâng. Rồi cái thôi bây giờ để mình nghe cái ưu khuyết điểm của bạn nữ nghe. Sao nè, con nói cho bạn bên đây nghe nè. Dạ, ưu điểm của con là biết nấu ăn, sống trong là gọn gàng, ngăn nóc, sạch sẽ. Rồi biết đàn, rồi biết hát. Cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Con có một cái ngoại hình khuôn mẫu nào không? Thích nét của Hàn Quốc hay là của Hường Công hay là của diễn viên điện ảnh Quyền Linh? Con thích kiểu Việt Nam, kiểu rắn chắc, mạnh mẽ, khỏe mạnh thôi. Cao hơn con cũng thấp cho nên anh đứng. Mai mốt mà ví dụ về có ấy là nòi giống nó cũng cải thiện chứ. Cải thiện nòi giống đúng không? Con mét nhiêu nè? Dạ con mét 3. Bên đây nhiêu em trai? Cao mét mấy? Dạ thưa anh Quỳnh Linh thì em cao 1m69,9 ạ.
Bạn nói là những cái mà mong muốn của bạn gái về cái hình mẫu người con trai đàn ông như vậy thì em thấy em tương thích là bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ thì chắc cũng khoảng được ít nhất là 70% ạ. Cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Thì thật ra từ hồi giờ thì em chưa xây dựng cho mình một cái hình tượng, một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Em mình nghĩ là quan trọng nhất là về vấn đề tình cảm. Ừ. Nhưng mà ngoài ra thì em vẫn hy vọng là người bạn gái của em về ngoại hình thì cũng dễ nhìn một tí. Ừ. Đừng quá xinh quá. Đừng quá xinh hả? Trời ơi. Tại vì đôi lúc do cái đặc thù công tác của tụi em á, thì đôi khi thì người ta ở ngoài thì có thời gian dành cho bạn gái, nhưng là tụi em lại đang bận hôm đó là phải đi trực. Không được xinh quá là tại sợ không lo được rồi mất công ghen hả? Trời, mệt, thương dạ, vâng. Mệt mỏi. Ừ. Thôi, thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, thưa anh Quỳnh Linh thì hôm nay đi với em thì có thủ trưởng và các đồng chí đồng đội cùng công tác tại trung đoàn 935. Mời thủ trưởng có ý kiến ạ. Kính thưa chương trình, kính thưa anh Quỳ Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể các vị khán giả đang ngồi trong trường quay cũng như là các bạn khán giả trên màn hình nhỏ. Tôi tên là Nguyễn Văn Công, hiện tại đang là cán bộ quản lý chỗ đồng chí Thành. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì trước tiên thì xin phép có đôi lời về chỗ đồng chí Thành. Về đồng chí Thành thì tính cách rất là vui vẻ và hòa nhã và không bao giờ có nóng nảy gì hết, nhẫn nại và kiềm chế rất là tốt. Đấy, thật sự đó là một cái ưu điểm mà tôi thấy. Và cái khuyết điểm nổi bật mà của đồng chí Thành đấy là e dè trước phụ nữ. Đối với anh em con trai đồng chí đồng đội rất thoải mái, nhưng trước mặt phụ nữ là nhút nhát. Hơi và đó nhát chính đi. Là lý do mà đồng chí Thành có mặt ngày hôm nay. À. Và về bạn gái ở đây thì theo cảm nhận của tôi thấy là rất là hợp với chỗ đồng chí Thành. Cũng mong là trong đơn vị chúng tôi là có một hậu phương vững chắc và an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin cảm ơn. Cảm ơn thủ trưởng. Con đi với ai nè? Dạ, hôm nay con đi với anh trai mưa và một vàng em gái mưa. Anh trai mưa với em gái mưa luôn? Một vàng em gái mưa của con. Một vàng em gái mưa của con. Còn sấm sét đồ này kia là mới bấm nút sau mới gặp sao cô. À, anh đó là anh trai mưa hả? Sao lại là anh trai mưa? Thì hai đứa gặp nhau dưới mưa. Như là nãy bạn Quyền Anh đã nói rồi, là anh trai mưa mấy bạn đi chung ở đây. Dạ thì con có đôi lời nhận xét tí bạn Hoàng Anh. Dạ bạn Hoàng Anh là ngoan rồi, hạt hà, tốt bụng, từ lúc cũng giúp đỡ mọi người xung quanh. Ừ. Dạ em ấy học thì rất là giỏi. Dạ. Còn nhận xét bên anh trai bên đây thì nhìn là đẹp trai. Đẹp trai ha. Dạ. Ừ. Con cũng sau con cũng mong là hai bạn hôm nay thì sau chương trình thì giờ cho nhau khoảng thời gian để mình tìm hiểu thêm. Sau đó thì mong mà hai bạn cũng đến nhau một cái hạnh phúc tốt đẹp. Dạ, rồi. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Thành nghe chữ anh trai mưa, Thành bị thốn tim không? Cảm giác sao nào? Cảm giác còn có cái gì đó suy nghĩ ạ. Suy nghĩ đúng không? Dạ vâng. Chút xíu hỏi nha, chút xíu mở rào cái mình hỏi liền. Mở rào, ông mới lau mồ hôi quá à. Tôi đứng kế bên mà tôi cũng bị mồ hôi nè. Rồi, mở rào. Để tặng quà nào. Bắt đầu đi Thành. Dạ. Tới luôn, tới luôn. Bay tới. Anh chào em. Dạ. Hôm nay thì lần đầu tiên được gặp em, anh có một lẵng hoa với lại một quyển sách. Để trong sách anh có viết vài dòng. Dạ em cảm ơn. Rồi để đây con, để đây. Rồi đó. Nhận sổ nè, rồi trao quà của mình luôn. Vậy rồi em cũng có một món quà nhỏ thì tặng đến anh, là em nghĩ cái này không có lớn lao nhưng mà khi anh cần là có nó liền. Anh cầm ở đây. Cái gì? Dạ. Vậy mở ra đi con, cái gì con? Đây là kiểu dụng cụ y tế, mỗi lần anh cần cái gì là nó có. Rồi hai bạn ngồi đối diện với nhau tâm sự đi. Đó, mình cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Anh nói trước đi, hiện tại em rung em không có nói được gì. À, không sao đâu. Thật ra thì vừa rồi thì em có giới thiệu về anh trai mưa thì anh cũng có hình dung một cái câu hỏi, tại vì anh có suy nghĩ mà thì không biết là anh trai mưa của em thì tại sao mà hai người thân với nhau rồi có cái tên là anh trai mưa. Gọi anh trai mưa kiểu một cách vui thôi chứ không có kiểu
anh sợ kiểu mối quan hệ này kia đúng không? Dạ không, chứ không phải là kiểu có mối quan hệ gì đó mờ ám là ấy thôi, ấy thôi đó mà. Thật ra thì anh chị hỏi thôi để mình giải đáp cái suy nghĩ trong lòng anh thôi. Thì thật sự thì anh nghĩ cũng chỉ là một người anh trai rất là thân với em. Bây giờ nào nói cái cảm giác về nhau đi, bạn thì em thấy sao? Dạ con thấy anh khá trẻ so với tuổi, ngoài hình ưa nhìn, con sợ trắng quá cái đứng với con nó bị chạch. Thôi bây giờ con run quá không, con không nói được cái gì nữa cô ạ. Run quá hả? Đâu dạ. Có gì đâu run. Người chủ động trước á Thành. Nãy giờ là em run dữ lắm á, nói mà hổn hển luôn á. Dạ. Em cảm ơn sự gợi ý của chị ạ. Thì thật ra thì hôm nay đến với chương trình lần đầu tiên gặp em thì trước tiên thì nghe giọng nói của em rất là dễ thương. Thì sau khi được nhìn thấy mặt á thì thấy em rất là ngoại hình cũng như là giọng nói luôn, dễ thương như nhau. Em cảm ơn. Bây giờ ví dụ Thành nói đi, nếu như vậy em học xong rồi thì em sẽ ở đây hay là em về quê như thế nào? Tính tương lai coi nè. Nếu như mà em học xong rồi á thì định hướng công việc của em như thế nào? Em ở đây hay là về quê? Hay là theo anh? Hay là theo anh? Đó, đúng rồi đó. Con trả lời liền, con có 3 option đó. Con học xong thì con sẽ ở đây làm việc luôn. Rồi cái option thứ 3 được không con? Theo anh nhưng mà phải để xem tình hình như nào. Mọi người xung quanh luôn đánh giá anh là một người tin tưởng. Còn về tương lai thì anh suy nghĩ như thế này. Thì cuộc đời có 3 giai đoạn: tiền vận, trung vận và hậu vận. Tiền vận có thể mình khó khăn một chút, nhưng mà quan trọng anh thích về hậu vận. Yeah. Mình được thoải mái, hạnh phúc. Đó, tư tưởng đó là tư tưởng cực kỳ để cho con tin tưởng. Bây đó. Giờ tiến yeah. tới nắm tay bạn gái ha. Yeah. Hỏi em, theo em thì khoảng bao lâu mình sẽ bước tới, tiến tới hôn nhân gì đó. Em thế nào đó, nắm tay bạn gái. Mời cho em nắm tay nha. Đây là cái nắm tay đầu tiên của con yên tâm. Cô thì... cảm nhận là cô yên tâm rồi đó. Đây anh diễm phúc lắm mới được nắm tay em. Đây là anh là người đầu tiên nắm tay em đó. Thì coi như là anh chủ động. Đối với bé này á, là Thành là cái diễm đầu tiên hết trơn. Dạ, dạ đúng rồi. Đó, đó con đứng lên với anh đi. Rồi em sẽ hát tặng anh và mọi người ca khúc Anh Có Về Quảng Trị Với Em Không. Wow, hay quá. Rồi truyền lửa đi Thành, truyền lửa đi cho em nó bớt rung nè. Anh có về Quảng Trị với em không? Trong bão tám nghe gió lao quan lửa, mạnh đấn miền Trung công như đón gánh mẹ. Suốt một đời dài dầu với nắng mưa, anh có về Quảng Trị với em không? Từ thành cô từ bao đời trầm măng, mùa thu đến trong veo dòng thạch hàn, ngon dòng hò trống vân và đầy vơi, giữa mênh mông nghe sóng biển vỗ bờ, hướng mâm lúa đập đứng dậy, chiến tranh qua mà hố bom còn đầy, tháng năm dài chẳng lập nổi đau thương. Dạ rồi con xin hết rồi. Để em xin hát một đoạn của bài Từ Đó của Phan Mạnh Quỳnh. Thật sự thì em hát không có hay. Hồi bé thì ở nhà lâu lâu cũng hát. Nhà em thì cũng có nuôi chó với mèo ấy. Mà hát xong rồi nó bỏ đi luôn. Không sao, tới mới lập là được. Nhưng mà em ở lại là được rồi. Bây giờ anh đang nắm tay em mà sao em chạy được đúng không? Em bình tĩnh nha, đừng chạy. Và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hòa vào cây, vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta viết thân thang. Dễ thương mà. Nãy giờ mình có thể nói chuyện vui, nhưng đã đến lúc chúng ta phải xem, kiểm tra lại thật
kỹ con tim của mình nha các bạn. Đừng để người khác hiểu lầm mình. Bấm bằng cả trái tim. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Đồng nghiệp luôn. Bắt một cái đồng nghiệp luôn. Thật sự là hai trái tim rung động một lúc và cùng một nhịp luôn đấy. Bây giờ Thành nó thành hình của máy đi, coi như là cha mẹ của Thành với cha mẹ của bạn gái mình đó, Hoàng Anh đó. Nhân dịp hôm nay thì tham gia sự kiện, một sự kiện cũng hiếm được gặp, đó là lên sóng truyền hình, được gặp gỡ bé Hoàng Anh, thì con xin phép cô chú cùng gia đình thì cho con được hôn lên má bé Hoàng Anh một cái. Nào, cái này là sẽ ghi vào lịch sử, sau này cứ mở YouTube lên là thấy cái khúc này nha. Vén tóc nhẹ nhàng lên Thành. Tấn công. Nào. Có đồng ý không? Nào. Chiến đấu. Làm gì nhắm mắt chứ. Có. Rồi, Thành. Mạnh dạn lên nào. Cái gì đầu tiên cũng phải một cặp mới được. Đầu tiên là phải một cặp. Ủa cô. Đầu tiên là phải một cặp. Bên đây nữa là phải bình tĩnh từ từ nào đúng không? Đầu tiên hết sức phải bình tĩnh nào. Trời ơi đáng yêu làm sao á. Dù của anh trưa trời mưa em gái mưa gì đó cũng bỏ qua một bên luôn ha. Băng qua giông bão mà tiến tới. Nào chúc hai bạn hạnh phúc. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. Dạ. Dạ, cảm ơn. Đừng buông tay nhau, cứ nắm chặt lấy tay nhau nha. Từ từ. Hai đứa đẹp lắm á. Chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Nhìn họ rất là trẻ trung, có thể nói là hai gương mặt cũng rất là hợp với nhau. Hy vọng rằng họ sẽ sớm báo tin vui chúng tôi quý vị nha. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Dạ con thích bạn trai da ngâm ngâm. Có gia trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có gia trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có gia trưởng đúng không? Dạ vâng. Mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn. Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ. Còn sao, còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn nha Vũ, nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Nó đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó. Trứng luộc. Gạo luộc. Rồi nhà trai. Rồi, ngồi. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu mình. Lời đầu tiên em gửi lời đầu tiên đến với chương trình, em gửi lời chào tới chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Ngọc Vũ. Em sinh năm 1995. Sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa Đồng Nai. Hiện em đang công tác tại đơn vị ban kỹ thuật trung đoàn 935 sư đoàn 370. Em công tác cụ thể là gì? Em bên bộ phận tác chiến điện tử. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, anh Vũ bên kia và toàn bộ khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Thu Thảo, em đang là nhân viên văn phòng tạm thời thôi. Em vừa mới tốt nghiệp đại học và đang chờ bằng để kiếm một công việc tốt hơn. Dạ. Mình vừa mới tốt nghiệp đại học. Vậy là năm nay con nhiêu rồi? Dạ, con 23 tuổi, con sinh năm 97. Trẻ quá trời luôn. Nói chứ 95 là cũng đến tuổi cập kê. Vũ có điểm mạnh, điểm yếu gì nói cho đàn gái nghe đi. Điểm mạnh của con là vui vẻ, hòa đồng. Con nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi? Dạ vâng. Vì con có học qua nấu ăn rồi. Rồi quá giỏi, đàn ông biết nấu ăn là giỏi rồi. Gì nữa Vũ? Dạ, chăm sóc chu đáo. Chăm sóc chu đáo? Chăm sóc ai chu đáo? Chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình. Chăm sóc em được không anh? Được. Được, nó lớn lên. Được cho em. Sao Thảo lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ, tại con thì ngày xưa nó lớn lên, nói lớn cho anh nghe coi, anh đã coi. Dạ, ngày xưa thì con cũng từng thi vào quân đội công an, tại vì con cũng rất là yêu thích ngành này. Nhưng mà không có duyên á, không đủ điểm, cho nên là con đã trẻ hướng khác và thi vào Học viện Hành chính quốc gia. Thi vào bộ đội chắc là ốm quá không nhận đúng không? Sức khỏe không đủ gì đúng không? Dạ không, sức khỏe tốt coi. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của con là gì nè?
Dạ, về điểm mạnh thì con nghĩ mình là một người vui vẻ, dễ hòa đồng và năng động. Còn về nhược điểm thì con có một xíu hơi hay quên, với lại cũng hơi là nhạy cảm. Nhạy cảm là sao? Dễ khóc dễ cười hả hay sao? Dạ, cũng sáng nắng chiều mưa. Dạ, chưa áo khóc gì đó. Vậy đó hả? Dạ. Có hay ghen không? Dạ, cũng tùy trường hợp ạ. Rồi con thích cái mẫu người đàn ông của mình sao? Con thì thích một người con trai trưởng thành, không hút thuốc, có thể là uống bia rượu, nhưng mà đúng lúc và có chừng mực. Khi anh ở nhà thì anh có thể phụ giúp với em. Là phải hỗ trợ cho em đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao con? Con thích đàn ông ngoại hình thế nào? Dạ, con thì thích bạn trai cao hơn con. Cao hơn con? Dạ, con cao mét mấy? Dạ, con cao 1m66. Trời, quá dữ luôn, đầy mét mấy? Mét 74. Được. Trời ơi, ngon lành. Nhẹ nhàng thôi, 74 nhẹ nhàng. Trời ơi. Rồi yêu cầu con gì? Ngoại hình đàn trai thế nào nữa? Dạ, con thích bạn trai da ngăm ngăm. Có da trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có gia trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có gia trưởng đúng không? Dạ vâng. Rồi còn Vũ, Vũ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ muốn tìm một cô gái mà không cần xinh lắm, biết chia sẻ công việc với mình, biết hiểu mình, chăm sóc mình tốt. Ngoại hình sao? Chiều cao thấp hơn mình là được rồi. Thấp rồi đó. Dạ. Rồi con có mấy mối tình rồi Vũ? Dạ, có 2 mối tình. 2 mối hả? Dạ vâng. Sao chia tay? Dạ ở tại là chia tay vì khoảng cách xa. Bạn này con ở đâu? Thảo ở. Thảo ở đâu vậy? Dạ con sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Hiện tại thì con đang học tập ở Sài Gòn. Đây đang ở Biên Hòa đúng không? Dạ. Cũng không xa. Con có một cái yêu cầu thêm gì nữa ở người bạn trai của mình không? Nếu mà bạn trai bên kia có một nụ cười đẹp thì cười tươi, thì cười tươi. Dạ thì con nghĩ là những người như vậy thì thường là vui vẻ, hòa đồng và họ sẽ năng động. Ai cũng cười tươi hết con. Thích có răng khẳng như con không? Dạ. Răng đều đẹp rồi. Răng đều đẹp thôi. Ừ. Mà mình có mấy mối tình rồi Thảo? Con thì cũng từng có một mối tình. Một mối tình sao chia tay? Dạ thì cũng là yêu xa, khoảng cách xa quá. Dạ niềm tin không có đủ lớn. Với bạn đó phản bội con và con cô gái khác. Trời, dạ cho nên là con đã kết thúc. Đây cô gái xinh đẹp gì mà phản bội thì tội nghiệp. Cô chủ động kết thúc. Mấy chú trong quân đội, tại vì trong quân đội là đầu tiên phải rèn rũa, làm kỷ luật. Kỷ luật. Kỷ luật thép chung đó. Son sắc. Đó. Thôi mình cứ yên tâm đã nha. Rồi. Ha. Qua coi đàn trai đi, đàn trai cao ráo 1m74 ha. Để coi nghe. Tóc tai hết gọn gàng ha. Hiền lành, chất phác. Đó. Chào Vũ. Dạ chào cô. Sao nè Vũ? Nãy giờ Vũ nghe bạn này bạn đòi hỏi vậy, Vũ thấy mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn. Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ. Còn sao, còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn nha Vũ. Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Dạ, Vũ cười có răng khểnh không? Dạ không có. Không có răng khểnh hả? Đâu muốn mua răng khểnh gắn vô có gì đâu sợ. Ủa thì tôi có nói gì đâu trời. Khó khăn thiệt á. Thì Vũ, bữa nay Vũ đi. Bữa nay Vũ đi với ai vậy Vũ? Hôm nay em đi với các đồng chí đồng đội. Các đồng chí đồng đội. Với thủ trưởng của mình. Đâu thủ trưởng, xin mời thủ trưởng bên Vũ. Xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tới ban biên tập chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin kính chúc anh Quyền Linh và chị Hồng Vân sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Lời đầu tiên thay mặt cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 935 muốn nói là em gái rất là dễ thương, thông minh, sắc sảo. Em rất tuyệt vời. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Vũ nghe chưa? Vũ nghe chưa? Còn về đồng chí Vũ của đơn vị chúng tôi thì đồng chí Vũ là một người rất là hiền lành, hơi nhút nhát nhưng chuyên môn nghiệp vụ rất là giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Còn trong cuộc sống thì đồng chí luôn quan tâm đến bạn bè, đồng chí đồng đội. Đồng chí là một người tốt, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Còn đến với chương trình hôm nay thì chúng tôi rất mong muốn hai bạn sẽ dành cho nhau nhiều tình cảm hơn nữa, tiến xa hơn nữa. Đặc biệt trong thời gian gần nhất, đơn vị và chương trình sẽ nhận được thiệp hồng mang tên hai bạn. Xin cảm ơn. Rồi, mấy bạn Thảo đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với hai người bạn thân thiết của em và em rất muốn nghe được sự chia sẻ của hai người bạn nè. Dạ, lời đầu tiên thì con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Con tên là Phương, con là bạn thân của Thảo, cũng thân cũng gần 10 năm rồi. Dạ, thì Thảo, nhận xét trước về Thảo thì Thảo rất là hiền, chuẩn người phụ nữ gia đình á. Nhưng mà bị cái là hơi hay quên chút. Nên là nhiều khi anh mà làm nó giận là nó cũng không nhớ đâu.
Dạ. Nghe anh nói là anh có nấu ăn được thì bù cho Thảo, tại vì Thảo nấu ăn thì vẫn được nhưng mà nó không được khéo cho lắm. Nấu đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó. Luộc, luộc. Gạo luộc. Dạ. Trời ơi, thì cũng tương. Mà nó... Dạ, nói chung là anh Thảo là rất là hiền. Nhận xét về bên bạn này á Thảo, thì anh này đẹp trai, chuẩn gu của Thảo, cao to đen, còn hôi hay không thì chưa biết. Tại là Thảo phải thử. Nếu như mà được á thì hai bạn có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì mình gặp ở đây là duyên trước đã. Hai bạn cảm thấy nếu như mà là nửa mảnh ghép của nhau thì mình sớm có tin vui. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Áp lực quá ha. Nghe bạn nói xong áp lực. Mở rào. Mở ra. Con chờ mở xong cầm. Rồi, bắt đầu đi. Rồi, đó, đứng lên tặng nè. Để chờ anh. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Dạ. Đâu, quà sao, nói ý nghĩa coi. Nói ý nghĩa coi quà là cái gì nè. Mở ra. Dạ, quà là cái ly. Cái ly, bởi vì cái ly hay dùng thường xuyên nên mỗi lần dùng thì nhớ tới người mà đồng hành cùng với mình. Thảo tặng gì con? Dạ, con tặng một cuốn sách có tên là Đúng Việc, thì hy vọng là anh cũng sẽ chọn được đúng người. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, dạ em cho anh, em cảm nhận là thấy anh khá là điển trai. Em rất là thích cái điểm đó là anh nấu ăn rất là giỏi. Hồi nãy thì em có nghe anh chia sẻ là lý do anh chia tay á là do khoảng cách xa quá. Thì không biết là khi mà em hiện tại thì trước mắt thì chắc em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn, mà anh thì anh ở Biên Hòa. Vậy thì không biết là mình cũng có khoảng cách, cũng hơi gọi là cũng có xíu khoảng cách địa lý một xíu. Thì không biết là ví dụ như trong một tháng thì anh có thể lên gặp em được mấy lần? Nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho phép thì thứ bảy chủ nhật anh sẽ chạy lên Sài Gòn để thăm em từ 1 đến 2 lần. Trừ những hôm mà anh trực không để thăm em được thì anh sẽ nói cho em nghe. Vì nhà anh ở dưới Biên Hòa nên có thể anh sẽ ở Biên Hòa luôn. Em có thể lập nghiệp xong, em có công việc, em đang làm công việc tốt mà em có thể xuống Biên Hòa ở cùng với gia đình anh. Em tiến tới hôn nhân rồi. Cưng dễ sợ cưng. Em cũng nghĩ là hiện tại thì trước mắt em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Nếu như ở dưới Biên Hòa có công việc phù hợp thì em cũng linh động và chủ động có thể xuống ở gần anh hơn. Thì dĩ nhiên là em vẫn sẽ thích ở gần người yêu của mình hơn. Còn về vấn đề mà mình sống chung hay sống riêng á, hoặc là ở chung với bố mẹ hay không á, thì em cũng không có ngại việc làm dâu. Nhưng mà em rất là mong muốn là hai đứa mình có thể ra ở riêng với nhau và vẫn có thể chăm lo được cho bên nội và bên ngoại. Em hiểu tính chất công việc của anh, những lúc anh bận hay gì kia thì em có thể chủ động. Nhưng mà ngược lại thì anh cũng không thể như vậy mà ỷ y được. Tại vì em dù sao cũng là con gái, em cũng không thể nào chủ động mãi trong một cuộc tình được. Nếu như về sau này chỉ còn là một mình em chủ động thì em nghĩ là nó đi tới hồi kết rồi. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái nói đi, chủ động thử nào. Đủ phải chứng minh cho cổ thấy là mình không phải là cái người mà thụ động. Lên nào đó. Đó. Nắm hai tay luôn. Đó, nhìn bạn gái, nhìn thẳng vô bạn gái. Mạnh mẽ lên nào, chủ động lên nào, tấn công. Quyết chí quyết thắng. Nếu mà tìm hiểu nhau mà thấy kiểu hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. Tính của anh thì nói chung là nhát gái. Nói chung nhát là cái gì, nhạt. Chỉ có nhát gái thôi. Nhưng mà về cách thể hiện trong hành động mà công việc này nọ thì anh hành động tốt. Em là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, nói chuyện nhẹ nhàng. Chúng ta tìm hiểu nhau, anh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo, kỹ càng cho em. Em tin tưởng anh vì nếu mà anh yêu ai thì chỉ yêu một mình, không có kiểu mà nhắn tin nhiều người. Vậy là chỉ có một người trong lòng thôi, không bao giờ so sánh cô gái của mình với bất kỳ ai. Anh sẽ chủ động trong tất cả mọi việc, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Dạ, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh nếu như mình có duyên về sau. À, hay quá, hay quá. Rồi, ok.
sẵn sàng. Sẵn sàng nha, bây giờ nghe đếm nghe. Chúng ta phải làm theo sự mách bảo của con tim. Con tim của mình sao là mình cứ làm rồi. Y vậy đi. Ừ. Rồi nè, 1. Không thích không cần bấm. 2. 3. Trời ơi, bấm mà bấm cùng nhịp luôn, tôi nói cho ông biết. Cách cách. Ok con. Mặt xanh lét hết trơn. Con chọn lựa như vậy là sáng suốt. Trời, mặt còn chút máu. Xanh hết trơn. Làm sợ với Vũ. Nắm tay cái coi. Nắm tay nè, bây giờ là Vũ mạnh mẽ lên nè con. Hít hơi thật sâu vô nào. Cháu chào hai bác. Con tìm hiểu Thảo thì cháu thấy hai người đó hợp tính nhau. Cháu mong hai bác cho hai cháu được tìm hiểu nhau và quen biết nhau tiến tới hôn nhân, dài lâu đến tới hôn nhân. Con xin bác cho con hôn Thảo một cái nghe mẹ. Đúng rồi. Hôn cái rồi. Hôn hai cái đi. Cái ly của anh là lúc nào cũng cầm theo nghe không? Dạ. Uống riêng nha, đó để nhớ tới anh nha. Dạ, Vũ bây giờ chủ động Vũ. Nào? Mạnh chủ động lên Vũ, mạnh mẽ lên Vũ. Anh xin cái nữa. Đó. Thương gì đâu, cưng quá rồi nè. Để nên chủ động, xin là phải làm liền, xin là phải làm liền. Đó, trời ơi. Không nghe lỗ tai nhộn chết luôn hả? Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Nắm tay đi, nắm tay đi, nắm tay xuống chào đi. Chào mọi người. Chào coi chào. Chào mọi người. Dễ thương quá. Bây giờ mình mới biết được rằng là những cái rung động đầu đời đó nó khó tả lắm. Mà đáng yêu mình lắm. Nó đáng, rất là đáng yêu. Xem là những giây phút này á, chúng ta cảm giác rằng nó cuộc tình nó trong veo đó. Nó gần như là còn nguyên vẹn đó. Đúng rồi. Rất là dễ thương. Hãy giữ lấy những khoảnh khắc đó để chúng ta có thể có động lực hơn trong tình yêu. Và hãy giữ những khoảnh khắc đó để tiến xa hơn trong đường hạnh phúc. Và hy vọng rằng trong thời gian rất ngắn, hai bạn sẽ hiểu nhau và về chung một nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hiện lúc trước là mình không hổ lộ, khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá. Mình open quá, xong là over luôn. Bị over, đúng over không? Luôn. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Nghe cô qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật em thích cái gì đó sến mà đúng. Thiệt á. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời đó bạn hả? Nữ. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ em, tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu. Tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ, Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ, ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa lắm ha. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Dạ, sẵn tiện. Em hát bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây coi sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu đi. Anh không bài còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa.
tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Hay quá, hay quá. Hay quá. Được không? Nhà sản xuất âm nhạc. Dạ, hay dạ. Bạn Huy thấy sao bạn? Tôi trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi, có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em, dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát Người hãy quên em đi. Dạ. Bên đây hát bài Anh không tin. Tôi không tin. Đó. Ồ, mà sao? Coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi, mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao. Đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần níu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không, chưa yêu ai hả? Dạ, thật ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Tức là em hơi nội tâm á. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên. Thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá. Mình open quá xong là over luôn. Đi over, đúng over không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích. Em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công. Dạ, luôn. Đúng rồi. Mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về tương lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả trời. U30 rồi chị. U30. U30 rồi. Dạ. Hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ em măng trẻ mẳng. Em có mấy mối tình nói cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có hai mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới. Thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi. Mối tình này gần nè, bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền. Dạ. Hiểu chuyện chút xíu là được. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây. Dạ. Có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bằng bàn. Ừ, bóng ăn cơm vàng, cơm bạc người ta. Đó, chàng gái cũng có răng khểnh chút xíu. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em nói cái điều em thích ra nha. Em thích một người đàn ông. Đàn ông. Đàn ông. Người đàn ông. Đàn ông. Phải bản lĩnh đàn ông. Mình phải ga lăng. Dạ đối nhân xử thế em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ phải vui vẻ. Em thích một người đàn ông vui vẻ là hài hước nè. Dạ. Rồi
không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao. Cao hơn em. Bạn rồi, không thích điều dễ đàn ông. Em đến 55. Dạ. Không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ. Em thích một người phải nói là mình bên ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em không sạch sẽ gì. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi. Đúng mở rồi. Rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Dạ em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp, đồng nghiệp. À, lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát. À, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy. Cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi, bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp hả Linh? Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp. Coi như mình mời bạn gái vô phòng thu âm vậy thôi nha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Cho vui. Mở ra đi em. Cái gì vậy cưng? Tặng gì vậy? Cái bông hoa em tự làm. Ờ nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên nhớ là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. À. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Ừ, mở quà. Dạ, từ từ nhanh Huy, cái chừng dạ. Bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Dạ. Được nhanh rất. Gì ta? Dạ, cho phép em đọc nha. Rồi rồi, đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn cái bài hát này là bài hát gì của ai ta? Dạ, dạ. Em thuộc bài này không? Dạ, em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. À. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Thế nó à. Ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe. Yeah. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tựa như trong tim thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đã chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là cũng xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc đúng không ạ? Dạ được rồi. Bài này nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. À. Về bên nhau ta xây mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thanh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không?
Mới gặp thì không khó, cũng không dễ khó thương à? Đúng rồi. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Thì đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em... nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ dễ tiếp cận. Dạ. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. Dạ. Dạ. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập ha anh? Ờ, nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á, cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ, nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật em thích cái gì đó sến mà thiệt á. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Em đã cái tuổi này là đã suy nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngồi ở quê á, tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi, nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có, nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi, tại vì nhà có hai anh em á, nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm mình hôn nhân thì có thể là mình chắc luôn đi, đừng có thể anh. Rồi chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, xem sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ các bạn, quan trọng là em có bấm nút không. Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Chắc rồi bây giờ sao ta Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả là anh không run. Nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Và nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành, rất chân thành. Rồi. Mọi người chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Rối rồi, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. 1 2 Bấm trước luôn rồi. 3 Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối trời trời ơi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, bạn gái là chủ động hết đấy. Yeah. Rồi, bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây phải lan và điệp. Nút, mà bấm nút, nút, nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim của đám nổi đỏ rồi. Thì xin phép hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng. Dạ, xin cảm ơn. Anh trai mình đi với ai? Không có ai đi chung. Dạ rồi, không sao, có chương trình lo. Rồi không có ai hết. Rồi hai người đang cô đơn trong cuộc đời của mình, hãy để hai trái tim đó ghép lại với nhau để họ bớt cô đơn. À, chị ly hôn nay được gần 20 năm. Chị có con chưa?
có một bé sinh năm 2001. Ly hôn vì hoàn cảnh mình không bằng người ta, bị chồng đánh rồi bị mẹ chồng đánh luôn, chịu không nổi nên chạy về. Nhà trai, xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời em ngồi. Rồi, mời ra giới thiệu về mình. Dạ, em tên Quỳnh Hán Phát, năm nay 42 tuổi. Quỳnh Hán Phát hả? Phát làm công việc gì Phát? Tài xế. Tài xế? Dạ. Phát là làm ở đâu? Làm ở quận nhất chứ quận 2. Là nhà mình ở đâu? Nhà quận 8. Nhà quận 8. Hiện nay Phát đang ở với ai? Ở với hai đứa em trai. Hai đứa em trai là nhà của mình hay là? Ở nhà của mẹ để lại. À, mẹ để lại. Rồi ba mẹ đâu Phát? Mẹ mất. Ba cũng mất luôn. Ba mất trước. Mẹ mới mất trong dịch này. Thôi, chia buồn với Phát ha. Dạ, cảm ơn. Gia đình Phát rất là đơn chiếc thôi, ở với hai người em thôi. Xin mời nhà gái giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. Em tên là Kiển Thị Kiều Trinh, sinh sống và làm việc tại Tây Ninh. Em buôn bán quần áo online. Em sinh 1981 ạ. Trời ơi, bạn còn quá trẻ luôn á, nhìn trẻ măng nên Lan cứ nghĩ đâu là nhỏ tuổi hơn không à. Cảm ơn em. Chị Trinh ở Tây Ninh nha. Trinh là ở Tây Ninh là huyện nào Trinh? Dạ em ở Trảng Bàng anh. Ở Trảng Bàng hả? À? Trảng dạ. Bàng thì cũng gần mà. Dạ. Giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Tới Củ Chi là tới rồi. Dạ. Mình nói cho đàn gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ chào Trinh, mình chung là ưu điểm thì hiền, trung thật, khuyết điểm thì hơi nóng tính xíu. Mình hiền, hơi nóng tính chút xíu. Ủa sao nó mâu thuẫn nhau vậy? Hiền mà nóng tính thì khi nào đó nó quá lắm mới nóng tính thì bình thường. Quá mới nóng tính, mà nóng tính quá thì em làm gì? Tùy theo tình huống, nếu mà trong gia đình thì mình không nói, mình đi chỗ khác. Còn ở ngoài thì anh em bạn bè thì có thể chửi rồi chửi kia mà tiếng lại thôi. Nó cung là nóng quá chửi thề đó hả? Dạ. Nhưng chửi thề không có mà ok nó không được thì không rồi nữa. Còn nếu mà quá quá thì cũng chưa biết. Quá chưa biết đúng không? Thôi mình gái. Chị ơi, mình có ưu điểm gì chị? Ưu điểm của chị thì giỏi, siêng năng, cầu tiến và ham học hỏi. Dạ. Còn khuyết điểm thì nấu ăn không được ngon. Với dạo gần đây trí nhớ không biết đi chơi đâu mất tiêu rồi. Chị còn một cái ưu điểm nữa rất là vượt trội mà em nghĩ là chị nên tự hào vì điều đó, đó là chị quá xinh đẹp và quá trẻ so với tuổi của mình á. Cảm ơn em. Em dạ. Cũng rất là dễ thương và xinh đẹp. Trời, hai chị em mình khen nhau chứ. Chị ơi, mình có bao nhiêu mối tình rồi chị? Chị ly hôn nay được gần 20 năm rồi. Trong suốt khoảng 20 năm đó chị không có mối tình nào hết? Có nhưng mà quen chỉ thời gian ngắn không được, chia tay thôi. Chị có con chưa? Có một bé sinh năm 2001. Chị có dễ dàng khi mà nói về cái lý do mà mình phải ly hôn không? Ly hôn vì hoàn cảnh mình không bằng người ta. Với hơn nữa mình bị đánh. Bị chồng đánh rồi bị mẹ chồng đánh luôn, chịu không nổi. Nên chạy về. Chị không thể kể nữa được. Em có thể ôm chị một cái được không? Cảm ơn. Cái gì rồi nó cũng sẽ qua chị ha. Em hy vọng là thời gian sắp tới sẽ có rất là nhiều điều tốt đẹp đến với chị. Bây giờ con chị ở với ai? Ở với chị. Ở với chị hả? Một người mẹ đơn thân 20 năm, nuôi con một mình 20 năm rồi. Nhà trai ơi, cái hoàn cảnh bên kia bên nhà trai cũng đã nghe rồi. Bây giờ mình giới thiệu về nhà trai đi em. Chào anh ạ. Mình thì cũng ở vậy cũng mười mấy 20 năm rồi. Thì cũng nói chung là con thì sống bên mẹ nhưng mà mình nuôi đủ tiền học thì nuôi hết. Con mấy tuổi? Con 18 tuổi. Là con trai? Con gái. Con gái hả? Dạ. Cô gái bên kia rất là tội nghiệp khi mà đã chịu một cái tổn thương quá lớn từ cái người chồng trước. Em hy vọng rằng là anh sẽ là người bù đắp được cho cổ. Mẫu người lý tưởng của anh như thế nào? Lý tưởng của anh thì nói chung là dễ nhìn, cao khoảng 1m6 trở lại, hơn xíu cũng được, hiền được. Chị đẹp lắm, chị bên đó rất đẹp và rất hiền. Mình nghe cái chuyện đó mà cũng cảm động xíu. Dạ, cái tính nào của người phụ nữ anh không thích? Ghen thì ít thì được, mà ghen nhiều quá thì nó như nó
nó bị kiểm soát. Dạ, chúng sống nhiều quá. Anh không thích kiểm soát. Giả tạo. Nghĩ gì nữa không? Chị bên kia thì thích nấu ăn nhưng mà nấu thì cũng không ngon. Miễn có nấu được rồi. Không quan trọng trên đó. Rồi, ok, vậy là được rồi. Thà cũ có gia đình chưa? Có rồi, rồi, đúng có con rồi. Thôi vậy cũng được rồi. Ha, không chung là cũng bận không nữa. Có vướng bận. Thôi, mình qua nhà gái cái. Dạ, em chào anh Linh. Xin chào em. Cô gái bị quá nhiều tổn thương thì chắc chắn luôn luôn có những giọt nước mắt. Chúng ta dẹp hết những giọt nước mắt đi. Ha. Dạ. Mình sống với một cái hiện tại tích cực hơn, coi như nó là một cái ước. Bây giờ nè, cười tươi lên cho cuộc đời nó tươi sáng nào. Mình cần một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cao khoảng 1m7. Đúng, có bụng. Đầu hói, không hói cũng được hết. Đúng rồi, hói không hói không quan trọng. Dạ, hói càng nhiều càng tốt. Em không thích sao muối, em không thích sao muối. Không thích sao muối, đúng rồi. Dạ. Vu lạ quá trời, vu thích bụng bự. Không sao muối. Không cần sao muối. Dạ. Một muối như vậy cũng được rồi nè. Dạ. Đúng không? Được. Không lăng nhăng, sự nghiệp ổn định là được rồi. Sự nghiệp ổn định, bên kia lái xe cũng ổn định rồi. Nhậu ít thôi nha em. Nhậu ít. Bên kia nhiều, em sợ nhậu lắm. Sợ nhậu. Có nhậu không anh? Mà có một ít à. Thôi đừng nhậu luôn đi anh ơi. Đừng nhậu luôn nha. Em gì chồng cũ em nhậu á, đánh này tổn nên em sợ. Chuyện nó qua rồi đừng nhắc, càng nhắc càng buồn càng sợ luôn. Dạ. Bây giờ mình sống ở nhà với gia đình. Gia đình với ai nữa? Với mẹ, với em, với con. Đảng bàn Tây Ninh. Dạ. Thí dụ bây giờ mình về quận 8 mình ở được không? Bây giờ em không nói trước được gì, nhưng mà khi mà mình tìm hiểu rồi khi đó là mình có thể nói chuyện với nhau vấn đề đó. Cũng được đúng không? Dạ. Bây giờ thì hỏi người thân, gặp đi. Người thân đi. Dạ. Anh trai mình đi với ai? Không có ai đi chung. Tại hai đứa em nó biết làm hết. À dạ, rồi không sao, có chương trình lo. Rồi không có ai hết. Rồi hai người đang cô đơn trong cuộc đời của mình. Hãy để hai trái tim đó ghép lại với nhau để họ bớt cô đơn. Mở rào. Anh Linh, chị có món quà tặng. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh ạ. Có tặng cái gì cho bạn gái nói đi. Bông. Bông hả? Mở bông có đẹp không? Cái bông cất vô cái bình. Đẹp không gái? Dạ rất đẹp. Rồi, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau đi. Dạ em chào anh ạ. Dạ. Ở trạm này chắc cũng xa ha, đi cũng mệt à? Dạ đi hơi xa, tại em ngồi xe bị say xe đó. À. Trước khi đi em phải uống thuốc mới đi. Còn mình nó chở mình ở lâu quê dưới không ta? Dạ em ở đó từ nhỏ luôn á, em hồi hộp quá. Em bây giờ phát cảm nhận bạn gái thế nào? Bạn gái nhìn xinh. Trẻ hơn tuổi, 1-2 tuổi. Anh nghe em nói tâm sự thì cũng buồn, nhưng mà cãi qua rồi đúng không thì thôi. Nói chung là em cũng quên rồi, nhưng mà đến thì nhắc đến em hơi bị xúc động. Đúng rồi, tại nó gắn vô tâm trí mình lâu quá. Đúng rồi. Nhưng mà hơn 20 năm rồi. Dạ. Cho nó qua nỗi buồn đó đi. Dạ, em quên rồi đó. Chứ mà hỏi đến thì em kiểu như là nó trước nó ù về. À, bây giờ phát hỏi bạn gái đi. Mình ở xa vậy mình hẹn hò sao, có thể mời bạn gái vào cuối tuần hay gì đó. Cuối tuần rồi em có rảnh không ta? Dạ được anh. Thôi rồi con ở với mình đúng không? Ở với em đúng không? Dạ dạ. Ủa rồi mình đi có sao không ta? Dạ con em lớn chưa? Con em 21 tuổi rồi. À vậy không sao. Phát có xe riêng mà, lên chừng nào cũng được. Dạ. Thật ra đây Trảng Bàng đâu có xa đâu. Anh như nó là tới Củ Chi là tới rồi. Dạ, Củ Chi lên xíu. Khoảng 70 cây đúng không? 70 cây. Em không rành nữa nhưng mà em thấy gần á. Nào có dịp lên Trảng, không chắc giờ này cũng phải lên thường. Em có hơn. Em muốn đẻ nữa hay là sợ nuôi con. Anh thấy bây giờ thì nuôi con mới khó. Đúng rồi. Nếu mà hai người có con hết rồi, nói chung không cần nuôi con thứ ba này kia. Dạ em cũng nghĩ như anh vậy đó. Nên mình cũng lớn tuổi rồi đó, phải nuôi phải mệt. Đúng rồi, em nghĩ là như vậy là đủ rồi. Ai cũng đã từng hiểu và từng trải qua rồi, như vậy là quá đủ rồi. Ý kiến của anh con... giống như cái đó đó. Có hết rồi mà có con cả thì dạ. Cần bạn bè sao tuổi già thôi. Dạ đúng rồi, em đồng ý với ý kiến của anh cái đó đó. Em làm tại nhà không hả ta? Hay là... Dạ em bán online đó, em bán rồi em đi giao luôn. Ồ, không có thời gian à? Dạ em không có thuê. Tại vì... cũng mệt à? Dạ rất mệt luôn, phải nói là rất rất mệt luôn á. Nhưng mà vì em đang... xa vậy? Sao mình không chưa ship à? Tại vì em bán từ nào giờ em đi giao khách quen rồi. Giờ mình kiếm người đi giao, người ta nói nay sao không đi giao mà kêu người ta đi giao, người ta không chịu. Ủa mà em bán gì ta mà phải... quần áo. Dạ. Tại mình cũng kỹ đúng không? Dạ đúng rồi, em kỹ lắm.
Nữa có ảnh về anh chở đi giao. Em cảm ơn. Ủa rồi em ăn uống thì ở nhà tự nấu hả ta? Dạ em đi ở nhà mẹ nấu á, chứ em về cái có đồ ăn. Còn mẹ hôm nay nó cũng 80 hả? Dạ không, nó có 6 mấy à. 6 mấy hả? Dạ. Ủa mẹ nấu đồ ăn cho ăn luôn sướng vậy? Dạ tại vì em cứ chạy ở ngoài không à. Em được khi nào mà em rảnh á thì em vô, nhưng mà hình như rảnh vô biết ít lắm. Tại vì em chạy tối ngày luôn á. Ồ. Dầm mưa dãi nắng dữ lắm, thức đêm thức hôm nữa. Trời. Bởi vậy em mập không nổi là vậy đó. Không có gì đẹp rồi đâu cần mập. Dạ em cảm ơn anh. Bây giờ hai người nói về quan điểm hôn nhân gia đình đi. Không muốn điều gì xảy ra nữa. Thứ nhất là em không thích lăng nhăng. Cái gì em có thể bỏ qua, suy nghĩ có thể bỏ qua. Nhưng mà cái tánh lăng nhăng là em chỉ dứt khoát ngay và liền. Nhậu thì ít thôi, càng ít càng tốt. Em chỉ vậy thôi. Anh thì cũng lâu gặp bạn là phải vài ly. Em rất là sợ, sợ nhậu nhiều, em rất là sợ luôn. Em nhìn người nhậu nhiều người... em sợ lắm. Chị Trinh thì chị hiền á. Thật ra chị sống cũng khép kín lâu rồi. Ở đây thì Phát á, đi thường xuyên giao tiếp nhiều hơn thì Phát có thể mạnh dạn hơn chút xíu. Anh nghĩ rằng là Phát nên chủ động nhiều hơn với người phụ nữ này, có thể giúp họ mở lòng mình ra, mở cửa trái tim mình ra lại. Nếu như mình lấy nhau, gọi là bạn này có thể về nhà ở nhà em được hay không, và có thể làm được cái công việc gì hay không. Nếu mà em được về nhà anh thì càng tốt. Nhà thì ba đứa em thì nó dễ lắm, không sao. Cũng đâu có làm dâu đâu sợ đúng không? Dạ, đúng rồi. Ví dụ như là Trinh với con Trinh về ở luôn được không? Thì đó cũng được, cho mình sắp xếp thôi. Con của Trinh thì cũng lớn rồi. Đúng rồi, thì đó không, em nghĩ chứ không lo phần đó. Không có lo phần đó. Đúng rồi. Mình phải nói rõ nhau hết những cái điều đó ha. Nếu mà mình tiến tới hôn nhân á thì khoảng bao lâu? Chắc khoảng 6 tháng. Có sớm không hay là? Dạ không sao, mình lớn tuổi rồi mà. Đâu có phải tuổi trẻ nữa đâu, để nhiều năm. Đúng. Rồi bây giờ Phát tiến đến cô gái đi. Nắm tay cô gái nào. Chứ mà nắm tay. Nãy anh nghe chuyện em cũng buồn nhiều nên mong sau này nói chung bỏ được bỏ qua. Còn ở chuyện tới nếu mà tụi mình tiến sâu tiến xa hơn thì ok, anh sẽ không có tập lại mấy người trước để cho em suy nghĩ nhiều. Dạ em cảm ơn. Để Huyên hát một bài nào đó tặng cho Trinh đi. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em lại đến thay màu áo mới vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Bấy giờ Toshiba điều khiển từ xa giặt vũ thả ga. Để tay vào nút bấm đi Phát. Em rất mong là hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội, bởi vì chúng ta đã có quá nhiều cái tổn thương và quá nhiều cái mất mát rồi. Thôi thì bây giờ gặp nhau ở trên sân khấu này nó cũng là một cái duyên, một cái định mệnh. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi. Chính thức hai bạn này hẹn hò với nhau rồi đó, nắm tay nhau đi. Em cảm giác sao? Dạ em giờ hồi hộp quá. Đến đây ai cũng hồi hộp không? Chúng anh cũng run ít hơn xíu. Thứ hai mình có cơ hội đứng xa, phía xa hơn không? Thì mong sau này sẽ tốt hơn. Em mong anh nói được sẽ làm được. Anh nói được được. Nhớ nha anh. Em rất là tin tưởng chương trình, cho nên là em hôm nay em đến đây thì cơ hội của mình thì em sẽ cho một lần nữa. Nếu như không chắc thì em không biết sẽ như thế nào. Ok, anh hiểu trên đó. Thì em cứ an tâm. Chúc hai bạn sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến hạnh phúc. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Các bạn sẽ nhận được một phần quà. Chúc mừng anh chị. Chúc hai bạn hạnh phúc. Em đem quà cho chị đi đường này. Đây, đường này luôn. Chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên. Họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà... vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ. Nó chưa có phải thực sự sâu sắc. Thế cái tướng mạo ưa nhìn một chút. Cao tầm khoảng 1m8 trở lên là... Ui. Ôi trời ơi. Em mét nhiêu em sang sảng em nói cho chị nghe thôi. Em mét 72 chị. Mét 72 là quá rồi. Quá rồi, được rồi đó. Ừ, vậy được rồi. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích là một chút xíu. Có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Ừ. Gái.
Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, cách nhau cái hàng rào thôi. Rồi, mình giới thiệu lớn về cho bên kia nghe luôn nha em. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Thanh, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên IT của một công ty lập trình web ở bên ở Vấp. Quê em ở dưới Đồng Nai. Đó là lý lịch trước nhà của nhà trai đó. Rồi bây giờ đến nhà gái chúng tôi, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và chào tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay thì em 32 tuổi ạ. Hiện thì em đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em làm bên trưởng bộ phận quản lý về voucher combo cao cấp của một của công ty du lịch Việt Nam ạ. Rồi bây giờ em nói luôn cái phần ưu điểm nhược điểm của mình đi. Dạ theo em thấy thì ưu điểm của em thì em là người rất là hòa đồng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì em hơi bị nóng tính và nhiều khi em lý. Mời nhà trai. Em có ưu điểm gì? Thì em về cái ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ. Nghĩa là em cũng là một người hay chia sẻ mọi vấn đề lắm. Em cũng hay ca hát. Và điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì em có hút thuốc. Hút thuốc hả? Nhiều không? Cũng tương đối thôi ạ. Bớt hút là được ha. Dạ. Chút xíu thế thì nào đàn gái cũng nói vụ thuốc cho coi. Bạn nữ bên kia là sinh năm 89 đúng không? Dạ đúng rồi anh Linh. Bên đây bạn nam sinh năm 91, nữ lớn hơn 2, trai lớn 1. Sinh năm 91 là tuổi gì Thanh nhỉ? Tuổi mùi ạ. 89 là tuổi gì ta? Tuổi con rắn anh ạ. Rắn hả? Dạ. Tí sụ dùng mèo thình tị ngọ mùi thân dậu thức hợi. Hợp. Hợp. Hợp hả? Hợp. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà... vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ. Nó chưa có phải là thực sự sâu sắc. Nhưng mà nó đã có một cái mối tình nào mà thực sự là tình yêu chưa? Hay là cả ba vài ba mối tình nó đều là như vậy? Em nghĩ thì là cái mối tình gọi như là gần đây nhất của em ấy là cách đây 6 năm. Trời ơi, 6 năm trời. Dạ vâng ạ. Rồi cô gái là người độc thân. Dạ đúng rồi thôi. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Dạ. Dạ nhà gái xin hết ạ. Nhà trai, mấy mối tình thì thông báo cho bên kia biết đi. Em thì trước giờ cũng chỉ có một mối duy nhất thôi anh ạ. Nó cách đây khoảng cũng hơn 6 năm. Mối đó kéo dài mấy năm? Cũng được gần 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Thì nói chung là nó cũng có mâu thuẫn về bên cái tính cách và không cái, hợp, cái luồng suy nghĩ nó khác nhau. Rồi, cho mọi người cũng biết ha. Chào em. Có nghĩa là bây giờ lý lịch trích ngang về tình sử của nhà trai nhà gái rồi gần như nhau. Chỉ có là trên tình bạn xíu, dưới tình yêu xíu đúng không? Và cũng 6 năm trời ăn ở không rồi đó. Vậy thì bây giờ cái mong muốn của em với một cái người bạn gái, bạn ấy sẽ như thế nào? Thì em muốn cái mẫu người bạn gái của em á là một người biết cư xử với mọi người và biết lo lắng cho gia đình. Và thứ hai là có cái đức tính chung thủy. Và có một số cái bên như là không có hình xăm lớn. Và không nói nhiều. Nhưng mà chị hỏi nè, em có thích một người phụ nữ sống lý trí không? Thì cái mẫu người đó thì với em là hợp, là mẫu người mà dứt khoát trong chuyện tình cảm. Vậy thì bên đây chị là 90% rồi đó em. Coi đàn gái coi sao nha. Dạ em chào đàn gái. Dạ. Dễ thương. Thằng trai nhìn qua là thấy ok. Được rồi đó. Em không thích đàn ông có điều gì? Em không thích đàn ông hút thuốc. Tối kỵ đó, tối kỵ đó. Dạ. Anh nói là thế nào dù đâu xảy ra thôi. Rồi chúc hai bạn thỏa thuận với nhau đi ha. Rồi không thích gì nữa? Dạ lăng nhăng nữa anh ạ. Em thì là một người cực kỳ trung thủy. Đúng rồi, bạn kia muốn em trung thủy. Dạ và em đòi hỏi cái sự trung thủy người bạn trai của mình rất cao. Nói chung ai cũng mong muốn sự trung thủy của đối phương cả. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là một người độc lập thôi. Độc lập về suy nghĩ, độc lập về tài chính. Và có những cái gọi như là quyết đoán trong cái công việc lẫn cuộc sống. Rồi còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là em cũng mong muốn một người cái tướng mạo ưa nhìn một chút. Cao tầm khoảng 1m8 trở lên là được. Ôi trời ơi. Em mét nhiêu em sang sảng em nói cho chị nghe coi. Em 1m72 chị. 1m72 là quá rồi. Được rồi đó. Vậy được rồi. 1m8 khó chịu lắm. Vô mà còn phải làm cửa. Em xin lỗi em nói nhầm là 1m68. Phải làm cửa. Em xin lỗi em nói nhầm là 1m68.
mình vô định. Hai yên tâm đi. Rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi mình cho họ gặp mặt nha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi cùng với mẹ em rồi anh chị của em với cả bạn của em ạ. Rồi, rồi có dạ. Gia đình nữa. Xin chào bác, chào cả nhà. Mình có ý kiến thế nào về chàng rể tương lai này không bác? Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Lan. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình có một gia đình nhỏ. Thấy chàng rể tương lai thì cũng được. Ừ. Còn theo quyết định của hai cháu nữa chứ. Dạ. Rồi. Chào con bác. Đây là gì của Lan? Em là Ngọc Ánh, là bạn thân của Lan ạ. À, bạn thân rồi. Dạ. Lan ấy thấy bạn này thì cũng hiền và cũng chững chạc. Tuy nhiên thì hai bạn cứ nói chuyện thêm một thời gian rồi cũng cho mình cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn cả nhà. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi mình anh ạ. À, đi mình hả? Rồi, không sao. Có tất cả những người đang ủng hộ em và đặc biệt là anh đại diện đàn trai luôn cho. Dạ, em cảm ơn. Được rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào! Bắt đầu đi em trai. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có quà chia vui cho tất cả mọi người biết có tặng cái gì nào. Dạ, em là một người rất là thích đá banh. Em xem đá banh và cũng thích đá luôn. Dạ, câu lạc bộ yêu thích của em là Barcelona. Nên là em tặng cho anh một bộ đồ thể thao của Barcelona. Em gái em thích bao bóng em ở vị trí nào? Dạ em tiền đạo anh ạ. Trời ơi, đó tiền đạo luôn hả? Dữ vậy ta. Dạ. Bạn trai có thích chơi đá bóng không? Dạ em thì không chơi đá bóng anh ạ. À, em chơi bóng chuyền. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Anh có sở thích gì? Thì sở thích của anh là ca hát. Rồi ca hát liền luôn. Đến nhân với hôm nay thì em cũng mang đến một bài hát là bài hát Bức Thư Tình Thứ Hai ạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh. Tình yêu khát vọng phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Anh nhớ em, bạn đời ơi. Anh mơ môi sáng tinh xanh, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Hai, bạn gái cảm nhận thế nào? Bây giờ em hát tặng bạn trai lại đi. Dạ, em xin hát một đoạn nhỏ trong bài Tình Ngỡ Là Mơ. Cùng nắm chặt tay, cùng xây đắp ngày mai, nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn. Tìm đến bình yên, tìm đến những vần thơ, tình yêu bên cung đàn ca hát. Rồi những nụ hoa hạnh phúc trong ngày qua, từ trên đôi môi yêu những tiếng cười, cùng nắm chặt tay. em quên mất cái đoạn rồi, được rồi. Hát giao lưu văn nghệ cho nó thoải mái trước khi người ta vào câu chuyện nha. Bây giờ các bạn thật sự thoải mái rồi ha, cảm nhận về nhau đi. Thì thấy bạn cũng khá là xinh. Cái mẫu người của mình là có một cái móc mái tóc dài thì mình rất thích. Anh đi, anh cho nó tình cổ. Anh có thích đi du lịch không? Thật ra thì cũng có ý định muốn đi du lịch thật, nhưng mà để cái thời gian thì cũng chưa có cho phép.
Thế nên là một thời gian sau thì chắc cũng có lẽ cũng sẽ đi du lịch một lần. Tại vì em là người rất là thích di chuyển. Cái sở thích chính là du lịch và đá banh, xem đá banh. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Cũng được. Đá không lại em đâu, em đá bóng này đâu. Thì bây giờ đổi qua đổi lại, nói chung là bạn này thì thêm cái sở thích đá banh, bạn kia thêm sở thích bóng chuyền. Bây giờ ta hẹn hò thế nào đó? Em thì làm việc ở tại quận 1. Thì thời gian làm là có ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Thì cũng có thời gian, nếu như mà ngày cuối tuần có thể hẹn hò là cũng có thời gian. Thì anh, công việc của anh thì cũng làm được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thì cái thời gian nếu mà mình có thời gian rảnh thì cho nhau một cái thời gian nào đó để mình hẹn hò với nhau. Anh có phải là người gia trưởng không? Không, thì bản tính là một người độc lập chứ không có gia trưởng. Nhưng mà mình có thể là bỏ thuốc được không? Cái đó thì sẽ cố gắng hết sức. Anh thấy hai bạn có vấn đề này nè. Bạn gái làm du lịch, muốn có những chuyến đi không dừng lại, muốn khám phá. Còn bạn trai thì ôm cái máy vi tính ngồi trong phòng, bao giờ cũng khô khan với máy vi tính đó. Chắc chắn là hai con người này sẽ là hai cái trạng thái khác nhau hoàn toàn luôn. Để cân bằng điều đó nó mới quan trọng. Thì đối với anh thì cái việc mà không phải là IT lúc nào cũng khô khan, đối với anh thì nó lại khác. Là một người rất là yêu thương động vật và đa số là thích đi khám phá những cái vùng đất mà nó hoang sơ hơn, chứ không phải là IT nó cứ phải lúc nào cũng gắn với cái máy tính. Em có ghen không? Nếu như bạn ấy đi hay em cứ ngồi suốt trong phòng? Thì cái đó thực ra thì bây giờ nó bình đẳng anh ạ. Ừ. Công việc nam có, nữ cũng có. Ừ. Chứ không phải là như ngày xưa là đàn ông đi làm kiếm tiền, bây giờ phụ nữ người ta cũng làm ra tiền. Ừ. Thì bây giờ công việc của ai người đấy làm, mình không thể nào mà vợ tôi đi làm, tôi ở nhà tôi ngồi tôi ghen. Không có, vợ mình cũng làm ra tiền như mình, tại sao mình ghen làm gì? Rồi được, vậy thì được đó. Quá hay. Em hãy đứng lên đến nắm tay bạn gái. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói lên cảm xúc của mình với người đối diện. Thì đến với lần này thì coi như là mình duyên với nhau. Thì anh mong là mình cho nhau một cái cơ hội mà mình có thể tiến đến cái tương lai. Thì anh mong là anh có thể dẫn em đi trong những chuyến mình mới của em. Em thì chỉ có một cái mong muốn là anh bỏ thuốc thôi. Tôi thấy ổn rồi đó. Phấn khởi đấy. Vấn đề là bỏ rồi thuốc đây. Thôi. Bỏ được không? Từ từ bỏ nhỉ. Từ từ bỏ nhỉ. Để tay nút bấm đi các bạn. Đã lúc ta đưa ra quyết định của trái tim mình. Suy nghĩ thật kỹ. Đây là cái duyên để xem có nợ với nhau hay không. Hãy làm đúng những gì trái tim mách bảo nha. Rồi, 1, 2, 3. Chúc mừng, trái tim là đỏ. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ có mẹ và gia đình bạn gái ở đây. Mình hãy nói gì và hứa gì đi với gia đình đi. Đây. Để mà nắm tay được con gái bác như thế này thì con cũng mong là bác cho con một cái cơ hội để hai đứa con tìm hiểu nhau, tiến được tới hôn nhân thì nó lại càng tốt ạ. Thì em cũng mong muốn là mình sẽ bắt đầu được một mối quan hệ nghiêm túc và có thể là đi xa hơn. Và bây giờ thì bạn trai nào, bạn đặt một cái gọi là đánh dấu á, đánh dấu mối tình của mình. Con cũng xin phép bác con được hôn con gái bác. Đấy, mẹ xúc động khóc luôn kìa. Đây là những món quà mà chúng tôi dành cho các bạn. Con cũng thấp cho nên anh đứng. Mai mốt mà ví dụ về có ấy là nòi giống nó cũng cải thiện chứ. Cải thiện nòi giống đúng không? Dạ. Thành nghe chữ anh trai mưa Thành bị thốn tim không? Cảm giác sao nè? Cảm giác còn có cái gì đó suy nghĩ ạ. Suy nghĩ đúng không? Dạ vâng. Chút xíu hỏi nha, chút xíu mở rào cái mình hỏi liền. Mở rào. Nếu như mà em học xong rồi á thì định hướng công việc của em như thế nào? Em ở đây hay là về quê? Hay là theo anh? Hay là theo anh? Đó, đúng rồi đó. Mời nhà trai.
Rồi, mời em trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Trời ơi, cô bé xinh xắn quá. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên đến với chương trình thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ phía bên kia cùng toàn thể các khán giả ở trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Mai Duy Thành, sinh năm 1993, năm nay 27 tuổi. Thì cấp bậc hiện tại là trung úy, chức vụ là chính trị viên đội xe tổng hợp. Hiện đang công tác tại trung đoàn 935, sư đoàn 370. Hiện tại đơn vị đóng quân tại địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì về quê quán của tôi thì tôi sinh ra tại Quảng Bình, lớn lên tại Lâm Đồng và hiện đang công tác tại Biên Hòa. Bây giờ mình hết rung chưa nè, mình tự giới thiệu về bản thân mình. Dạ, dạ con chào cô, con chào chú Quyền Linh, con chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây và chào anh bên kia nhé. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Hoàng Anh. Năm nay con 20 tuổi, hiện tại con đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành dược. Con đang học tập tại Bình Dương và quê quán của con thì dạ, con ở Quảng Trị. Quảng Trị á? Dạ. Quảng Trị. Nhưng mà cô hỏi nè, lý do gì mà hôm nay con lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Mới có 20 tuổi thôi mà. Dạ, tại vì lúc mà con đăng ký thì con nghĩ là sẽ khoảng 3 đến 4 năm mới tới lượt mình, thì con đăng ký trước kiểu là dành chỗ cô. Dành chỗ. Cái may mắn sao chương trình gọi và con cũng đăng ế nữa. rồi ngày hôm nay á, là lúc mà khi mà con có biết là mình đăng ký là mình sẽ đăng ký ở cái số đặc biệt dành cho các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam không? À dạ con biết, con biết. Con cũng thích về. Nguyện vọng của con là con yêu chú bộ đội đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Lý do? Điều đầu tiên con thấy là trung thủy, làm việc kiểu nghiêm túc. Ông qua đây đi, tôi nói ông nghe nè. À, qua bản coi nha mặt gái luôn hả? Trời ơi bé gái đúng không? Bé gái 20 tuổi và rất là đáng yêu. Trời ơi. Xinh xắn. Đẻ dữ vậy con, quá xinh luôn vậy đó. Đó. Mặt nét lắm nha. Con cảm ơn chú. Nhưng mà sao hồi đó giờ con có người yêu chưa? Dạ con cũng nói thiệt là tính tại hiện tại là con cũng được 20 năm là độc thân FA. 20 năm FA hả? Đó, 20 tuổi cái là con chưa có người yêu luôn. Dạ đúng rồi, chưa cờ rớt hay là kiểu đồ này kia luôn. Thực sự mấy chú nhìn đó. Hôm nay tôi rất là tự tin về được cái bên đàn gái nhà tôi ha. Chú bộ đội đây để coi tình yêu chú thế nào. Em trai, có mấy mối tình rồi? Thưa anh Quỳnh Linh thì em trải qua được 2 mối tình rồi. 2 mối rồi, mối thứ nhất là mấy bao lâu? Dạ mối thứ nhất thì được khoảng hơn 1 năm. Mối thứ hai trải qua được khoảng 6 tháng. Lý do chia tay vậy? Dạ về lý do chia tay thì thật ra là cơ bản là vì khoảng cách xa nhau. Thì đối với mối tình thứ nhất thì cô gái đó thì ở tại Lâm Đồng, còn em thời gian đó thì học ngoài Hà Nội. Trời ơi gì? Sao mà cách lòng hả? Gái ở đâu vậy? Con ở đâu con? Dạ con ở Quảng Trị. Tức là quê là ở Quảng Trị. Nhưng mà hiện nay con ở đâu? Bình Dương. Bình Dương chỗ nào? Thủ Dầu Một. Thủ Dầu Một có gần không? Dạ cũng không xa lắm ạ. Rồi vậy được, vậy khỏe re rồi. Chào cưng. Trời ơi. Nhìn em như vậy nghĩ em cỡ 22 tuổi thôi. Thật sự chàng trai rất là trẻ trung luôn ha. Em tưởng tượng cô bạn bên đây như thế nào? Dạ vừa rồi thì em có nghe giọng nói thì em thấy giọng nói bạn khá là dễ thương ạ. Quê gốc em ở đâu? Dạ quê gốc của em ở Quảng Bình ạ. Quảng Bình. Dạ bên kia Quảng Bình Trị. Với Quảng Trị gần nhau không? Dạ sát nhau ạ. Sát nhau luôn hả? Dạ vâng ạ. Ồ vậy là hay quá. Em có điểm mạnh điểm yếu gì thông báo cho bà mối biết đi. Dạ về điểm mạnh của em thì mang tính chất đặc thù công việc thì em có trách nhiệm cao đối với công việc. Hai là tỉ mỉ cẩn thận. Thì về tính cách cá nhân của em thì luôn lạc quan, vui vẻ, hòa đồng, ghen đúng lúc đúng chỗ và có lý do của nó. Vâng. Rồi cái thôi bây giờ để mình nghe cái ưu khuyết điểm của bạn nữ nghe. Sao nè, con nói cho bạn bên đây nghe nè. Dạ ưu điểm của con là biết nấu ăn, sống trong là gọn gàng, ngăn nóc, sạch sẽ. Rồi biết đàn, rồi biết hát. Cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Con có một cái ngoại hình khuôn mẫu nào không? Thích nét của Hàn Quốc hay là của Hường Công hay là của diễn viên điện ảnh Quyền Linh? Con thích kiểu Việt Nam, kiểu rắn chắc, mạnh mẽ, khỏe mạnh thôi. Vậy đó. Cao hơn con. Con cũng thấp cho nên anh đứng mai mốt mà ví dụ về có ấy là nòi giống đó, cũng cải thiện chứ. Cải thiện nòi giống đúng không? Con mét nhiêu nè? Dạ con mét 3. Bên đây nhiêu em trai? Cao mét mấy? Dạ thưa anh Quyền Linh thì em cao 1m69,9 ạ.
Bạn nói là những cái mà mong muốn của bạn gái về cái hình mẫu người con trai đàn ông như vậy thì em thấy em tương thích là bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ thì chắc cũng khoảng được ít nhất là 70% ạ. Cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Thì thật ra từ hồi giờ thì em chưa xây dựng cho mình một cái hình tượng, một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Em vẫn nghĩ là quan trọng nhất là về vấn đề tình cảm. Nhưng mà ngoài ra thì em vẫn hy vọng là người bạn gái của em về ngoại hình thì cũng dễ nhìn một tí. Đừng quá xinh quá. Đừng quá xinh hả? Trời ơi. Tại vì đôi lúc do cái đặc thù công tác của tụi em á, thì đôi khi thì người ta ở ngoài thì có thời gian dành cho bạn gái, nhưng là tụi em lại đang bận hôm đó là phải đi trực. Không được xinh quá tại sợ không lo được rồi mất công ghen hả? Trời, mệt, thương không? Dạ, vâng. Mệt mỏi. Thôi, thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, thưa anh Quỳnh Linh thì hôm nay đi với em thì có thủ trưởng và các đồng chí đồng đội cùng công tác tại trung đoàn 95. Mời thủ trưởng có ý kiến ạ. Kính thưa chương trình, kính thưa anh Quỳ Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể các vị khán giả đang ngồi trong trường quay cũng như là các bạn khán giả trên màn hình nhỏ. Tôi tên là Nguyễn Văn Công, hiện tại đang là cán bộ quản lý chỗ đồng chí Thành. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì trước tiên thì xin phép có đôi lời về chỗ đồng chí Thành. Về đồng chí Thành thì tính cách rất là vui vẻ và hòa nhã và không bao giờ có nóng nảy gì hết, nhẫn nại và kiềm chế rất là tốt. Đấy, thật sự đó là một cái ưu điểm mà tôi thấy. Và cái khuyết điểm nổi bật mà của đồng chí Thành đấy là e dè trước phụ nữ. Đối với anh em con trai đồng chí đồng đội rất thoải mái, nhưng trước mặt phụ nữ là nhút nhát. Và đó chính là lý do mà đồng chí Thành có mặt ngày hôm nay. Và về bạn gái ở đây thì theo cảm nhận của tôi thấy là rất là hợp với chỗ đồng chí Thành. Cũng mong là trong đơn vị chúng tôi là có một hậu phương vững chắc và an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin cảm ơn. Cảm ơn thủ trưởng. Con đi với ai nè? Dạ, hôm nay con đi với anh trai Mưa và một vàng em gái Mưa. Anh trai Mưa với em gái Mưa luôn? Một vàng em gái Mưa của con. Một vàng em gái Mưa của con. Còn sấm sét đồ này kia là mới bấm nút sau mới gặp sao cô. À, anh đó là anh trai Mưa hả? Sao lại là anh trai Mưa? Thì hai đứa gặp nhau dưới mưa. Như là nãy bạn Quyền Anh đã nói rồi, là anh trai Mưa và mấy bạn đi chung ở đây. Dạ, thì còn có đôi lời nhận xét tới bạn Hoàng Anh. Dạ, bạn Hoàng Anh là ngoan rồi, hạt hà, tốt bụng, từ lúc cũng giúp đỡ mọi người xung quanh. Dạ, em ấy học thì rất là giỏi. Dạ. Còn nhận xét bên anh trai bên đây thì nhìn là đẹp trai. Đẹp trai ha. Dạ. Con cũng sao cũng mong là hai bạn hôm nay thì sau chương trình thì giờ cho nhau khoảng thời gian để mình tìm hiểu thêm. Sau đó thì mong mà hai bạn cũng đến nhau một cái hạnh phúc tốt đẹp. Dạ, rồi. Cũng cảm ơn. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Thành nghe chữ anh trai Mưa Thành bị thốn tim không? Cảm giác sao nào? Cảm giác còn có cái gì đó suy nghĩ ạ. Suy nghĩ đúng không? Dạ vâng. Chút xíu hỏi nha, chút xíu mở rào cái mình hỏi liền. Mở rào ông mới lau mồ hôi quá à. Tôi đứng kế bên mà tôi cũng bị mồ hôi nè. Rồi mở rào. Để tặng quà nào. Bắt đầu đi Thành. Dạ. Tới luôn, bay tới. Anh chào em. Dạ. Hôm nay thì lần đầu tiên được gặp em, anh có một lẵng hoa với lại một quyển sách. Để trong sách anh có viết vài dòng. Dạ, em cảm ơn. Rồi để đây con, để đây, rồi đó. Nhận sổ nè, rồi trao quà của mình luôn. Vậy rồi em cũng có một món quà nhỏ thì tặng đến anh, là em nghĩ cái này không có lớn lao nhưng mà khi anh cần là có nó liền. Anh cầm ở đây. Cái gì vậy? Mở ra đi con, cái gì con? Đây đây là kiểu dụng cụ y tế, mỗi lần anh cần cái gì là nó có. Rồi hai bạn ngồi đối diện với nhau tâm sự đi. Đó, mình cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Anh nói trước đi, hiện tại em run em không có nói được gì. À, không sao đâu. Thật ra thì vừa rồi thì em có giới thiệu về anh trai Mưa thì anh cũng có hình dung một cái câu hỏi, tại vì anh có suy nghĩ mà, thì không biết là anh trai Mưa của em thì tại sao mà hai người thân với nhau rồi có cái tên là anh trai Mưa? Gọi anh trai Mưa kiểu một cách vui thôi chứ không có kiểu
anh sợ kiểu mối quan hệ này kia đúng không? Dạ không, chứ không phải là kiểu có mối quan hệ gì đó mờ ám là ấy em. Thôi ấy thôi đó mà. Thật ra thì anh chị hỏi thôi để mình giải đáp cái suy nghĩ trong lòng anh thôi. Thì thật sự thì anh nghĩ cũng chỉ là một người anh trai rất là thân với em. Bây giờ nào nói cái cảm giác về nhau đi. Bạn thì em thấy sao? Dạ con thấy anh khá trẻ so với tuổi. Ngoài hình ưa nhìn, con sợ trắng quá cái đứng với con nó bị chạch. Thôi bây giờ con rung quá không? Con không nói được cái gì nữa cô ạ. Rung quá hả? Đâu dạ. Có gì đâu rung. Người chủ động trước á Thành. Nãy giờ là em rung dữ lắm á. Nói mà hổn hển luôn á. Dạ. Em cảm ơn sự gợi ý của chị ạ. Thì thật ra thì hôm nay đến với chương trình lần đầu tiên gặp em thì trước tiên thì nghe giọng nói của em rất là dễ thương. Thì sau khi được nhìn thấy mặt á thì thấy em rất là ngoại hình cũng như là giọng nói luôn, dễ thương như nhau. Em cảm ơn. Bây giờ ví dụ Thành nói đi, nếu như vậy em học xong rồi thì em sẽ ở đây hay là em về quê như thế nào? Tính tương lai coi nè. Nếu như mà em học xong rồi á thì định hướng công việc của em như thế nào? Em ở đây hay là về quê? Hay là theo anh? Hay là theo anh? Đó, đúng rồi đó. Con trả lời liền, con có 3 option đó. Con học xong thì con sẽ ở đây làm việc luôn. Rồi cái option thứ 3 được không con? Theo anh nhưng mà phải để xem tình hình như nào. Mọi người xung quanh luôn đánh giá anh là một người tin tưởng. Còn về tương lai thì anh suy nghĩ như thế này. Thì cuộc đời có 3 giai đoạn: tiền vận, trung vận và hậu vận. Tiền vận có thể mình khó khăn một chút, nhưng mà quan trọng anh thích về hậu vận. Yeah. Mình được thoải mái, hạnh phúc. Đó, tư tưởng đó là tư tưởng cực kỳ để cho con tin tưởng. Bây đó. Giờ tiến yeah. tới nắm tay bạn gái ha. Yeah. Hỏi em, theo em thì khoảng bao lâu mình sẽ bước tới, tiến tới hôn nhân gì đó. Em thế nào đó, nắm tay bạn gái. Mời cho em nắm tay nha. Đây là cái nắm tay đầu tiên của con đó cô ạ. Cô cảm nhận là cô yên tâm rồi đó. Đây anh diễm phúc lắm được nắm tay em. Đây là anh là người đầu tiên nắm tay em đó. Thì coi như là anh chủ động. Đối với bé này á, là Thành là cái diễm đầu tiên hết trơn. Dạ, dạ đúng rồi. Đó, đó con đứng lên với anh đi. Rồi em sẽ hát tặng anh và mọi người ca khúc mà anh có về Quảng Trị với em không. Wow hay quá. Rồi truyền lửa đi Thành, truyền lửa đi cho em nó bớt rung nè. Anh có về Quảng Trị với em không? Trong bão tám nghe gió lao quạt lửa, mảnh đất miền Trung công như đón gánh mẹ. Suốt một đời dài dầu với nắng mưa, anh có về Quảng Trị với em không? Từ thành cô từ bao đời trầm măng, mùa thu đến trong veo dòng thạch hàn, ngon dòng hò trống vân và đầy vơi, giữa mênh mông nghe sóng biển vỗ bờ, hướng mâm lúa đập đứng dậy, chiến tranh qua mà hố bom còn đầy, tháng năm dài chẳng lập nổi đau thương. Dạ rồi. Con xin hát ạ. Để em xin hát một đoạn của bài Từ Đó của Phan Mạnh Quỳnh. Thật sự thì em hát không có hay. Hồi bé thì ở nhà lâu lâu cũng hát. Nhà em thì cũng có nuôi chó với mèo ấy. Mà hát xong rồi nó bỏ đi luôn. Không sao, tới mới lập là được. Nhưng mà em ở lại là được rồi. Bây giờ anh đang nắm tay em mà sao em chạy được đúng không? Em bình tĩnh nha, đừng chạy. Và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hòa vào cây, vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng. Trong bài ca ta viết thân thang. Dễ thương mà. Nãy giờ mình có thể nói chuyện vui, nhưng đã đến lúc chúng ta phải xem, kiểm tra lại thật
kỹ con tim của mình nha các bạn. Đừng để người khác hiểu lầm mình. Bấm bằng cả trái tim. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Đồng nghiệp luôn. Tặng một cái đồng nghiệp luôn. Thật sự là hai trái tim rung động một lúc và cùng một nhịp luôn đấy. Bây giờ Thành nó thành hình của máy đi, coi như là cha mẹ của Thành với cha mẹ của bạn gái mình đó, Hoàng Anh đó. Nhân dịp hôm nay thì tham gia sự kiện, một sự kiện cũng hiếm được gặp, đó là lên sóng truyền hình, được gặp gỡ bé Hoàng Anh, thì con xin phép cô chú cùng gia đình thì cho con được hôn lên má bé Hoàng Anh một cái. Nào, cái này là sẽ ghi vào lịch sử, sau này cứ mở YouTube lên là thấy cái khúc này nha. Vén tóc nhẹ nhàng lên Thành. Tấn công. Nào. Có đồng ý không? Rồi. Chiến đấu. Làm gì nhắm mắt chứ. Có. Rồi, Thành. Mạnh dạn lên nào. Cái gì đầu tiên cũng phải một cặp mới được. Đầu tiên là phải một cặp. Ủa, con. Đầu tiên là phải một cặp. Bên đây nữa ta phải bình tĩnh từ từ nào đúng không? Đầu tiên phải bình tĩnh nào. Trời ơi đáng yêu làm sao á. Dù của anh trưa trời mưa em gái mưa gì đó cũng bỏ qua một bên luôn. Ha, băng qua giông bão mà tiến tới. Nào chúc hai bạn hạnh phúc. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. Dạ. Dạ, được rồi. Đừng buông tay nhau, cứ nắm chặt lấy tay nhau nha. Từ từ. Hai đứa đẹp lắm á. Chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Nhìn họ rất là trẻ trung, có thể nói là hai gương mặt cũng rất là hợp với nhau. Hy vọng rằng họ sẽ sớm báo tin vui chúng tôi quý vị nha. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Dạ, con thích bạn trai da ngâm ngâm. Có gia trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có gia trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có gia trưởng đúng không? Dạ vâng. Mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn? Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ. Còn sao, còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn hả Vũ? Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Nó đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó. Trứng luộc. Gạo luộc. Rồi nhà trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu mình. Lời đầu tiên em gửi lời đầu tiên đến với chương trình, em gửi lời chào tới chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Ngọc Vũ. Em sinh năm 1995. Sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện em đang công tác tại đơn vị ban kỹ thuật trung đoàn 935, sư đoàn 370. Em công tác cụ thể là gì? Em bên bộ phận tác chiến điện tử. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, anh Vũ bên kia và toàn bộ khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Thu Thảo, em đang là nhân viên văn phòng tạm thời thôi. Em vừa mới tốt nghiệp đại học và đang chờ bằng để kiếm một công việc tốt hơn. Dạ. Mình vừa mới tốt nghiệp đại học. Vậy là năm nay con nhiêu rồi? Dạ, con 23 tuổi, con sinh năm 97. Trẻ quá trời luôn. Nói chứ 95 là cũng đến tuổi cặp kê. Vũ có điểm mạnh điểm yếu gì nói cho đàn gái nghe đi. Điểm mạnh của con là vui vẻ hòa đồng. Con nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi? Dạ vâng. Vì con có học qua nấu ăn rồi. Rồi quá giỏi, đàn ông biết nấu ăn là giỏi rồi. Gì nữa Vũ? Dạ, chăm sóc chu đáo. Chăm sóc chu đáo. Chăm sóc ai chu đáo? Chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình. Chăm sóc em được không anh? Được. Được, nó lớn lên. Được cho em. Sao Thảo lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ, tại con thì ngày xưa nó lớn lên, nói lớn cho anh nghe coi, anh đã coi. Dạ, ngày xưa thì con cũng từng thi vào quân đội công an, tại vì con cũng rất là yêu thích ngành này. Nhưng mà không có duyên á, không đủ điểm, cho nên là con đã trẻ hướng khác và thi vào Học viện Hành chính quốc gia. Thi vào bộ đội chắc là ốm quá không nhận đúng không? Sức khỏe không đủ gì đúng không? Dạ không, sức khỏe tốt coi. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của con là gì nè?
Dạ, về điểm mạnh thì con nghĩ mình là một người vẻ, dễ hòa đồng và năng động. Còn về nhược điểm thì con có một xíu hơi hay quên, với lại cũng hơi là nhạy cảm. Nhạy cảm là sao? Dễ khóc dễ cười hả hay sao? Dạ, cũng sáng nắng chiều mưa. Dạ, chưa áo khóc gì đó. Vậy đó hả? Dạ. Có hay ghen không? Dạ, cũng tùy trường hợp ạ. Rồi con thích cái mẫu người đàn ông của mình sao? Con thì thích một người con trai trưởng thành, không hút thuốc, có thể là uống bia rượu, nhưng mà đúng lúc và có chừng mực. Khi anh ở nhà thì anh có thể phụ giúp với em. Là phải mình, hỗ trợ cho em đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao con? Con thích đàn ông ngoại hình thế nào? Dạ, con thì thích bạn trai cao hơn con. Cao hơn con? Dạ, con cao mét mấy? Dạ, con cao 1m66. Trời, quá dữ luôn, đầy mét mấy? Mét 74. Được. Trời ơi, ngon lành. Nhẹ nhàng thôi, 74 nhẹ nhàng. Trời ơi. Rồi yêu cầu con gì? Ngoại hình đàn trai thế nào nữa? Dạ, con thích bạn trai da ngăm ngăm. Có da trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có gia trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có gia trưởng đúng không? Dạ vâng. Rồi còn Vũ, Vũ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ muốn tìm một cô gái mà không cần xinh lắm, biết chia sẻ công việc với mình, biết hiểu mình, chăm sóc mình tốt. Ngoại hình sao? Chiều cao thấp hơn mình là được rồi. Thấp rồi đó. Dạ. Rồi con có mấy mối tình rồi Vũ? Dạ, có 2 mối tình. 2 mối hả? Dạ vâng. Sao chia tay? Dạ ở ta là chia tay vì khoảng cách xa. Bạn này con ở đâu? Thảo ở. Thảo ở đâu vậy? Dạ con sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Hiện tại thì con đang học tập ở Sài Gòn. Đây đang ở Biên Hòa đúng không? Dạ. Cũng không xa. Con có một cái yêu cầu thêm gì nữa ở người bạn trai của mình không? Nếu mà bạn trai bên kia có một nụ cười đẹp thì cười tươi, thì cười tươi. Dạ thì con nghĩ là những người như vậy thì thường là vui vẻ, hòa đồng và họ sẽ năng động. Ai cũng cười tươi hết con. Thích có răng khẩu như con không? Dạ. Răng đều đẹp rồi. Răng đều đẹp thôi. Ừ. Mà mình có mấy mối tình rồi Thảo? Con thì cũng từng có một mối tình. Một mối tình sao chia tay? Dạ thì cũng là yêu xa, khoảng cách xa quá. Dạ niềm tin không có đủ lớn. Với bạn đó phản bội con và có cô gái khác. Trời, dạ cho nên là con đã kết thúc. Đây cô gái xinh đẹp gì mà phản bội thì tội nghiệp. Cô chủ động kết thúc. Mấy chú trong quân đội, tại vì trong quân đội là đầu tiên phải rèn rũa, là một kỷ luật. Kỷ luật, kỷ luật thủy chung đó. Son sắc. Đó. Thôi mình cứ yên tâm đã nha. Rồi. Ha. Qua coi đàn trai đi, đàn trai cao ráo 1m74 ha. Để coi nghe. Tóc tai hết gọn gàng ha. Hiền lành, chất phác. Đó. Chào Vũ. Dạ chào cô. Ừ. Sao nè Vũ? Nãy giờ Vũ nghe bạn này bạn đòi hỏi vậy, Vũ thấy mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn. Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ. Còn sao, còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn nha Vũ. Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Dạ, Vũ cười có răng khểnh không? Dạ không có. Không có răng khểnh hả? Đâu muốn mua răng khểnh gắn vô có gì đâu sợ. Ủa thì tôi có nói gì đâu trời. Khó khăn thiệt á. Thì Vũ, muốn yêu bữa nay Vũ đi. Bữa nay Vũ đi với ai vậy Vũ? Hôm nay em đi với các đồng chí đồng đội. Các đồng chí đồng đội. Với thủ trưởng của mình. Đâu thủ trưởng, xin mời thủ trưởng bên Vũ. Xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tới ban biên tập chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin kính chúc anh Quyền Linh và chị Hồng Vân sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Lời đầu tiên thay mặt cán bộ chiến sĩ trung đoàn 935 muốn nói là em gái rất là dễ thương, thông minh, sắc sảo. Em rất tuyệt vời. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Vũ nghe chưa? Vũ nghe chưa? Còn về đồng chí Vũ của đơn vị chúng tôi thì đồng chí Vũ là một người rất là hiền lành, hơi nhút nhát nhưng chuyên môn nghiệp vụ rất là giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Còn trong cuộc sống thì đồng chí luôn quan tâm đến bạn bè, đồng chí đồng đội. Đồng chí là một người tốt, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Còn đến với chương trình hôm nay thì chúng tôi rất mong muốn hai bạn sẽ dành cho nhau nhiều tình cảm hơn nữa, tiến xa hơn nữa, đặc biệt trong thời gian gần nhất đơn vị và chương trình sẽ nhận được thiệp hồng mang tên hai bạn. Xin cảm ơn. Rồi, hôm nay bạn Thảo đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với hai người bạn thân thiết của em và em rất muốn nghe được sự chia sẻ của hai người bạn ạ. Dạ, lời đầu tiên thì con xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Con tên là Phương, con là bạn thân của Thảo, cũng thân cũng gần 10 năm rồi. Dạ, thì Thảo, nhận xét trước về Thảo thì Thảo rất là hiền, chuẩn người phụ nữ gia đình á. Nhưng mà bị cái là hơi hay quên chút. Nên là nhiều khi anh mà làm nó giận là nó cũng không nhớ đâu.
Dạ. Nghe anh nói là anh có nấu ăn được thì bù cho Thảo, tại vì Thảo nấu ăn thì vẫn được nhưng mà nó không được khéo cho lắm. Nấu đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó. Luộc. Luộc. Gạo luộc. Dạ. Trời ơi, thì cũng tương. Mà nó... Dạ, nói chung là anh Thảo là rất là hiền. Nhận xét về bên bạn này á Thảo, thì anh này đẹp trai, chuẩn gu của Thảo, cao to đen, còn hôi hay không thì chưa biết. Tại là Thảo phải thử. Nếu như mà được á thì hai bạn có thể là cho nhau cơ hội, tại vì mình gặp ở đây là duyên trước đã. Hai bạn cảm thấy nếu như mà là nửa mảnh ghép của nhau thì mình sớm có tin vui. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Áp lực quá ha. Nghe bạn nói xong áp lực. Mở rào. Mở ra. Con chờ mở xong cầm. Rồi, bắt đầu đi. Rồi, đã, đứng lên tặng nè. Để chờ anh. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Dạ. Đâu, quà sao, nói ý nghĩa coi. Nói ý nghĩa coi quà là cái gì nè. Mở ra. Dạ, quà là cái ly... Cái ly, bởi vì cái ly hay dùng thường xuyên nên mỗi lần dùng thì nhớ tới người mà đồng hành cùng với mình. Thảo tặng gì con? Dạ con tặng một cuốn sách có tên là Đúng Việc, thì hy vọng là anh cũng sẽ chọn được đúng người. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ dạ em chào anh, em cảm nhận là thấy anh khá là điển trai. Em rất là thích cái điểm đó là anh nấu ăn rất là ngon. Hồi nãy thì em có nghe anh chia sẻ là lý do anh chia tay á là do khoảng cách xa quá. Thì không biết là khi mà em hiện tại thì trước mắt thì chắc em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn, mà anh thì anh ở Biên Hòa. Vậy thì không biết là mình cũng có khoảng cách, cũng hơi gọi là cũng có xíu khoảng cách địa lý một xíu. Thì không biết là ví dụ như trong một tháng thì anh có thể lên gặp em được mấy lần? Nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho phép thì thứ bảy chủ nhật anh sẽ chạy lên Sài Gòn để thăm em từ 1 đến 2 lần. Trừ những hôm mà anh trực không để thăm em được thì anh sẽ nói cho em nghe. Vì nhà anh ở dưới Biên Hòa nên có thể anh sẽ ở Biên Hòa luôn. Em có thể lập nghiệp xong, em có công việc, em đang làm công việc tốt mà em có thể xuống Biên Hòa ở cùng với gia đình anh. Em tiến tới hôn nhân rồi. Cưng dễ sợ cưng. Em cũng nghĩ là hiện tại thì trước mắt em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Nếu như ở dưới Biên Hòa có công việc phù hợp thì em cũng linh động và chủ động có thể xuống ở gần anh hơn. Thì dĩ nhiên là em vẫn sẽ thích ở gần người yêu của mình hơn. Còn về vấn đề mà mình sống chung hay sống riêng á, hoặc là ở chung với bố mẹ hay không á, thì em cũng không có ngại việc làm dâu. Nhưng mà em rất là mong muốn là hai đứa mình có thể ra ở riêng với nhau và vẫn có thể chăm lo được cho bên nội và bên ngoại. Em hiểu tính chất công việc của anh, những lúc anh bận hay gì kia thì em có thể chủ động, nhưng mà ngược lại thì anh cũng không thể như vậy mà ỷ y được. Tại vì em dù sao cũng là con gái, em cũng không thể nào chủ động mãi trong một cuộc tình được. Nếu như về sau này chỉ còn là một mình em chủ động thì em nghĩ là nó đi tới hồi kết rồi. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái nói đi, chủ động thử nào. Đủ phải chứng minh cho cổ thấy là mình không phải là cái người mà thụ động. Lên nào đó. Nắm hai tay luôn. Đó, nhìn bạn gái, nhìn thẳng vô bạn gái. Mạnh mẽ lên nào, chủ động lên nào. Tấn công. Quyết chiến quyết thắng. Nếu mà tìm hiểu nhau mà thấy kiểu hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. Tính của anh thì nói chung là nhát gái. Không chung nhát cái gì, nhẹp. Chỉ có nhát gái thôi. Nhưng mà về cách thể hiện trong hành động mà công việc này nọ thì anh hành động tốt. Em là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, nói chuyện nhẹ nhàng. Chúng ta tìm hiểu nhau, anh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo, kỹ càng cho em. Em tin tưởng anh vì nếu mà anh yêu ai thì chỉ yêu một mình, không có kiểu mà nhắn tin nhiều người. Vậy là chỉ có một người trong lòng thôi, không bao giờ so sánh cô gái của mình với bất kỳ ai. Anh sẽ chủ động trong tất cả mọi việc, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Dạ, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh nếu như mình có duyên về sau. À, hay quá, hay quá. Rồi, ok.
sẵn sàng. Sẵn sàng nha, bây giờ nghe đếm nghe. Chúng ta phải làm theo sự mách bảo của con tim. Con tim của mình sao là mình cứ làm y vậy đi. Ừ. Rồi nè, 1. Không thích không cần bấm. 2. 3. Trời ơi, bấm mà bấm cùng nhịp luôn, tôi nói cho ông biết. Cách cách. Ok con. Mặt xanh lét hết trơn. Con chọn lựa như vậy là sáng suốt. Trời, mặt còn chút máu. Xanh hết trơn. Làm sợ dữ Vũ. Nắm tay cái coi. Nắm tay nè, bây giờ là Vũ mạnh mẽ lên nè con. Hít hơi thật sâu vô nào. Cháu chào hai bác. Con tìm hiểu Thảo thì cháu thấy hai người đó hợp tính nhau. Cháu mong hai bác cho hai cháu được tìm hiểu nhau và quen biết nhau tiến tới hôn nhân, dài lâu tiến tới hôn nhân. Con xin bác cho con hôn Thảo một cái ngay mẹ. Đúng rồi. Hôn cái rồi. Xin hai cái đi. Cái ly của anh là lúc nào cũng cầm theo nghe không? Dạ. Uống riêng nha, đó để nhớ tới anh nha. Dạ, Vũ bây giờ chủ động Vũ. Nào? Chủ động lên Vũ, mạnh mẽ lên Vũ. Cho anh xin cái nữa. Đó. Thương gì đâu, cưng quá rồi nè. Để nên chủ động, xin là phải làm liền, xin là phải làm liền. Đó, trời ơi. Không nghe lỗ tai nhộn chết luôn hả? Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Nắm tay đi, nắm tay đi, nắm tay xuống chào đi. Chào mọi người. Chào coi chào. Chào mọi người. Dễ thương quá. Bây giờ mình mới biết được rằng là những cái rung động đầu đời đó nó khó tả lắm. Mà đáng yêu mình lắm. Nó đáng, rất là đáng yêu. Xem là những giây phút này á, chúng ta cảm giác rằng nó cuộc tình nó trong veo đó. Nó gần như là còn nguyên vẹn đó. Đúng rồi. Rất là dễ thương. Hãy giữ lấy những khoảnh khắc đó để chúng ta có thể có động lực hơn trong tình yêu. Và hãy giữ những khoảnh khắc đó để tiến xa hơn trong đường hạnh phúc. Và hy vọng rằng trong thời gian rất ngắn, hai bạn sẽ hiểu nhau và về chung một nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình ha, ví dụ như mà về làm dâu á, thì nếu như mà có một cái vấn đề xảy ra thì anh sẽ nghe theo gia đình anh hay là em sẽ bên vực em hay sao đó? Nếu như mà các em mà có phần đúng nhiều hơn thì đương nhiên là anh phải bên em rồi. Anh thì không có theo cái cạnh là người nhà phải bên người nhà, không có. Hai đứa muốn sinh mấy đứa con? Theo mẹ suối. Mẹ suối? Dạ, theo mẹ suối là nếu mà có cưới về thì hai đứa cứ làm hai đứa trước đi, rồi nuôi một lượt. Chứ đừng có mà sanh lẻ lẻ rồi nuôi sau này cực lắm. Bây giờ thì cô gái thứ hai đã ngồi sẵn sàng đây và chờ đợi chàng trai của mình. Tường sẽ ra và dẫn chàng ấy vào. Đây, ngồi vào đây nha. Chúng ta có thể tháo mặt nạ của mình ra. Rồi, giới thiệu về bản thân mình đi. Mời em gái. Dạ, em tên là Đào Thị Trúc My. Năm nay em 22 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. My đang làm công việc gì? Em đang giữ khoảng vài đứa trẻ ạ. Giữ vài đứa trẻ? Tại nhà hay là tại trung tâm hay tại trường nào? Dạ, ra là em đang làm giáo viên mầm non ạ. Có vài đứa hả? Lớp mấy đứa? Dạ, ra là một lớp tới khoảng 25. 25 mà vài cái gì? Nhiều rồi. Quê mình ở đâu? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Phan Phụng Tiên. Năm nay 27 tuổi. Quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tiên đang làm công việc gì? Dạ, hiện em đang buôn bán vật liệu điện nước. Mình làm cho gia đình hả? Dạ. Cho nhà mình hả? Dạ, ngoài ra thì cũng có làm cái tiệm in áo bán online. Ồ, đó là em tự làm? Dạ. Giỏi quá ta. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh là biết chia sẻ, biết nấu ăn. Sở trường của em là gì? Điểm mạnh của em là gì? Dạ, em cũng là một người biết nấu ăn, cũng thích đảm đang việc nhà, cũng là thuộc tiếp người cũng thích gia đình, phụ nữ của gia đình ạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì chắc có lẽ là em hơi kỹ tính một tí á. Tình trường thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chỉ có hai mối tình, và cấp 2 và cấp 3 thôi, đều là mối tình gà bông thôi. Sau đó thì khoảng thời gian dài thì em bị gia đình có một chút trục trặc,
nên là em tập trung cho cái việc tìm cái con đường riêng của mình cho sự nghiệp của mình. Là nói về tình duyên là mình cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng hơi thiệt thòi ha, hơi mất mát ha. Em trai, tình trường mình sao? Chàng trai 27 dạ, tuổi. Dạ cũng có khoảng 3 mối tình. Wow, khá khá rồi. Thì cái mối tình dài nhất là khoảng 7 năm. Cái gì? 3 mối tình, mối tình dài nhất 7 năm. Dạ, còn... Năm nay mới 27 tuổi, mối tình đó là mối tình thứ nhất hay thứ nhì hay thứ ba? Dạ, thứ nhì. 7 năm sao chia tay em? Dạ thì cũng có một vài cái biến cố, xong rồi gia đình bên đó dọn đi, đó thì mất liên lạc. Tới khi liên lạc được thì người bạn gái đó cũng đã có người mới. Trong cuộc sống thì mình thấy là mình có những cái tật xấu gì không? Cái tật xấu mà nặng nhất á là hay đản trí. Ví dụ như là đi xuống dưới bếp hoặc là đâu đó lấy cái gì đó thì cũng phải 4-5 chặp thì mới lấy được một cái món đồ mà mình muốn lấy. Trời đất ơi, rồi bây giờ đi hẹn hò với bạn gái, rồi qua nhà bạn gái chơi thì đi bao lâu mới tới được nhà bạn gái, hay đi dọc đường là đản trí rồi rẽ qua chỗ cô khác? Dạ không, cái đó thì một cái đường phải... đi thì phải đi đi theo đúng đường thôi. Mình chăm sóc bạn gái kỹ không? Chắc chắn là chăm sóc rất là kỹ. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Khoảng 1m60 trở vài, dáng người tròn một chút. Tròn tròn lên cho nó đã ha. Em thích người bạn trai thì sao? Dạ em thích người bạn trai khoảng 1m68 đến khoảng 1m7. Tròn cũng được, nhưng mà đừng có quá béo hoặc là quá gầy. Vì em cũng hơi tròn. Điều gì em không thích ở một người bạn trai? Em không thích người bạn trai hút thuốc, uống rượu bia thì ở mức độ cho phép, ví dụ như là giao tiếp thôi, khoảng 1-2 chai thôi. Còn em không thích điểm nào ở người bạn gái? Đừng có càm ràm quá, giấu giếm. Em cảm nhận người bạn gái là này như thế nào? Chắc là hơi tròn. Lanh quá chứ chưa có khỏi tự tiết lộ cho người ta nghe rồi. Cũng có vẻ là hiền. Tóc tai, quần áo, chiều cao? Chắc mà 1m60 tới 63 quá. Em cao nhiêu? Dạ 1m64. Rồi em làm gì em kêu người ta cao dữ vậy? Linh cảm vậy. À linh cảm vậy dạ. Hả? Cũng hay ha, đúng ghê. Tóc thì có thể là cột đuôi ngựa. Cột đuôi ngựa. Màu gì? Màu thì có thể không biết rõ rồi. Không biết rõ ha. Tưởng tượng hay lắm. Còn em tưởng tượng bạn trai nó như thế nào? Em nghĩ anh này cũng hài hước. Mập ốm cao thấp. Em nghĩ là chắc ảnh cũng vừa. Vừa. Dạ. Em thấy anh này chắc cũng được khoảng 70% cái tiêu chí mà. Chưa gì mới nói chuyện mấy câu 70% mà ghê thiệt. Hai bạn đói bụng chưa? Thích dạ. Ăn không? Ăn thì rất là thích. Rất là thích luôn hả? Dạ. Ăn nhiều lắm hả? Dạ ăn rất nhiều. Ồ, trước giờ ăn cà ri Nhật lần nào chưa? Dạ chưa. Bữa nay thích ăn thử món Nhật không? Dạ. Bây giờ mình lấy thực đơn ra mình lựa món xong rồi mình tâm sự tiếp ha. Dạ. Đói bụng chưa em? Dạ rồi. Dạ nhìn hai tướng này là biết đói bụng rồi. Cho mượn hai cái menu đi nhà hàng ơi. Thực đơn của nhà hàng, mời hai bạn chọn món. Cà ri tôm chiên kèm măng tây cà chua. Rồi, cà ri tôm chiên kèm măng tây cà chua bên này. Dạ, cà ri trứng chiên và sốt kem. Cà ri trứng chiên và sốt kem. Bây giờ các tường sẽ mở cửa trái tim để hai bạn trực tiếp nhìn thấy nhau và trò chuyện với nhau nha. Dạ. Nãy giờ cảm nhận của mình về nhau đúng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, khoảng 80%. Trúng 80 ở chỗ nào? Dạ. Người ta cao gì mà tới 1m6 mấy? Có tóc là một đuôi gào nào? Tóc dài. Tóc dài. Tóc dài thì có thể buộc lên được. Cái này tóc dài chứ đâu phải đuôi gà đâu. Cảm nhận đầu tiên của em về người bạn nữ khi mà vừa bỏ cửa trái tim ra? Dạ dễ thương. Đúng ý em chưa? Tròn tròn đúng ý em chưa? Chính xác luôn. Chính xác luôn ha. Dạ. Còn em? Dạ cũng tròn, cũng rất là dễ thương, nhìn ảnh hiền. Bây giờ nè, nếu như mà kết hôn với nhau thì mình sẽ sinh sống ở đâu? Dạ ở nhà với ba mẹ. Em có chịu làm dâu không? Dạ được. Ba mẹ cũng hứa là cho một căn nhà khi mà cưới vợ rồi. Ừ. Nhưng mà cưới về, ví dụ như là mà có cưới về thì cứ ở chung với bố mẹ trước đã. Còn căn nhà kia thì cứ để cho thuê đi. Mà nhà mua chưa hay là khi nào cưới rồi mới mua? Dạ thực ra là có sẵn hết rồi. À, em là người lãng mạn hay là người khô khan trong tình yêu? Em chỉ biết quan tâm. Mà nếu mà nói về cái chuyện lãng mạn này không có được rành lắm. À, bữa nay có rung lắm không? Dạ rung, rung nãy giờ luôn đó. À, hoa này đem tặng ai? Rồi, tặng hoa. Tặng em. Cái này là... Em cảm ơn anh. Dạ. Quà gì vậy, có thể mở ra cho chị Tường xem được không? Dạ. Xin phép mở. Ồ. Áo.
một cái áo size gì? Size L. Sao áo mà tặng áo con gái mà tặng size L dữ vậy? Thích người tròn tròn nên chọn size L đúng không? Dạ em cũng rất là thích size lớn à. Mình có thể trò chuyện ít phút trong thời gian mình chờ đợi đó. Nhà hàng sẽ dọn món ăn lên cho mình ha. Ví dụ như mà về làm dâu á, thì nếu như mà có một cái vấn đề xảy ra thì anh sẽ nghe theo gia đình anh hay là em sẽ bên vực em hay sao đó? Nếu như mà các em mà có phần đúng nhiều hơn thì đương nhiên là anh phải bên em rồi. Anh thì không có theo cái cạnh là người nhà phải bên người nhà, không có. Làm dâu bây giờ sướng lắm em, về có gì mình cứ đi đâu chơi hai vợ chồng son rồi kẹt con sao đi, đúng không? Gửi ba mẹ giữ đi chơi thoải mái luôn. Hai đứa muốn sinh mấy đứa con? Theo mẹ suối. Mẹ suối dạ, theo mẹ suối là nếu mà có cưới về thì hai đứa cứ làm hai đứa trước đi rồi nuôi một lượt, chứ đừng có mà sanh lẻ lẻ rồi nuôi sau này cực lắm. À mẹ thì rất là thích con gái nhưng mà nhà thì ba anh em trai. Cưới về thì chắc chắn là mẹ bên nhiều hơn là bên con trai là chắc. Bên con dâu nhiều hơn phải không? Dạ. Nãy giờ nghe bạn trai nhắc tới mẹ rất là nhiều. Em có đem theo hình của mẹ không? Dạ. Để cho bạn gái xem thử. À đó, nhìn coi mặt mẹ hiền không? Mình mẹ làm... đẹp. Mẹ đẹp. Con mẹ đẹp không? Dạ cũng đẹp. Thế em theo hình gì gửi cho anh coi đi kìa. À dạ em đây em cũng có mang hình mẹ và chị gái. À hình gia đình của mình ha. Dạ chị em thì có hai bé rồi, em gửi anh. À, mà nhìn mặt của mẹ đi ha. Nhìn cô cũng hiền. Hả? Nhìn cô cũng rất cô là hiền. Cô cũng rất là hiền. Rồi hy vọng sau này hai mẹ sẽ trở thành xui gia với nhau ha. Chúng ta sẽ có một gia đình rất là hạnh phúc. Bây giờ tôi có nghe tiếng động gì đó đang kêu từ bao tử của bạn nào. Cái bạn nào mà lúc nào cũng thấy đói bụng, giơ tay lên. Cơm cà ri Nhật Bản là một món ăn rất là được nhiều người ưa chuộng ở bên Nhật Bản. Bây giờ hai bạn bắt đầu chuẩn bị ăn thử ha, đói rồi. Rồi, hấp dẫn quá. Cảm ơn. Cơm. Rồi, chúc hai bạn ngon miệng. Hai bạn ăn đi rồi trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau ha. Một chút xíu cho chị Tường biết mùi vị của món ăn như thế nào. Được không? Rồi Tường sẽ đi cho hai bạn trò chuyện với nhau và thưởng thức thật là tự nhiên và vui vẻ nha. Ăn nhưng mà cũng phải tâm sự nha. Tâm sự cũng phải ăn cho no bụng. Nhà em ở quận mấy? Nhà em hiện tại ở quận Chánh. Em làm việc ở Bình Tân. Em có dự định gì cho cái tương lai sắp tới chưa? Hiện tại em đang liên thông tiếp ở trường đại học nên là công việc nó cứ cuốn em đi vừa học vừa làm á, nên là em vẫn chưa có thời gian nhiều cho việc kết hôn. Ví dụ như mà mình hẹn hò với nhau rồi một tuần mình gặp mấy lần được hả? Khoảng buổi tối đi em rảnh, rồi tối 2-6 rồi thứ bảy chủ nhật em vẫn rảnh luôn. Chủ nhật nào anh cũng rảnh. Muốn đi đâu đó hoặc là muốn đi ăn uống gì đó thì anh thì chắc chắn là chỉ có đi ăn rồi đó. Tại vì anh thích em, ăn. Em cũng vậy. Em thì lại là hai chị em gái. Chị em thì có gia đình với lại có hai bé rồi. Nên cũng thấy trong hình á là hai đứa cháu. Mẹ coi cũng cưng con rể dữ lắm. Ba mẹ cứ hỏi là có người yêu này kia để đi về, có người đưa về. Ba mẹ an tâm nhiều hơn, cũng lớn tuổi rồi. Nếu mà được thì anh đưa em về. Em lúc nãy anh có nói cái tật xấu là khá là giống em á, nên là cái tật hay quên á. Em thì đang muốn tìm một người mà có thể nhớ dai để nhớ giùm em, giờ anh quên luôn rồi em quên luôn rồi sao ta? Thì cái nào cần quên thì nên cho nó quên luôn. Cần nhớ thì anh sẽ nốt lại. Yeah. Anh chắc chắn là anh không thể nào mà anh nhớ hết được tất cả các thứ rồi đó. Dạ. Yeah. À, vậy sao người vậy nè? Thích ăn, nói gì Tường nghe thôi. Dạ. Cái món này thì không ăn cay giỏi. À, nãy đáng lẽ kêu cấp độ thấp thôi. Còn em? Dạ, ra món của em thì ăn khá là ngon. Vì em thích nhất là cái sốt kem. Vì cái sốt kem này nó béo béo nè. Bây giờ chúng ta cũng đã có những giây phút trò chuyện với nhau, tâm sự ăn trưa với nhau rồi. Không biết nãy giờ hai bạn cảm nhận về người đối diện của mình như thế nào? Anh thì... Mình nghĩ sao mình nói vậy? Đó anh là thì tôn anh không phải là cái tiếp người mà nói nhiều. Nếu mà mình có quen nhau á, cứ để thời gian mà anh làm cho em thấy. Nãy giờ nói chuyện với anh thì em thấy anh là một người có
khá nhiều cái điểm tương đồng với em. Tới giờ phút này sau khi mà có một cái cuộc trò chuyện nhặt ngắn với anh thôi, nhưng mà em cũng nghĩ là em không có thay đổi cái quyết định ban đầu của em, là anh vẫn là những cái gì mà em đang nghĩ là sẽ phù hợp với em. Cái nhìn đầu tiên tương đối là thuận lợi cho cả hai, và khi chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau có nghĩa là chúng ta trao cái duyên cho nhau, và khi bấm nút thì chúng ta ai cũng hy vọng rằng là sẽ tiến tới hôn nhân. Bây giờ thì đặt hai tay vào nút bấm đi hai bạn. Tường sẽ là nhân chứng trong cái giây phút này, đã nhiều người chạm tay cái nút bấm này trong cái chương trình bạn muốn hẹn hò và tiến tới hôn nhân và sanh con đẻ cái. Thích mình mới bấm, không thích là không ai ép buộc mình cả. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rất nhanh lẹ, rất đồng đều. Tôi cảm nhận hai bên nhấn cùng một lúc, như vậy là đã thành đôi rồi. Bây giờ mời hai bạn đứng lên, nắm tay nhau và trao nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta chính thức trở thành một cặp đôi hẹn hò. Hôn để cảm nhận. Rồi, Tường chúc hai bạn là sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc cho đối phương, tìm hiểu nhau thật là kỹ và có thể nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay cả hai cặp đôi tham gia bạn muốn hẹn hò phiên bản hẹn ăn trưa cũng đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Và quý vị hãy nhớ khung giờ của chương trình rất là quen thuộc, vào lúc 12 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên xem xong phải nhấn subscribe quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin chào.